cười nhạt gật gật đầu, Vũ Thanh Thu bất giác cười to lên, ha ha ha. Thùy Năng giữ ngã cộng bả hoan, cái này khẩu khí xác thực rất lớn. Sư đệ, xem ra hắn đây là không có ý định ra sân, thẳng đến có người có thể mời hắn ra sân mới thôi. Bất quá, có thể mời ra hắn đến, cũng không nhất định có thể cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Người đến thông qua ngàn chén ngọt, thắng hắn mới được. Ai, hiện tại các tông cao thủ cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng đi. Quay đầu nhìn qua, quả nhiên, Ôn Đào bọn người trong mắt đã là lộ ra trần trụi chiến ý. Thế nhưng là thấy tình cảnh này, Trần Chính cùng Trác Phàm giao thủ qua viêm ma, lại là khinh thường bĩu môi, bọn họ cũng xứng. Chỉ bất quá, có thể đem hắn mời đi ra dễ dàng, chính thức có thể cùng hắn giao thủ, lại là cũng không dễ dàng như vậy. Vũ Thanh Thu, người chỉ sợ cũng rất khó. Mi đầu bất giác lắc một cái, Vũ Thanh Thu thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng cũng là gấp lên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này kiệt ngao nam tử, nói ra như thế nhục chí lời nói. Có điều rất nhanh, hắn lại bật cười lớn, từ chối cho ý kiến, ta có thể hay không đánh với hắn một trận không trọng yếu, mấu chốt là, chúng ta nơi này có đánh với hắn một trận người tồn tại. Nói, Vũ Thanh Thu vỗ vỗ Diệp Lân bả vai, khóe môi nhếch lên thần bí mỉm cười. Diệp Lân thì là không có để ý, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm phương hướng, hai cái trong ánh mắt, bỗng dưng lóe qua hai đạo hỏa mang. Thân thể bất giác chấn động, Trác Phàm tựa hồ cảm thấy cái gì, cũng đột ngột đến xoay đầu lại, nhìn về phía trên khán đài, bốn mắt chăm chú tương đối, trong mắt hai đạo thanh sắc ánh sáng điểm, cũng tại lóe lên. Nguyên lai là hắn. Hai cái lẫn nhau sinh ra cảm ứng người, cuối cùng gặp mặt. Loại này địch nhân vốn có cảm giác, để trong lòng hai người đã thân cận, lại căm thù, trong mắt tràn đầy đều là chiến ý. Ta tại Thượng Tam Tông khiêu chiến nhét phía trên, chờ ngươi, khóe miệng hơi vểnh lên, Diệp Lân không có lên tiếng, chỉ là cách không đối cái khẩu hình. Mi đầu bất giác run run, Trác Phàm trên mặt nghiêm túc, hơi hơi gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, một bên viêm ma bất giác trong lòng chấn động, đã là cảm nhận được, song phương cái kia lẫn nhau ám chỉ cảm giác. Đây là chỉ có thực lực giống người, mới có một loại cùng chung chí hướng. Có thể thấy được, trước mặt người này thực lực tuyệt không tại cái kia Trác Phàm phía dưới, thậm chí còn hơn cũng không nhất định. Trong lúc nhất thời, viêm ma trong lòng càng thêm trở nên nặng nề, thầm than một tiếng. Mẹ ngươi, lại một cái quái vật đi ra. Chủ tòa đài cao phía trên, song long chí tôn liếc nhìn nhau, lại là bất giác âm thầm bật cười. Tiểu tử này thật sự là so năm đó Thanh Sinh còn cuồng ngạo hơn rất, mình chỉ là để hắn không nên tùy tiện lên sân khấu giao chiến, hắn đổ tốt, cho mình bày xuống lôi đài, đem còn lại tám tông người toàn đều đắc tội. Bất quá chỉ là phần này kiệt ngao, để bọn hắn âm thầm tán thưởng, tính tình thật người, mới có thể yêu cầu thật nói a. Bạch Mi, hiện tại có thể đem hắn tính vào song long viện. Ha ha ha, sớm nên như thế, bất giác khẽ cười một tiếng. Bạch Mi Chí Tôn xuất ra một cái bảng danh sách đến, nhấc thủ vị trí, lấp phía trên hai chữ, Trác Phàm. Từ đó, hắn thành vì lần này song long hội phía trên, cái thứ nhất bị nhìn chúng nhập chủ song long viện đệ tử, chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Tốt, các vị rút thăm đi. Đem hai cái ống trúc lần nữa lấy ra, cái kia bình phán trưởng lão cũng không biết rõ song tôn cùng Trác Phàm đạt thành hiệp nghị, dương mắt nhìn Trác Phàm chỗ đó liếc một chút. Thản nhiên nói, Ma Sách Tông, các ngươi chỉ có 9 người phía trên sao? Đương nhiên, đối phó bọn hắn, chúng ta cần phải 10 người sao? Khinh thường bĩu môi, Dương Sát từ chối cho ý kiến, rất là phách lối. Điều này không khỏi làm Huyền Thiên Tông mọi người, hận đến thẳng cắn răng, đây rõ ràng là kỳ thị bọn họ a. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Dương Sát bọn người, hiện tại cũng là một cái đầu thì to ra. Từ ngày đó Trác Phàm cứu Vĩnh Ninh hai nữ, cũng đem các nàng đưa về sau khi trở về, liền đột nhiên quyết định, không có cao thủ xuất hiện, hắn liền không lại ra sân. Điều này không khỏi làm ba vị cung phụng đều một mặt không hiểu, trái khuyên phải nói cũng không có cách nào. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng không đi khuyên, dù sao lấy bọn họ thực lực bây giờ, cho dù Trác Phàm không lên, nhất thời cũng ra không cái vấn đề lớn gì, liền do lấy hắn. Ai bảo hắn thực lực đủ mạnh. Có tùy hứng tư cách đâu. Nhưng là cứ như vậy, các người 9 người, có một người bỏ quyền, liền sẽ móc ngược hai phần. Cái kia bình phán trưởng lão nhắc nhở lần nữa nói, bởi vì Ngự Thú Tông lần kia ngoài ý muốn, Huyền Thiên Tông có thể nói là không chiến mà thắng,
hiện tại bọn hắn tổng điểm giống như các ngươi, 20 điểm. Không sao. Giống như một cái thổ hào đồng dạng, Dương Sát không chút nào đem điểm ấy điểm số nhìn ở trong mắt, cười to lên, đưa bọn hắn hai phần, sau đó lại thâm vốn hai người bọn họ phân lại như thế nào. Dù sao chúng ta muốn cầm 18 điểm đây, kết quả cuối cùng cũng là 16-2, điểm số lớn vượt mức quy định, chúng ta không quan tâm. Gương mặt nhịn không được co lại, Huyền Thiên Tông mọi người thấy Dương Sát cái kia cỗ phách lối dạng, liền muốn tiến lên quất hắn. Thế nhưng là nhìn lại đối phương thực lực, vừa bất đắc dĩ thở dài. Ai, người ta thật có thực lực này a? Thế nhưng là, chỉ có cái kia Vân trưởng lão, ánh mắt híp lại, không biết đang tính toán lấy cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia Bình Phán trưởng lão cũng là bất giác bật cười một tiếng, tốt, thổ hào tùy hứng, vậy các ngươi liền đến rút thăm đi. Kết quả là, hai tông đệ tử mỗi người tiến lên quất tốt chính mình đối thủ, nhưng là khi nhìn đến chính mình đối thủ bảng danh sách lúc, Vân trưởng lão lại là không khỏi tròng mắt sáng lên, nhìn về phía Sở Khuynh Thành các nàng nói, rất tốt, xem ra chúng ta vẫn là có một tia phần thắng. Khuynh Thành, một hồi chúng ta hướng phân xét yêu cầu bốn người đối chiến, xuất ra các ngươi tập luyện trận thức liền tốt. Cường điệu đối phó cái kia Lục Hạt, ba người hắn không cần đi quản. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Sở Khuynh Thành cùng Thủy Nhược Hoa bốn người liếc nhìn nhau, trường kiếm trong tay bất giác chăm chú, đều là hơi hơi gật gật đầu. Mà Ma Sách Tông bên này, Dương Sát mì đầu lại là bất giác khẽ nhíu lên, Thiết Ưng, Khuê Cương, Nguyệt Nhi, các ngươi mấy cái này thần chiếu cảnh, đối lên cũng là bọn hắn bên kia cường thủ, chưa hẳn có thể làm được 100% tự tin a. Riêng là cái kia Ngọc Kiếm Tiên Tử Thủy Nhược Hoa, chính là Huyền Thiên Tông bốn kiếm đứng đầu, bây giờ thần chiếu 9 tầng thực lực, Khuê Cương ngươi có thể đối phó được sao? Không có vấn đề a, chúng ta trang bị tốt, bất giác nao nao, Khuê Cương không có gì lực lượng, nhưng cũng cứng rắn lên tiếng. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Sát sủi cười ra tiếng, ngươi trang bị tốt, người ta trang bị còn kém sao? Cái kia Thủy Nhược Hoa chính là bốn kiếm bên trong Ngọc Hành Kiếm cầm kiếm người, thất phẩm linh binh, ngươi so với người ta có thể cao đi đến nơi nào, sau cùng còn không phải nhìn thực lực nói chuyện. Ách, bất giác trì trệ, Khuê Cương nhất thời có chút do dự. Trác Phàm gặp, không khỏi khẽ cười một tiếng, không quan trọng khoát khoát tay, không có gì đáng ngại. Dù sao chúng ta 6 cái hóa hư cảnh cao thủ, 6 chàng chắc thắng. Các ngươi 3 cái ra sân sau tùy ý là được, thua cũng không muốn gấp, coi như chơi đùa. Đúng, sư phụ, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi trên mặt vui vẻ, nhất thời cảm thấy rất cảm thấy nhẹ nhõm. Dương Sát lại là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nói ngồi châm chọc, lời tuy như thế, nếu là không có một vị nào đó đại gia trang bức không lên chàng, chúng ta phần thắng không phải càng lớn. Đây còn không phải là bởi vì lão tử bị cảnh cáo, còn bị im lặng, cái này có biện pháp nào? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Hắn lại không thể đem cái này dày sự tình nói cho bọn hắn, nếu không ai ngờ Song Long Chí Tôn hội sẽ không giết người diệt khẩu đâu. Dù sao, đây chính là bọn họ tại chính mình phá hư chính mình định ra quy tắc, tuy nhiên không quan trọng gì, nhưng cũng có quan hệ tín dự vấn đề. Tây Châu tối cường giả tín dự. Thế nhưng là so ngàn vạn điều tiện mệnh đáng tiền nhiều a. Nghĩ như vậy, Trác Phàm ngậm miệng không nói, một mình gánh vác cái này cuồng vọng tự đại danh tiếng, khoát khoát tay, đánh ra bọn họ lên sân khấu. Hạ tay đừng lưu tình, ngược chết đám này qua sông đoạn cầu hỗn đản. Dương Sát cũng là hét lớn một tiếng, đối mọi người dặn dò. Cứ như vậy, Ma Sách Tông tất cả mọi người trên mặt, đều lộ ra một bộ lạnh lẽo nụ cười, nhìn về phía Huyền Thiên Tông đối diện đệ tử. Tràn đầy sát ý. Điều này không khỏi làm Huyền Thiên Tông một phương đệ tử, nhất thời lạnh run, run rẩy. Đụng. Một tiếng vang trầm, Thích Trường Long khoát tay, nhất thời đem nhất mệnh Huyền Thiên Tông đệ tử đánh chết, ném đài đi. Bình Phán trưởng lão nhìn đến, biểu lộ lạnh lùng, hét lớn lên tiếng, trận đầu tỉ thí, Ma Sách Tông thắng được. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Huyền Thiên Tông mọi người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, không còn dám có chút chủ quan. Bởi vì bọn hắn đã triệt để cảm nhận được, Ma Sách Tông đối bọn hắn cái kia trần trụi địch ý. Nhìn tới, Ma Sách Tông là thật bị bọn họ lúc trước bỏ đá xuống giếng cho chọc giận. Thích thiếu gia, ngươi làm gì, ai để ngươi để tiểu tử kia bị chết thống khoái như vậy, ngươi cái kia thật tốt tra tấn hắn, làm cho đối phương nhìn xem dám chọc chúng ta hạ tràng. Thích Trường Long đi xuống đài đến, Dương Sát một mặt bất mãn. Bất đắc dĩ nhún nhún vai,
Thích Trường Long thản nhiên nói, xin lỗi, ta không có biến thái như vậy yêu thích. Ta dựa vào, người có còn hay không là ma đạo tu giả, thế mà liền điểm ấy đam mê đều không có. Bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, Dương Sát thở dài lên tiếng. Xin lỗi, ta cũng không có. Lúc này, Bạch Luyện cũng là đi qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, thẳng đi lên đài, sau đó mười phần lão luyện, một chiêu đem đối phương tới chết, lại chậm chậm trở về. Ách, trước kia ta có, nhưng bây giờ không có, phòng bị. Quỷ hổ cái thứ ba ra sân, so với trước kia đến, toàn thân sát khí lại là nội liễm rất nhiều, tâm cũng biến thành rất trầm tĩnh. Sau khi lên đài, thậm chí không có hạ sát thủ, chỉ là đem người kia trọng thương đánh xuống thì xong việc. Thế nhưng là chờ hắn đi trở về, nhìn đến Dương Sát cái kia thật không thể tin ánh mắt lúc, quỷ hổ chỉ hơi hơi nhún nhún vai, cười khẽ một tiếng nói ta hiện tại không đói bụng, không cần ăn. Người có ý tứ gì, giết người cùng có đói bụng không có quan hệ gì. Dương Sát nhìn lấy quỷ hổ bóng người, mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ chi sắc. Trác Phàm gặp này, lại là cười nhạt một tiếng, âm thầm gật đầu, xem ra hắn cùng Viên lão xác thực học được không ít. Sư tử vồ thỏ, đó là nó đói. Đã không đói bụng, làm gì ra sức xuất kích đâu. Trận thứ tư, Huyền Thiên Tông Sở Khuynh Thành, đối Ma Sách Tông Lục Hạt. Lúc này, Bình Phán trưởng lão cao giọng hét lớn. Vân trưởng lão nghe đến, lại là vội vã đứng dậy, khởi bẩm trưởng lão, Huyền Thiên Tông thỉnh cầu bốn người đối chiến, quyết một trận thắng thua. Cái gì, bốn người? Nghi đầu bất giác lắc một cái, Dương Sát không khỏi giật mình nói, bốn người đối chiến, chẳng lẽ hắn có bốn người hợp kích trận thức? Đối với một cái tông môn thực lực tới nói, cá thể cao thủ mặc dù trọng yếu, nhưng là có thể có một bộ rong đuổi thiên hạ phối hợp trận thức, cũng là nhất đại chiến lực, thậm chí so cá thể thực lực còn trọng yếu hơn được nhiều. Cho nên, song long hội đối chiến bên trong có một ngoại lệ, cũng là nếu có phối hợp trận thức xuất hiện, ưu tiên lấy trận thức đối chọi, xem xét ưu khuyết. Ma Sách Tông cũng có dạng này trận thức, giống Ma Sách Tứ Quỷ cùng Khô Vinh Ngũ Lão đều từng tập luyện qua một mình trận thức, đáng tiếc bọn họ không có bắt kịp song long hội cơ hội. Bây giờ lại là để Huyền Thiên Tông xuất ra một trận này thức, bắt được bổn chàng duy nhất lật bàn cơ hội. Ra sao trận thức, xưng tên ra, cái kia Bình Phán trưởng lão cũng là dương mắt nhìn cái kia Vân trưởng lão liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Khom người cúi đầu, Vân trưởng lão vội vã đem một khối ngọc giản đưa lên, cất cao giọng nói, đây là ta tông tông chủ hợp tác mấy trăm trưởng lão cung phụng, cùng sáng tạo Chu Thiên Tứ Nguyên trận. Chính là hợp thiên địa chi uy, ngũ hành chi khí, sáng tạo tứ phương không có kẽ hở chi cảnh. Cần bốn tên khác biệt kỳ dị thể chất xử nữ, cộng đồng tu tập, chính hợp thiên địa hỗn độn, âm dương hợp nhất chi ý. Bốn người liên thủ, liền thành một khối, vạn phu mạc đương. Hai vị chí tôn, xin chỉ thị. Đem ngọc giản kia cầm trong tay, cái kia Bình Phán trưởng lão một cái lắc mình, đi vào hai vị chí tôn trước người, khom người trình lên. Hắc Nghiêm Chí Tôn cầm ở trong tay xem một chút, lại đưa cho Bạch Mi Chí Tôn, cười khẽ một tiếng, có chút ý tứ, có thể nhìn một chút. Nếu là trận này thức uy lực còn có thể, coi là Tây Châu chi phúc. Bạch Mi Chí Tôn cũng là xem một hồi, hơi hơi gật gật đầu. Được đến ra hiệu, cái kia Bình Phán trưởng lão lần nữa trở lại chiến trường, vung tay lên cất cao giọng nói, Huyền Thiên Tông bố trận người tiến lên, Ma Sách Tông tương ứng đối thủ cũng lên đài. Vừa dứt lời, Sở Khuynh Thành tay cầm hàn quang kiếm, chậm chậm đi lên đài, Thủy Nhược Hoa mang theo Đan Nhi cùng một vị nữ tử áo xanh, cũng chậm rãi lên sân khấu, trong tay mỗi người xuất hiện một thanh phát ra khác biệt ánh sáng trường kiếm. Mí mắt bất giác run run, Dương Sát không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, sau đó nhìn về phía sau lưng ba người kia, Thiết Ưng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi, bất đắc dĩ dao động cái đầu. Ai, tính sai, nghĩ không ra bọn họ thế mà còn chuẩn bị hợp kích trận thức. Song long hội đối loại này có thể đem tu giả thực lực mức độ lớn tăng lên trận thức, thế nhưng là lớn nhất không có sức chống cự, trên cơ bản chỉ cần có tông môn xuất ra, hai vị chí tôn thì sẽ thông qua. Mà rút thăm quyết định đối thủ, một cách tự nhiên thì sẽ trở thành một trận này thức thí luyện giả, dùng đến kiểm trắc trận thức uy lực. Như thế tới nói, điểm số vẫn là ấn bốn người tính toán, nhưng bốn cái lộn xộn người, đi cùng bốn cái tạo thành hợp kích trận thức người đối chiến, vốn cũng không chiếm ưu thế. Riêng là trong này, trừ Lục Hạt một người là hóa hư cảnh bên ngoài, còn lại ba người còn tất cả đều là thần chiếu cảnh. Đơn đả độc đấu đều chưa hẳn thắng được qua đối phương, huống chi là hiện tại.
Kể từ đó lời nói, đối phương một khi thắng được, liền có thể cầm tới 8 điểm, lại là nhất thời thì cùng bọn hắn dự tính đánh ngang. Vân lão đầu, người một mực tại tính kế giờ khắc này đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Dương Sát trong lỗ mũi tức giận phun ra hai ống nhiệt khí, hung ác nói, Lục Hạt, đến tiếp xuống thì nhìn ngươi, ra tay khác lưu tình. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không mềm tay, khặc khặc khặc. Bất giác ta cười một tiếng, Lục Hạt trong mắt tản mát ra thăm thẳm ánh sáng xanh, ngay sau đó liền mang theo ba cái kia thần chiếu cảnh, chậm rãi đi đến cái bàn. Chậm rãi liền ôm quyền, Thủy Nhược Hoa lúc này tiến lên một bước nói, các vị, lúc trước thật là chúng ta xử sự không thích đáng, các vị đối với chúng ta có lời oán giận cũng không gì đáng trách. Nhưng vừa mới các ngươi đã giết chúng ta hai tên đệ tử. Hừ, vong ân phụ nghĩa chi đồ, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ, muộn. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Lục Hạt lúc này đánh gãy nàng lời nói, khinh thường bĩu môi. Trầm ngâm một trận, Thủy Nhược Hoa còn phải lại lời, cũng là bị Sở Khuynh Thành khoát khoát tay đánh gãy, Nhược Hoa sư tỷ, không cần nói nữa. Dù sao đứng tại Song Long hội cái này trên đài, vốn là chém giết đến, không có ân oán gì tình cừu. Một khi bước vào nơi này, thì đã định trước tất cả mọi người không lại nương tay. Ha ha ha, không hổ là Trác quản gia bạn cũ a, nhìn thấu qua. Chỉ là đối với ngươi, ta có phải hay không cũng không cần mềm tay. Bất giác cười lớn một tiếng, Lục Hạt hình như có chỉ, trêu đùa. Xa xa nhìn Trác Phàm chỗ đó liếc một chút, nhưng gặp hắn sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, Sở Khuynh Thành bất giác bật cười một tiếng nói, ngươi là lo lắng hắn a, yên tâm. Chúng ta sớm đã nói tốt, đều vì chủ, không còn lưu tình. Mí mắt bất giác lắc một cái, Lục Hạt chậm rãi quay đầu, vụng trộm nhìn Trác Phàm liếc một chút, gặp hắn ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào lo lắng chi ý, mới yên lòng. Xem ra cái này Trác quản gia đối cái này nữ nhân, đã cũng không phải là coi trọng như vậy a, như vậy cũng tốt làm. Nghĩ như vậy, Lục Hạt bất giác cười tà nói, đã dạng này, vậy liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Vừa dứt lời, Lục Hạt đột ngột đến khí thế đại phóng, hóa hư tam trọng khí thế cường đại nương theo lấy từng trận màu xanh nhạt xương độc bỗng nhiên hướng bốn người mãnh liệt mà đi. Đây là hắn thần hồn trùng kích, mọi người cẩn thận, kết trận. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Thủy Nhược Hoa lúc này hét to lớn tiếng, sau đó cùng Sở Khuynh Thành tứ nữ nhất thời tập hợp một chỗ, trường kiếm trong tay hướng phía dưới một lập, bốn nói tia sáng kỳ dị lấp lóe. Nhưng nghe ông một tiếng, nhất thời liền dựng đứng lên một đạo vô hình bình chướng. Cái kia đạo khí thế cường hãn hung mãnh đánh tới cái kia bình chướng phía trên, lại giống như gió nhẹ lướt qua mặt nước giống như, chỉ là nhỏ nhẹ nổi lên một tia gợn sóng, liền thổi qua đi, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt bất giác lắc một cái, Lục Hạt nhất thời quá sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, trận pháp này như thế không đơn giản, liền hắn thần hồn trùng kích đều có thể đỡ tới. Mọi người gặp này, cũng là ngăn không được kinh ngạc liên tục, hóa hư cao thủ cùng thần chiếu tu giả vạn trượng khoảng cách, thế mà dễ dàng như vậy liền bị vượt qua, cũng thật là kỳ tích a. Song Long Chí Tôn nhìn đến cũng là không ngừng đến gật đầu tán thưởng, cái này hợp kích trận thức, xác thực có chút ý tứ. Chỉ là tại tất cả mọi người đang kinh dị bên trong lúc, lại là không có người nào chú ý tới, ngay tại Lục Hạt thần hồn trùng kích phát ra trong tích tắc, Trác Phàm sắc mặt lại là bỗng dưng khẩn trương lên. Thân thể nghiêng về phía trước, phải đồng tử bên trong, một đạo vầng sáng màu vàng óng cũng đang phát ra dạng rỡ quang huy, chính là chuẩn bị tùy thời lên sân khấu cứu trợ bộ dáng. Nhưng là đợi nhìn đến bốn người bình yên vô sự, Sở Khuynh Thành vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt về sau, hắn mới lại khôi phục cái kia lạnh lùng khuôn mặt, thở dài một hơi. Tuy nói tại tiến vào Song Long Viện này trước, hắn cùng Sở Khuynh Thành liền đã đoạn nghĩa tuyệt tình. Nhưng thật đến giờ phút này, hắn nhưng lại ngăn không được trong lòng căng thẳng, không khỏi có loại muốn xông tới xúc động. Loại mâu thuẫn này tâm tình, không khỏi làm hắn một trận xoắn xuýt, hắn tiếp tục đi chính mình đạo đường, vẫn là. Đáng chết Lục Hạt, còn thật dám hạ tử thủ a. Không có tiếp tục nghĩ, Trác Phàm chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng chừng lấy Lục Hạt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Trận thức biến hóa, Chu Thiên kiếm trận. Hét lớn một tiếng. Thủy Nhược Hoa tứ nữ lúc này lần nữa tản ra, hiện lên tứ phương vị đứng thẳng bốn phía, kiếm trong tay mang dạng rỡ phát sáng, quanh người một cỗ vô hình khí lưu tại không ngừng chảy, đem bốn người lẫn nhau sâu chuỗi lên. Sở Khuynh Thành kẻ cầm đầu, đối diện phía trên 10 mét bên ngoài Lục Hạt, cái kia thanh hàn quang kiếm phía trên hàn mang cũng đang không ngừng tăng cường.
ánh mắt khẽ híp một cái, Lục Hạt trong lòng siết chặt, bỗng dưng cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, không khỏi trong lòng hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn sang. Chẳng lẽ bốn người này liên thủ, sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp? Cái kia làm sao có thể? Hắn nhưng là hóa hư cảnh, các nàng bốn cái thần chiếu tu giả, tức liền lợi dụng hợp kích trận thức, có thể đỡ hắn thần hồn trùng kích, đã rất không tệ, làm sao có thể uy hiếp đến hắn? Nhưng là đáy lòng cảnh cáo, lại sẽ không gạt người, cái kia cỗ càng ngày càng mạnh cảm giác nguy hiểm, để hắn cái trán ngăn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Huyền giai vũ kỹ, xương độc phong bạo. Rốt cục, Lục Hạt cắn răng một cái, đưa tay nhất trưởng liền hung hăng hướng tứ nữ đánh tới, đầy trời xanh biếc xương độc, như vòi rồng, hướng các nàng bao phủ mà qua. Bên trong, còn ẩn chứa hắn thần hồn năng lượng, cái này nếu là đánh chúng, bốn người lúc này liền hội nguyên thần tán loạn mà chết. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm lại là quĩnh lên, thân thể nghiêng về phía trước, thế nhưng là nhìn đến Sở Khuynh Thành cái kia tỉnh táo hai con ngươi, hắn liền lại an tâm hướng sau nằm, thở dài một hơi. Nhìn đến chiêu này, cũng không làm gì được các nàng. Quả nhiên, Sở Khuynh Thành hét lớn một tiếng, còn lại ba người ba thanh trường kiếm liền cùng nhau hướng nàng nhất chỉ, nhất thời ba chùm ánh sáng đột nhiên bắn vào trong cơ thể nàng, sau cùng trong tay nàng hàn quang kiếm càng thêm hào quang tỏa sáng lên. Tứ nguyên quy nhất, ngũ hành tụ khí, hàn quang lãnh nguyệt chém. Hưu. Sở Khuynh Thành trường kiếm vung lên, một đạo lạnh lẽo hàn mang trong nháy mắt thấu kiếm mà ra, thẳng hướng cái kia xanh biếc phong bạo bắn tới. Chỉ một thoáng, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia phong bạo đúng là đột nhiên bị một kiếm xuyên qua, trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời, cái kia đạo lãnh quang không có không chỉ trệ tiếp tục hướng Lục Hạt phóng đi. Trong mắt hung hăng co rụt lại, Lục Hạt căn bản không có nghĩ đến, bốn người này hợp trận uy lực lại to lớn như thế, liền hắn toàn lực nhất kích cũng khó có thể dung chuyển. Bây giờ đối phương kiếm khí tới người, hắn cũng lại khó đường lui, chỉ có thể kiên trì hung hăng chặn lại. Đụng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lục Hạt cả người bị đánh bay ra ngoài, một miệng đỏ thẫm máu tươi bất giác bỗng dưng phun ra ngoài. Song trưởng bên trên, đã là ngưng kết ra rét lạnh bông tuyết. Đồng thời, cái kia cỗ cường đại trùng kích lực bốn tản mát, Thiết Ưng, Khuê Cương ba người, cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị hô một chút đánh bay đến dưới đài, nhất thời mất đi đối chiến tư cách. Dương Sát gặp này, bất giác bất đắc dĩ xoa cái trán, ai thán liên tục. Tuy nhiên hắn biết ba người này lên sân khấu sau khả năng vô dụng, nhưng không nghĩ tới càng như thế vô dụng, Lục Hạt cùng cái kia bốn cái đàn bà đại chiến không xen tay vào được cũng coi như, còn bị người ta một cái dư âm chấn xuống tới, cũng là đầy đủ mất mặt. Bất quá cái này cũng chính chứng minh, cái này hợp kích trận thức thật không đơn giản, đáng sợ đến vô cùng. Có thể để bốn cái thần chiếu cảnh tu giả, trong nháy mắt vượt qua cùng hóa hư cao thủ ở giữa chênh lệch. Nghĩ tới đây, Dương Sát không khỏi vỗ nhẹ đập Trác Phàm bả vai, thở dài, loại tình huống này, người nếu như lên tốt bao nhiêu. May mắn ta không có lên a. Dương mắt nhẹ liếc Sở Khuynh Thành liếc một chút, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, lắc lắc đầu. Theo hắn ánh mắt nhìn, Dương Sát không khỏi tức xạ mặt lại rơi xuống, hung hăng vỗ vỗ hắn cánh tay, mắng, người cái trọng sắc khinh hữu đổ vật. Ta hiện tại cũng cảm thấy ngươi không lên rất tốt, nếu không đến lúc đó không biết muốn thả bao nhiêu nước. Mà bốn phía vây xem mọi người nhìn thấy trận này uy lực, cũng là nhịn không được quá sợ hãi thán phục liên tục. Song Long Chí Tôn càng là liếc nhìn nhau, liên tục gật đầu, âm thầm tán thưởng. Đồng thời trong tay, xuất hiện lần nữa cái kia trúng tuyển Song Long Viện danh sách. Chỉ có Lục Hạt không cam lòng từ dưới đất bò dậy, trong mắt đã là lộ ra ghét cay ghét đắng tức giận. Cái này Chu Thiên Tứ Nguyên trận không bàn mà hợp hỗn độn ngũ hành chi đạo, liền thành một khối, cả công lẫn thủ, cho dù là hóa hư cao thủ thần hồn trùng kích, cũng có thể lấy Chu Thiên chi lực tiêu trừ, xác thực rất thần kỳ. Thật may mà Huyền Thiên Tông một cái hạ tam tông, có thể nghĩ đến thần diệu như thế trận thức a, ha ha ha. Xem trên khán đài, Vũ Thanh Thu đạm mạc gật đầu, khen. Viêm Ma nghe, lại là từ chối cho ý kiến bĩu môi, trận thức thần diệu, nhưng yêu cầu cũng rất cao. Không phải thường nhân có thể làm được. Đầu tiên bố trận người, hẳn là cực kỳ hiếm thấy nguyên linh chi thể. Cái kia Thủy Nhược Hoa là kim linh thể, thiếu nữ áo đỏ là hỏa linh thể, nữ tử áo xanh là mộc linh thể, lại phối hợp khắp nơi cẩn trọng, thổ linh vi chung, kết hợp thành một thể với đất trời, mới được như thế tự nhiên mà thành chi công. Nếu là bình thường tiếng người,
ngũ hành khó có thể chuyển đổi, trận này tự nhiên phân mảnh, không đúng phương pháp. Đúng vậy a, trận này xác thực yêu cầu rất cao, không cách nào người người có thể dùng, đã định trước khó có thể tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực. Bất quá đối với bốn người bọn họ mà nói, lại là một đại sát khí, chắc hẳn hội chúng tuyển xong Long Viện đi. Cười nhạt gật gật đầu, Vũ Thanh Thu trầm ngâm một chút, đột nhiên nhất chỉ Sở Khuynh Thành phương hướng, hơi nghi hoặc một chút nói a, người nói nữ tử kia là thủy linh thể sao? Giống như không giống, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thủy linh thể nhiều lắm là có thể cùng bên trong hai người tự nhiên dính liền, nhưng vì sao nàng lại phảng phất có loại đại trận trung tâm cảm giác? Tất cả mọi người lực lượng, bao quát dẫn động khắp nơi cẩn trọng chi lực, đều sẽ ngưng tụ ở trên người nàng. Bất giác cười lạnh, Viêm Ma khinh thường bĩu môi, liếc xéo hướng Vũ Thanh Thu chỗ đó, châm chọc nói, nghĩ không ra đường đường Tây Châu đệ nhất thiên tài nhãn lực cũng không gì hơn cái này, ngươi nhìn không ra sao? Nhìn ra cái gì, chẳng lẽ ngươi nhìn ra được sao? Lông mày nhíu lại, Vũ Thanh Thu ngạc nhiên nói. Đắc Y nhếch nhếch miệng, Viêm Ma chỉnh trọng gật đầu, đó là đương nhiên, nữ tử kia cũng không phải là thủy linh thể, mà chính là không linh chi thể, ngũ hành công pháp bên trong, các loại công pháp cũng có thể tự nhiên tập luyện, nàng bất quá là vì phối hợp trận này, tu tập thủy hành công pháp mà thôi. Cái gì, truyền thuyết bên trong thần trợ công, không linh thể chất. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu chăm chú chằm chằm đi xuống, giật mình rất lâu, vừa rồi không sai gật đầu, thở dài, khó trách, ta nói trận thức này sao như thế cường hãn, nguyên lai có nàng tồn tại a. Truyền thuyết không linh thể chất, có thể đem các loại khác biệt trạng thái năng lượng tự nhiên chuyển đổi, là tiếp cận nhất hỗn độn chi sơ thể chất. Thật khó đến, một cái nho nhỏ hạ tam tông thế mà có thể tìm đến dạng này kỳ tài. Chỉ sợ cho dù là tại bất luận tông môn gì bên trong, nàng này đều là các tông cao tầng thứ nhất nhìn chăm chú đệ tử đi. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, Viêm Ma cũng là khẽ gật đầu, nhưng Diệp Lân lại là khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu, ha ha ha. Thể chất xác thực hy hữu, nhưng thực lực không mạnh, tại chúng ta những thứ này độc lai độc vãng trong mắt người, cũng cùng thường nhân không có gì khác biệt. Đợi nàng ngày sau thực lực tăng mạnh, có lẽ sẽ thành vì một cái đối thủ tốt đi. Nhưng là như vậy thể chất, dùng đến song tu, một dạng có thể nói cao thực lực. Chăm chú nhìn cái kia Diệp Lân, Viêm Ma đột nhiên nói, phảng phất tại nói chuyện với Vũ Thanh Thu đồng dạng, trên mặt một trận nghiêm túc. Giờ này khắc này, hắn đã một cách tự nhiên đem cái này thần bí tiểu tử, làm thành đáng giá tôn kính đối thủ. Khinh thường bĩu môi, Diệp Lân từ chối cho ý kiến cười cười, song tu tăng trưởng thực lực, bên trong một nửa là người khác cho, vĩnh viễn không có thể trở thành chính mình lực lượng, quá mức phù phiếm. Chư thiên thập đạo, không có người nào là dựa vào song tu đạp lên. Bởi vì hắn đạo, đã không thuần. Chư thiên thập đạo, mi đầu bất giác lắc một cái, Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu hai người cùng nhau sững sờ, tựa hồ lần đầu tiên nghe được đồng dạng. Khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, Diệp Lân đùa cười một tiếng nói, há, chuyện này với các ngươi hiện tại tới nói chắc là rất xa xôi, như vậy ta nói thượng cổ thập đế, các ngươi cũng nhất định chưa từng nghe nói. Ha ha ha, tính toán. Dù sao các ngươi chỉ là chú trọng thực lực bây giờ, đạp vào cái kia cuối cùng đại đạo, là ta cùng hắn mục tiêu. Trong mắt tinh mang lóe lên, Diệp Lân chăm chú để mắt tới Trác Phàm phương hướng, thăm thẳm lên tiếng, đúng không, Trác Phàm, cái này toàn bộ đại lục cũng chỉ có chúng ta hai cái, là từ vừa mới bắt đầu liền biết cái chỗ kia, cũng một mực chỉ hướng chỗ đó. Thần sắc bất giác run lên, Viêm Ma cùng Vũ Thanh Thu tại hai người trước người băn khoăn nửa ngày, lại đều là không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy hai người cảnh giới cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, có loại chất lượng cao cảm giác. Một phương diện khác, Song Long Chí Tôn tựa hồ cũng phát hiện trận kia thức kỳ quặc, tại cái kia trên danh sách, Trác Phàm phía dưới lấp phía trên ba chữ, Sở Khuynh Thành. Bạch Nghi, nữ oa kia tựa hồ cũng không phải là thủy linh thể chất, mà chính là truyền thuyết bên trong không linh thể chất. Sắc mặt nghiêm túc, Hắc Nghiêm Chí Tôn trong mắt tinh quang rạng rỡ. Hơi hơi gật gật đầu. Bạch Mi Chí Tôn cũng là tán đồng nói, không tệ, không linh thể chất, bao hàm vạn vật. Nếu không phải như thế, đại trận này không có khả năng như vậy tự nhiên mà thành, không có một tia tỉ vết. Có thể nói, trận này ngũ thành trở lên uy lực, là từ nữ oa kia sáng tạo. Chỉ là không nghĩ tới, Huyền Thiên Tông lại có năng lực tìm tới dạng này người, cũng là khó được. Cái này Sở Khuynh Thành khó được, còn lại ba người cũng rất khó được. Đã trận này cần bốn người cộng đồng thi triển,
vậy liền đưa các nàng toàn bộ đưa tới đi. Nói như thế, Hắc Nghiêm Chí Tôn liền đem còn lại ba nữ tên từng cái tăng thêm. Bạch Mi Chí Tôn nhìn lấy, cũng là đạm mạc gật đầu. Mà tại hai vị Song Long Chí Tôn đã là quyết định chúng tuyển người về sau, trên khán đài mọi người, lại sớm đã vỡ tổ, từng trận sợ hãi thán phục liên tiếp phát ra. Phần lớn là kinh ngạc trận này lợi hại, không tầm thường. Nhưng cũng có mấy cái đang cười nhạo Lục Hàn một cái hóa hư cao thủ, lại không làm gì được bốn cái thần chiếu cao thủ. Hết lần này tới lần khác những thứ này tiếng cười nhạo, còn tất cả đều rõ ràng truyền vào hắn trong tai, lệnh hắn nhịn không được nhất thời sắc mặt âm trầm. Nhẹ nhàng cắt một chút khóe miệng vết máu, trong mắt chớp động lên âm độc phẫn hận. Lục Hà tỉ mỉ dò xét cái này trận thức, cuối cùng thu hồi lúc trước lòng khinh thị, bắt đầu chỉnh trọng lên. Rất nhanh, hắn cũng liền phát hiện, trận thức này dòng năng lượng động, toàn bộ hướng Sở Khuynh Thành, chứng minh nàng chính là cái này trận thức mắt trận. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung. Lục Hạt bỗng dưng toàn thân lắc một cái cao hơn 5 mét, toàn thân tản ra thăm thẳm ánh sáng xanh quỷ dị chi chu, liền một xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hai cái tản ra âm tà chi khí song đồng, hung hăng trừng mắt về phía đối diện bốn người phương hướng. Đây là hắn thần hồn, xem ra hắn muốn xuất toàn lực. Trong mắt bất giác ngưng tụ, mọi người gặp hắn liền thần hồn đều phóng xuất, không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, cái kia trên khán đài người càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hóa hư cao thủ toàn lực ứng phó bộ dáng, bọn họ thế nhưng là rất ít gặp đến. Sở Khuynh Thành bọn người gặp này, cũng là trong mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xâm La Độc Võng, ánh mắt khẽ híp một cái, Lục Hạt không khỏi tà cười một tiếng, cái kia to lớn con nhện dưới chân, liền bỗng dưng chảy ra cuồn cuộn xanh biếc khí thể, giống như từng cái loài bò sát giống như, theo mặt đất từng cái hướng tứ nữ lan tràn mà đi. Thế nhưng là, chờ đụng phải cái kia Chu Thiên Tứ Nguyên trận kết giới lúc, những cái kia khí thể lại là đột nhiên lách qua đi, tiếp lấy dọc theo xung quanh đưa các nàng đoàn đoàn vây quanh ở bên trong. Thả mắt nhìn đi, đơn giản là như một chương to lớn đại chi chu lưới, đưa các nàng vững vàng khóa ở bên trong. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm âm thầm gật đầu, đã là biết tiểu tử này muốn làm gì. Cái này Chu Thiên Tứ Nguyên trận tuy nhiên không có kẽ hở, nhưng vẫn là câu nói kia, dốc hết toàn lực. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại hoàn mỹ trận thức đều không chịu nổi một kích. Quan trọng ngay tại ở, lực lượng này mạnh bao nhiêu, còn có sức mạnh sử dụng phương thức vấn đề. Lúc trước Lục Hạt cường công không thành, hiện tại rất rõ ràng muốn dùng trí. Mặt sắc mặt ngưng trọng càng sâu, tứ nữ biết đối phương nghiêm túc, cũng liền càng cẩn thận kỹ càng. Bạch, bỗng nhiên, cái kia to lớn con nhện thân thể lắc một cái, tựa như lò xo đồng dạng. Bỗng dưng hướng tứ nữ chỗ đó phóng đi, khí thế cường đại ép thẳng tới cho các nàng không khỏi khí tức trì trệ. Trong lòng không khỏi một giật mình, tứ nữ vội vàng đem tất cả lực lượng truyền cho Sở Khuynh Thành, mà Sở Khuynh Thành trong tay cái kia thanh hàn quang kiếm cũng phát ra so lúc trước còn muốn lạnh lẽo hàn mang, kiếm phong vẩy một cái, một đạo bạch quang liền bỗng dưng phóng đi. Thế nhưng là, ngay tại cái kia bạch quang cùng con nhện kia sắp đụng vào lúc, con nhện kia lại là bỗng nhiên hóa thành một cỗ lục khí. Đột nhiên một chút liền tản ra. Cái kia bạch quang không có chút nào chỉ trệ bay ra ngoài, đúng là đánh cái hư không. Ngay sau đó, cái kia lục khí như trận vui sướng giống như, hô một chút thổi tới kết giới kia chung quanh, sau đó chăm chú bám vào tại bốn người trận thức phía trên. Giờ này khắc này, mọi người mới thấy rõ, vậy nơi nào là cái gì xanh biếc khí độc, rõ ràng cũng là từng cái tỉ mỉ nhện con, ngàn vạn mà đem các nàng cho vây quanh. Khóe miệng một phát. Lục Hạt âm hiểm cười ra, hắc hắc hắc. Thần hồn độc bạo, rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, một chuỗi dài cự bạo từ cái này trận thức chung quanh phát ra, chỉ là một trong nháy mắt, tứ nữ bóng người liền tại cái kia cự tiếng nổ lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia không ngừng tuôn ra xương độc, còn có trên đài thủ hộ kết giới đang không ngừng rung khắp tiếng vang. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm song quyền bất giác chăm chú. Sắc mặt cũng là dần dần trầm xuống. Vây xem mọi người nhìn thấy, đầu tiên là bất giác giật mình, tiếp lấy liền trong lòng không sai, âm thầm tán thưởng cái này Lục Hạt tâm tư kín đáo, ánh mắt độc ác, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện trận này một cái chỗ sơ suất. Không sai, trận này tuy nhiên vận dụng Chu Thiên chi lực, có thể tính được thập toàn thập mỹ, nhưng dù sao cần bốn người chung sức hợp tác, vận dụng năng lượng chuyển đổi, liền thành một khối. Thế nhưng là, vừa mới Lục Hạt giả ý cường công,
dụ làm tứ nữ đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại đoạn trước nhất Sở Khuynh Thành trên người một người, cũng tạo thành trận này ngắn ngủi thăng bằng chút xuống. Sở Khuynh Thành lực lượng mạnh nhất, còn lại ba nữ lực lượng tự nhiên biến yếu. Ngay tại lúc này, Lục Hạt tránh đi Sở Khuynh Thành cường kích, tách ra lực đạo công kích còn lại ba nữ, nhất thời liền đánh các nàng một trở tay không kịp. Phen này bạo phá về sau, chỉ sợ trận này cũng muốn tán loạn. Vũ Thanh Thu bọn người liếc nhìn nhau, chăm chú nhìn phía dưới, trong lòng không sai hết thảy. Lục Hạt cũng là lạnh lùng suy cười một tiếng, tại bạo phá ngừng về sau, chậm chậm đi thẳng về phía trước, chuẩn bị thu thập tàn cục. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo hàn mang lại là đột nhiên theo cái kia khói bụi bên trong chợt lóe qua, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, một đạo lạnh lẽo kiếm mang, kít một tiếng, dừng ở hắn vị trí hiểm yếu vị trí. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Lục Hạt bất khả tư nghị nhìn về phía trước, lại chính gặp tại bụi mù sau đó, còn lại ba nữ đã bị lúc trước cự bạo chấn thương tổn, khóe môi nhếch lên đỏ thấm vết máu, uể oải trên mặt đất. Chỉ có Sở Khuynh Thành một nữ, trong mắt hiện ra hàn mang, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng đỉnh lấy hắn vị trí hiểm yếu. Mà nàng quanh người, là một tầng óng ánh băng xương, không chỉ là nàng, cho dù là còn lại ba nữ quanh thân, cũng hiện ra đồng dạng băng hàn, đem những cái kia xương độc cản ở bên ngoài. Đồng thời, cuồn cuộn mạnh đại chu thiên chi lực, xuyên qua ba nữ thân thể, một cách tự nhiên hội tụ đến Sở Khuynh Thành trên thân. Để cho nàng này lúc khí thế nhất thời tăng nhiều, không chút nào tại hóa hư cao thủ chi hạ. Cái này sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, không chỉ là Lục Hạt không nghĩ tới, cho dù là Vũ Thanh Thu, Viêm Ma những thứ này thượng tam tông thiên tài, cũng là bất khả tư nghị nhìn phía dưới hết thảy, trong lòng rung mạnh. Đồng thời, song long chí tôn đồng dạng khiếp sợ liếc nhìn nhau, thật dài ra một ngụm chọc khí. Bé con này thế mà bằng sức một mình, thì hoàn toàn khống chế chu thiên chi lực, thật là khiến người khó có thể tin a. Bạch Mi chí tôn thở dài lên tiếng, nhìn về phía một bên Hắc Nghiêm chí tôn. Hắc Nghiêm chí tôn cũng là khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Dạng này tràng cảnh, người bình thường có lẽ căn bản nhìn không ra bên trong tinh diệu, tại chỗ cũng chỉ có số ít người mới có thể hiểu, Sở Khuynh Thành đến tột cùng đến cỡ nào cao thiên phú. Nàng mặc dù chỉ là một cái thần chiếu cảnh tu giả, nhưng là nàng đối lực lượng nắm giữ, rất rõ ràng đã đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Nguyên bản cái này trận thức là bốn người hợp lực chỗ bố trí, cần bốn người chân thành hợp tác, mới có thể tận khả năng phát huy trận thức uy lực. Bất quá bốn người bốn tâm, cho dù lại ăn ý, cũng rất khó làm đến nhất tâm đồng thể cấp độ. Cho nên Lục Hạt mới quyết định tứ phía nở hoa, vận dụng kịch liệt bạo phá, theo phương hướng khác nhau cùng công cái này trận thức. Cứ như vậy, tại cự đại nguy cơ phía dưới, chỉ cần có một người tâm động, cái này trận thức liền không còn vững vàng, vài phút liền có thể sụp đổ. Sự thật cũng xác thực như thế, Thủy Nhược Hoa ba nữ bị chấn thành trọng thương, cũng là tốt nhất chứng minh. Các nàng cái này trận thức, thật có trong tích tắc, gần như sụp đổ. Thế nhưng là thì vào lúc đó, Sở Khuynh Thành lại là đột nhiên bằng sức một mình, trưởng khống toàn bộ chu thiên chi lực vận chuyển, ỷ vào chính mình không linh thể chất ưu thế, điều động tất cả năng lượng, ở trong cơ thể mình cho lấy cho đoạt, trong nháy mắt ổn định đại trận này. Có thể nói, ngay ở một khắc đó lên, Thủy Nhược Hoa chờ nữ trừ cho Sở Khuynh Thành cung cấp chính mình nguyên lực năng lượng ngoài, đã không có cái gì hắn tác dụng. Ngơ ngác nhìn phía trước cái kiệu uyển chuyển bóng người, Thủy Nhược Hoa ba nữ bất giác lẫn nhau nhìn xem, đều là ngơ ngẩn. Cái này Chu Thiên Tứ Nguyên trận vốn là các nàng bốn người hợp lực mới có thể bố trận, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ muốn Khuynh Thành một người là đủ. Nghĩ tới đây, ba người đã hâm mộ, lại có chút thất lạc. Tựa như chính mình đồ vật, đột nhiên bị người khác cướp đi đồng dạng. Cái trán bất giác chảy ra lạnh lẽo mồ hôi. Lục Hạt hung tợn nhìn chằm chằm đối diện Sở Khuynh Thành, trong lòng tức giận. Nhưng là vừa nhìn thấy phía sau nàng liên tục không ngừng võng thế tuần hoàn chu thiên chi lực, trong mắt liền lại lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này nữ nhân, cũng mẹ hắn là cái quái vật a. Trên đời làm sao có thể có người, chỉ dựa vào sức một mình thì hoàn toàn khống chế hợp kích trận thức. Hung hăng khẽ cắn môi, Lục Hạt trong lòng không phục, liếc mắt liếc một cái bốn phía những cái kia âm thầm cười nhạo người xem. Trong lòng tức giận càng sâu. Kiếm phong hàn mang lạnh lùng chạm thử Lục Hạt vị trí hiểm yếu, Sở Khuynh Thành đạm mạc mở miệng, ngươi thua, bất quá xem ở các ngươi trác quản gia phân thượng, ta không thương tổn ngươi, tuy nói ngươi thương ta ba cái tỉ muội.
nói, Sở Khuynh Thành vô tình hay cố ý liếc nhìn Trác Phàm phương hướng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía nơi khác, tựa như trong lòng tức giận, thế mà bị một nữ nhân bán mặt mũi, thực sự có sai lầm tôn nghiêm. Bất quá ai có thể biết, đáy lòng của hắn thực là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhà đầu này cuối cùng thắng a. Dương Sát lại là chân chính tức giận dị thường, tức giận tới mức giơ chân, đáng chết, bị cái kia Vân lão đầu cho tính kế, còn thật mẹ hắn tại cá nhân chiến phía trên, bị hắn ngang tải ngang sức. Ai, bất quá cái này cũng thật sự là vận khí không tốt, 6 cái hóa hư cao thủ, thế mà chỉ có một cái cùng cái kia 4 cái đàn bà rút đến cùng một chỗ, phàm là trên đài lại có một tên hóa hư cường giả, hắn trận này lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì a. Tốt, kiên nhẫn chờ đợi con mồi, cũng là một loại bản sự a. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, cái kia Vân lão đầu chờ giờ khắc này, cũng thật sự là xa vời, nếu là hắn rút thăm bất lợi, rút đến 4 cái hóa hư cảnh cường giả đối lên, vậy hắn trận này cũng không có gì tác dụng. Chỉ có thể nói, hắn vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại vận thế đến, cũng không có cách, ha ha ha. Liếc mắt liếc một cái Trác Phàm, Dương Sát một mặt bất đắc dĩ, chúng ta cơ hội thắng cứ như vậy không, ngươi làm sao không có chút nào giận đâu. Ai, ta sớm nhìn ra, trận này đối chiến ngươi thì không muốn cho chúng ta thắng. Nếu là ngươi ra sân lời nói, 4 phần liền lấy trở về, coi như thua trận này 4 người chiến lại như thế nào. Như vậy có quan hệ gì, dù sao còn có một trận đoàn chiến, chúng ta chắc thắng. Đánh giám, cá nhân chiến, đoàn chiến cùng sau cùng tổng hợp cho điểm, là tách ra cho khen thưởng. Kia liền càng không quan hệ, nếu không cá nhân chiến đặt song song đệ nhất A. Ta chính là không muốn để cho Huyền Thiên Tông cùng chúng ta đặt song song, cầm tới phần kia khen thưởng A, ai. Một mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, Dương Sát tức giận bĩu môi, xem bọn hắn qua tốt, ta thì chịu không được. Cắt, bụng dạ hẹp hòi. Khinh thường bĩu môi. Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Minh phán trưởng lão lạnh lùng quét chàng bên trong chàng cảnh liếc một chút, cũng là trong lòng rõ ràng, đạm mạc lên tiếng, trận này 4 người đối chiến, Huyền Thiên Tông thắng. Soạt. Trên khán đài, đột nhiên vang lên một trận rộn ràng tiếng ồn ào, tất cả mọi người một mặt vẻ ngạc nhiên, có càng là tràn ngập chế giễu. Hóa hư cảnh thế mà đánh không lại thần chiếu cảnh, đây là Ma Sách Tông hóa hư cao thủ quá yếu đây, vẫn là quá yếu đây. Vẫn là quá yếu đây. Gương mặt nhìn không được hung ác run rẩy, Lục Hạt khuôn mặt âm trầm, song quyền bất giác chăm chú. Sở Khuynh Thành thì là tại bình phán trưởng lão lời nói xong trong tích tắc, chậm rãi thu hồi trường kiếm, sau lưng Chu Thiên chi lực cũng bỗng dưng tán đi. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn, Lục Hạt lại là không có không lý do nhất trưởng đánh vào Sở Khuynh Thành đầu vai, nhất thời liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Một miệng đỏ thẫm máu tươi, còn trên không trung liền nhìn không được phun ra. Khuynh Thành, không khỏi giật mình, Thủy Nhược Hoa chờ nữ lúc này quá sợ hãi, cùng nhau tiến lên đem nàng tiếp được, xem một phen, lại chỉ thấy mặt nàng sắc trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, chau mày, hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Minh phán trưởng lão thì là trong mắt ngưng tụ, bỗng dưng đi vào Lục Hạt trước người, đem lập tức muốn lại ra tay hắn đỡ được, cả giận nói, tiểu tử. Ngươi làm gì, lão phu vừa mới cũng đã tuyên án kết quả. Thế nhưng là ta còn không có nhận thua, hung hăng khẽ cắn môi, Lục Hạt gầm thét lên tiếng. Rear mép bất giác lắc một cái, bình phán trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía hắn, vừa mới kết quả rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, ngươi còn có cái gì không phục. Đương nhiên không phục, thế mà, Lục Hạt còn không nói chuyện, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên từ Ma Sách Tông chỗ đó vang lên. Mọi người vội vã quay đầu nhìn qua, đã thấy Trác Phàm một mặt âm trầm đi tới. Nhìn thấy Trác Phàm, Lục Hạt mới dường như nhớ tới cái gì, thân thể bất giác lắc một cái, dọa đến vội vàng cúi thấp đầu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu không có chuyện gì, Trác Phàm nhìn xem bình phán trưởng lão, vừa nhìn về phía cách đó không xa Sở Khuynh Thành, lạnh lùng nói, tránh thức thắng bại, không quyết thắng thua, chỉ quyết sinh tử. Chỉ muốn đối phương còn có một hơi tại, thì có lật bàn khả năng. Cho nên ở cái này trên đài, một phương không có đem một phương khác toàn bộ xử lý, hoặc là đánh xuống đài trước khi đi, cũng không thể tính toán phân ra thắng bại. Minh phán trưởng lão, ngươi không cảm thấy ngươi phân xét hơi sớm sao? Cái này, bất giác khẽ giật mình, cái kia bình phán trưởng lão nhất thời ngữ trệ, không biết nên trả lời như thế nào.
Đan Nhi nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng tức giận, hét lớn lên tiếng, Khuynh Thành tỷ vừa mới còn không phải xem ở ngươi trên mặt mũi, mới đối với hắn thủ hạ lưu tình. Không phải vậy một kiếm kia, sớm có thể đem hắn thân thể hủy. Nàng xem ai mặt mũi, ta là Ma Sách Tông, các ngươi là Huyền Thiên Tông, vừa vào Song Long Viện, chính là sinh tử đối thủ. Chính mình nhân từ nương tay, lầm tánh mạng, cũng không cần oán niệm người khác, tự làm tự chịu mà thôi. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay người hướng phía dưới đi đến, đồng thời ra hiệu Lục Hạt cùng một chỗ theo, chúng ta tại Song Long Viện, hết thảy lấy Song Long Viện quy củ hành sự. Đã bình phán trưởng lão như thế phân xét, chúng ta cũng liền nhận. Chỉ là các nàng lần sau tái phạm ngốc, mất mạng, nhưng là không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi, Đan Nhi tức giận đến mắt hạnh trợn lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận, Sở Khuynh Thành lại là vỗ vỗ tay nàng, khóe miệng lộ ra cái lạnh nhạt nụ cười, hơi hơi lắc đầu. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Trác Phàm rời đi bóng lưng, bật cười một tiếng, lộ ra nhu hòa nụ cười, sau đó hai con người khép lại, liền ngất đi. Khuynh Thành, Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa giật mình, vội vàng xem, lại chính gặp Sở Khuynh Thành vai phải đầu cuồn cuộn hắc khí ứa ra, không khỏi hét to lớn tiếng, hỏng bét, một trường kia có độc. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm chăm chú nắm nắm quyền đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, tiếp lấy liền lại khôi phục bình thản, trở lại chỗ mình ngồi, một mặt bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, một mực lo sợ bất an Lục Hạt, cuối cùng thở dài ra một hơi. Xem ra vị này Trác quản gia, cũng không có đem cô nương kia nhìn đến nặng như vậy a. Thủy Nhược Hoa chờ nữ lại là hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, trong lòng thầm nghĩ, cái này người trong ma đạo quả nhiên từng cái vô tình, trước kia chúng ta thật sự là nhìn lầm hắn. Đem hôn mê Sở Khuynh Thành đỡ xuống nghỉ ngơi, tất cả Huyền Thiên Tông người đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nếu là nói lúc trước Ma Sách Tông phẫn nộ, bọn họ còn có thể lý giải lời nói. Nhưng lần này thủ hạ lưu tình rõ ràng là bọn họ, kết quả vẫn là bị đối phương đánh lén ám toán, cái này để bọn hắn vô luận như thế nào đều lại không còn cách nào chịu đựng. Vân trưởng lão càng là nhân cơ hội dạy bảo nói, nhìn đến a, đây chính là ma đạo bản tính, trở mặt vô tình, chỗ lấy chúng ta đối với bọn họ tuyệt đối không thể lấy tay mềm, nếu không Khuynh Thành cũng là một cái lớn nhất giáo huấn. Thật sâu nhìn lấy cái kia mặt như xanh sao Sở Khuynh Thành liếc một chút, mọi người đều là khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên nồng đậm sắc mặt giận dữ. Trận thứ 8 tỷ thí, song phương đệ tử lên sân khấu. Đi qua phía trên một trận ngắn ngủi ồn ào, cuối cùng vẫn lấy bình phán trưởng lão kết luận làm chủ, Huyền Thiên Tông cầm tới 8 điểm, tiếp lấy bình phán trưởng lão lần nữa hét lớn lên tiếng. Huyền Thiên Tông bên này, một tên ngoại hình có chút anh tuấn đệ tử, thề muốn vì Khuynh Thành sư tỷ báo thù, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang liền đi đến đài. Thế nhưng là, làm hắn phát hiện đối diện Nguyệt Linh cái kia hóa hư cảnh thực lực lúc, mới lại nhất thời trở lại hiện thực, sắc mặt một khổ, còn kém dập đầu cầu xin tha thứ. Lấy hắn cái này đạo hạnh tầm thường, cũng không có tư cách thay Khuynh Thành sư tỷ báo thù a. Đụng, không có chút nào ngoài ý muốn, người kia bị Nguyệt Linh hơi vung tay, liền bỗng dưng đánh xuống đài, trong nháy mắt không có sinh cơ. Nguyệt Linh đi bộ nhàn nhã đi xuống đài đến, buồn bực ngán ngẩm, đối thủ thực sự quá yếu. Dương Sát lại là nghiến răng nghiến lợi, hét lớn liên tục, tốt lắm, cứ như vậy, đừng thủ hạ lưu tình. Bọn họ đã lừa gạt đi chúng ta 8 điểm, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Yên tâm đi, Dương Sát cung phụng, đến tiếp xuống đối chiến, chúng ta đều 10 phần chắc chín. Dù sao, đối phương nhưng là không có một cái nào hóa hư cao thủ. Luôn không khả năng, hắn lại tới một cái hợp kích trận thức A, ha ha ha. Khuê Lang ngửa mặt lên trời cười to, chuẩn bị ra sân, Dương Sát cũng là khẽ gật đầu, sâu tưởng rằng. Thế nhưng là, nhìn đến hắn bóng người, đối diện Vân trưởng lão khóe miệng, lại là lại nhếch lên một cái tà dị đường cong. Là cái kia Khuê Lang. Xa xa nhìn đối phương Khuê Lang bóng người dần dần xuất hiện, Vân trưởng lão khẽ vuốt tròm râu, ánh mắt lộ ra lão hồ ly giống như khôn khéo, nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, đạm mạc lên tiếng, công tử, ngài vạn kim thân thể, nếu là gặp phải khác cường thủ lời nói, cho dù bỏ quyền, lão phu cũng sẽ không lại cho ngươi đi. Thế nhưng là cái này Khuê Lang. Ha ha ha, lão phu sớm có đối địch chi sách. Ngươi đi đem Khuynh Thành hàn quang kiếm lấy ra, lên sân khấu sau cứ làm như thế. Nói, cái kia Vân trưởng lão tại Tuyên Thiếu Vũ bên tai thì thầm vài câu,
Tuyên Thiếu Vũ thì là liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra một bộ giảo hoạt thần quang. Sau đó, hắn liền dựa theo trưởng lão kia ý tứ, theo hôn mê Sở Khuynh Thành chỗ đó lấy ra hàn quang kiếm, thẳng đi đến đài chiến đấu. Khuê Lang vừa thấy là hắn, bất giác tà cười một tiếng, mỉa mai liên tục, u, đây không phải Huyền Thiên Tông đại công tử a, thế mà cũng chạy đến đài này phía trên muốn bị đánh. Khụ khụ khụ, ngươi biết ta là ai? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi vội ho một tiếng, khẽ cười nói. Khinh thường bĩu môi, Khuê Lang từ chối cho ý kiến, người nào không biết cái này Huyền Thiên Tông có cái ngũ hành không được đầy đủ con ma ốm thiếu gia a, ngài cái này thể chất còn dám tới nơi này, không phải muốn đòn phải không? Cái này Tuyên Tông chủ lão nhân gia ông ta cũng thật cam lòng, không biết hắn đây là bị ngươi liên lụy sợ, muốn mượn cơ hội vứt bỏ ngươi đây, vẫn là ngươi căn bản không phải hắn thân sinh, để ngươi đi tìm cái chết đây, ha ha ha. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là cười to lên, chỉ có Huyền Thiên Tông người, một mặt tức giận trừng mắt về phía Khuê Lang chỗ đó, tức giận đến nghiến răng. Bổn công tử đã lên sân khấu, tự nhiên có thủ thắng chi đạo. Không khỏi bật cười một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ cũng không để ý, trong tay ánh sáng lóe lên, bỗng dưng liền xuất ra cái kia thanh hàn quang kiếm đến, thản nhiên nói, thanh này hàn quang kiếm chủ nhân trước, nghe nói tuyệt không thương tổn Ma Sách Tông một người. Chỉ là không biết, Ma Sách Tông người, liệu sẽ hướng cái này hàn quang kiếm cầm kiếm người ra tay đâu? Nghi đầu nhìn không được lắc một cái, Khuê Lang bất giác giật mình, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc xuống tới, hàn quang kiếm. Nó hiện tại chủ nhân, không phải Sở Khuynh Thành nữ oa kia sao? Ngươi lấy nó tới làm gì? Ngươi cho rằng dùng nó, liền có thể làm ngươi hộ thân phù. Ha ha ha, bổn công tử thân là đường đường Huyền Thiên Tông thiếu chủ, xưa nay sẽ không trốn ở thứ gì về sau. Hôm nay xuất ra kiếm này, chẳng qua là hướng ngươi để tỉnh một câu thôi. Khóe miệng nhấc lên một đạo tà dị tiếu dung, Tuyên Thiếu Vũ chăm chú nhìn đối diện Khuê Lang, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là cũng không phát ra tiếng, chỉ là tại mật ngữ truyền âm. Khuê Lang gặp, lại là trong mắt nhìn không được co lại, trên mặt lộ ra dị thường chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, hắn liền thật sâu nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía bình phán trưởng lão nói ta bỏ quyền. Soạt, không khỏi giật mình. Toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao, cho dù là cái kia bình phán trưởng lão cũng là nao nao, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Ngươi một cái hóa hư cảnh cao thủ, gặp phải một cái con ma ốm, có gì có thể bỏ quyền. Dương Sát thì là tại ngốc một lát sau, nhịn không được giơ chân mắng to lên, Khuê Lang, ngươi nha làm cái quỷ gì, chỉ bất quá một bàn tay sự tình, ngươi vứt bỏ cái gì quyền. Làm sao cả đám đều dạng này, cùng đi hố lão tử đúng hay không? Ma Sách Tông bọn người người, cũng là một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn xem Khuê Lang, khó có thể lý giải được. Chỉ có Trác Phàm, trong mắt nhìn chằm chằm vào đây hết thảy, trong lòng đã là có mặt mày, thì thào lên tiếng, xem ra Huyền Thiên Tông lần này nhằm vào Ma Sách Tông phía dưới không ít thời gian, chắc hẳn cái này nha là bị bắt đến cái gì bím tóc a, ai. Tại tất cả mọi người tràn đầy ánh mắt không giải thích được bên trong, Khuê Lang vẻ mặt âm trầm, đầy mặt ngưng trọng đi xuống đài. Tuyên Thiếu Vũ thì là tà cười một tiếng, Xuân Phong đắc ý trở lại chính mình khu nghỉ ngơi. Tiểu đệ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta còn sợ cái kia hung sát sẽ làm bị thương đến ngươi, làm sao đột nhiên thì bỏ quyền. Nhìn đến Tuyên Thiếu Vũ trở về, Thủy Nhược Hoa một mặt ngạc nhiên, bất giác vội vàng hỏi nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Tuyên Thiếu Vũ cười thần bí, không thể nói không thể nói, đây đều là vân trưởng lão thần cơ diệu toán, xem như giữa chúng ta một cái bí mật nhỏ a. Ha ha ha. Liếc nhìn nhau, hai người đều là cười to lên. Chỉ có Thủy Nhược Hoa bọn người, vẫn là một cái đầu thì to ra, không rõ ràng cho lắm lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều là kỳ sắc. Một phương diện khác, Khuê Lang cúi đầu trở lại Ma Sách Tông nghỉ ngơi khu, lại là đưa tới mọi người các loại khó hiểu cùng nghi vấn. Thế nhưng là đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, hắn nhưng Thủy Chung không mở miệng, chỉ là cúi đầu, một mặt áy náy nhìn về phía tất cả mọi người. Cho dù là con của hắn Khuê Cương, nhìn đến tình hình như thế, cũng là có chút khó có thể lý giải được phụ thân cách làm. Khuê Lang, hôm nay sự kiện này ngươi khiến tông môn tổn thất nặng nề, bởi vì ngươi bỏ quyền, tông môn không duyên cớ mất đi 4 phần, cá nhân chiến đã là hoàn toàn thua. Cho nên, ngươi như không có cái gì lý do chính đáng lời nói, ấn tông quy nhưng là muốn xử tử. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng.
Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, lại là đưa tới còn lại tất cả mọi người ào ào bạch nhãn nhi. Có vẻ như sự kiện này, ngài lão nhân gia không có tư cách nói đi. Dù sao mở cái này bỏ quyền đầu, thế nhưng là ngài a. Biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm lần nữa xuất ra khối kia Tà Vô Nguyệt cho hắn thẻ bài, lắc lắc nói, lão tử nhận ủy thác tại tông chủ, thì đại biểu tông chủ tiện nghi xử lý. Cho nên vô luận làm ra quyết định gì, tông môn đều không có quyền hỏi đến, hiểu chưa? Minh Bạch, ngài Châu, mọi người cùng nhau thở dài một tiếng, bao quát ba vị cung phụng, đều là bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì tốt, Khuê Lang, hiện tại ngươi muốn hướng ta hồi báo một chút, tránh cho ngươi về sau lại ra loại tình huống này. Nếu là khó có thể mở miệng lời nói, hướng ta mật báo cũng được. Trác Phàm chỉ chính mình lỗ tai, thăm thẳm lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Khuê Lang cắn răng một cái, từ đối với Trác Phàm tín nhiệm, chậm rãi tới gần hắn bên tai mật ngữ lên. Nghe đến cái này, Trác Phàm mới ánh mắt sáng lên, minh bạch hết thảy, thì ra là thế, thế thì có thể thông cảm được. Tốt, việc này như vậy bỏ qua, về sau mọi người đừng nhắc lại nữa, hồi tông cũng không cho đâm thọc. Đa tạ Trác quản gia, trong mắt bất giác vui vẻ, Khuê Lang cảm kích ôm quyền nói. Thế nhưng là bọn người người, lại là vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho dù là con của hắn Khuê Cương, cũng là nhịn không được hỏi, phụ thân, đến tột cùng chuyện gì a, làm cho ngài tại chỗ lùi bước. Ngươi đừng nói cha ngươi, đổi lấy ngươi, đoán chừng cũng giống vậy. Khuê Lang sắc mặt do dự, khó có thể mở miệng, Trác Phàm lại là nhẹ hừ một tiếng, giúp hắn qua loa quá khứ. Sau đó lại xuất ra cái kia tấm bảng hiệu, ra lệnh, lão tử vừa mới nói đừng nhắc lại nữa việc này, có phải hay không muốn chống lại tông chủ chi lệnh a? Đệ tử không dám, mọi người cùng nhau bái phục, cung kính lên tiếng. Trác Phàm nhìn thấy, hài lòng gật đầu, Khuê Lang thì là trên mặt càng hiện vẻ cảm kích. Đúng lúc này, bình phán trưởng lão cao giọng tuyên bố này vòng đối chiến kết quả, Ma Sách Tông 4 phần, Huyền Thiên Tông 8 điểm, này vòng cá nhân chiến, Huyền Thiên Tông thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa kinh động, có lẽ trước đó không ai từng nghĩ tới, theo lý thuyết càng mạnh Ma Sách Tông, vậy mà lại bị Huyền Thiên Tông không biết cái gọi là cho nghịch tập. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người, đều có loại rất là kỳ lạ cảm giác, tuy nói Huyền Thiên Tông cái kia hợp kích trận thức xác thực. Nhưng bằng điểm này, thì nghịch tập toàn trường, xác thực khiến người ta khó hiểu. Huyền Thiên Tông đệ tử một mặt tự đắc, Ma Sách Tông mọi người lại là tất cả đều mặt âm trầm. Không nói một câu. Tiếp đó, song phương đoàn chiến, tại tu di trong kết giới tiến hành. Sau đó, bình phán trưởng lão lần nữa cao giọng tuyên bố. Thế nhưng là, hắn tiếng nói vừa lên, vân trưởng lão dĩ nhiên đã đứng dậy, hướng hắn khom người ôm một cái quyền, cười nói, ha ha ha. Khởi bẩm trưởng lão, Huyền Thiên Tông đoàn chiến bỏ quyền, không tham dự. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu. Cái này tính vân lão đầu, ngược lại là tính toán tường tận, bàn tính đánh cho rất vang a. Tại tự tin có hy vọng chiến thắng địa phương, cho dù hy sinh đếm vị đệ tử, cũng một phần không muốn, sau cùng để hắn nghịch chuyển lật bàn. Thế nhưng là tại thực lực đại tổn, đã không có khả năng lại thắng địa mới, nhưng lại không chút do dự bỏ quyền. Phần này quả cảm, lấy hay bỏ chi đạo, coi là thật khó được, chỉ ít so với một ít vừa gặp sự tình thì giơ chân người mà nói, thực sự tốt quá nhiều. Nghĩ như vậy, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Dương Sát. Giờ này khắc này, hắn cũng ngay tại một mặt không cam lòng giơ chân mắng to. Ha ha, tính vân lão đầu, chiếm tiện nghi liền muốn chuồn mất. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, cá nhân chiến phía trên âm chúng ta, đừng nghĩ như thế chuồn mất, có loại mình tại đoàn chiến phía trên lại so. Dương Sát quát tiếng ổn âm, truyền khắp toàn trường, như giơ chân con cóc giống như, nhảy tới nhảy lui. Trác Phàm nhìn đến im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Bọn người người gặp, cũng ào ào đuổi theo, không bao lâu công phu, nơi này liền chỉ có Dương Sát một người đang kêu gào. Đợi đến hắn kịp phản ứng, cũng là vội vàng theo sau, vội vàng nói, ha ha, các ngươi làm sao không chờ ta liền đi, dù nói thế nào ta cũng là các ngươi cung phụng a. Như thế buồn cười tràng diện, nhất thời để mọi người tại đây bất giác lần nữa cười to lên. Sau cùng, Hạ Tam Tông tỉ thí, lấy cá nhân chiến Huyền Thiên Tông thắng được, đoàn chiến Ma Sách Tông thắng được, tổng hợp đánh giá, Ma Sách Tông thắng được kết quả bày ở tất cả mọi người trước mặt. Thế nhưng là, trong lòng mọi người đều hiểu,
Huyền Thiên Tông chỉ là tôm tép nhãi nhép, chui quy tắc chỗ trống thôi. Chánh thức đối bọn hắn có uy hiếp, vẫn là quái vật kia tỏa chấn Ma Sách Tông. Trác Phàm, Thiên Vũ đệ nhất cao thủ, khiêu chiến Trung Tam Tông thời điểm, người cái kia sẽ ra tay a, ha ha ha. Ghế khán giả phía trên Ôn Đào, khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười, nói khẽ đúng không, Thiên Thương. Thế nhưng là làm hắn quay người lại, lại nghi ngờ nói a, người đâu. Cùng một thời gian, Trác Phàm mang theo Ma Sách Tông đệ tử trở lại bọn họ đặt chân trong tiểu viện, mọi người còn tại căm giận bất bình nghiên cứu thảo luận lấy hôm nay chiến sự. Nếu là tái chiến tiếp, lão tử nhất định có thể phá các nàng cái kia trận thức, thật. Lục Hạt nhìn về phía Thích Trường Long cùng Bạch Luyện, không ngừng giải thích. Nhưng là hai người lại là mỉm cười cười một tiếng, từ chối cho ý kiến dao động cái đầu. Vừa mới kết quả bọn hắn thấy rất rõ ràng, thật chẳng lẽ muốn chia ra sinh tử hắn mới tâm phục khẩu phục sao? Đụng! Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn lại là đột nhiên phát ra, ngay sau đó Lục Hạt thân thể toàn bộ bị vỗ bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất lúc, đã là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời còn có hai khỏa vỡ vụn hàm răng xen lẫn trong bên trong. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, mọi người trong lòng kinh hãi, chuyển mắt nhìn đi. Lại chính gặp Trác Phàm một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lục Hạt bóng người, giống như ăn người. Tiểu tử, lão tử đã nhịn ngươi thật lâu, hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm khuôn mặt âm trầm đáng sợ, làm cho mọi người tại đây, bao quát cái kia ba vị cung phụng, cũng không khỏi đến đột nhiên lo sợ lên, không dám lên tiếng. Đạp lên nặng nề tốc độ, Trác Phàm toàn thân hắc khí lượn lờ, từng bước một hướng Lục Hạt đi đến, trong mắt lộ ra âm lãnh sát ý. Lục Hạt khẽ giật mình, dọa đến toàn thân run rẩy, cả kinh nói, Trác quản gia, người cái này là ý gì, ta không có làm cái gì a. Bọn người người vây ở một bên, cũng là trong lòng hồ nghi, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ là trong lòng lo sợ mà nhìn xem. Phốc, một tiếng vang trầm, Trác Phàm bỗng dừng đi vào Lục Hạt bên cạnh, một thanh nắm được hắn cổ, đem hắn giơ lên cao cao, cường đại uy thế ép tới hắn đều không thở nổi, lạnh lùng lên tiếng, giải dược đâu, lấy ra. Giải dược. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Lục Hạt trong lòng chợt đến không sai, nguyên lai cái này Trác Phàm vẫn là muốn vì cô nương kia ra mặt a. Nguyên bản hắn coi là Trác Phàm lúc trước lạnh lùng như vậy, đã là không còn đem nữ nhân kia để ở trong lòng. Không nghĩ tới, đúng là nín đến bây giờ thu được về tính sổ sách. Trong lúc nhất thời, Lục Hạt trong lòng cũng là có cơn tức giận cùng không cam lòng, cắn răng nói, Trác quản gia, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là vì tông môn đánh đến sau cùng, người không đi nghiêm trị cái kia lâm trận bỏ chạy người, lại vì một cái ngoại tông nữ nhân hướng ta ra tay, có sai lầm công bằng. Đúng vậy a, Trác Phàm, lúc trước nhất chiến Lục Hạt xác thực xem như hết sức, người để hắn xuất ra giải dược coi như, không cần đến dạng này. Lúc này, Dương Sát bọn người tựa hồ cũng nghe rõ bên trong quan trọng, bất giác vội vàng khuyên. Lạnh hừ một tiếng. Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ lãnh khốc, nơi này từ lão tử làm chủ, người nào lập công, người nào đáng trừng trị, đều từ lão tử phân xét, người còn không có tư cách này nói kia. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Thạch cung phụng chỗ dựa, ta cũng không dám động tới ngươi, một đường lên còn tận đối phó với lão tử. Hừ, không biết thời thế đồ vật, mau đưa giải dược lấy ra, nếu không. Không có, không có giải dược. Mi đầu bất giác hung hăng run run. Lục Hạt cảm thụ lấy Trác Phàm trong tay đại lực, gấp cắn chặt hàm răng, ta một trưởng kia, cũng không phải là khiến người vong mạng kịch độc, chỉ là để cho nàng nhận hết đau đớn dày vò 47-49 ngày thôi. Dù sao lúc đó bình phán trưởng lão đã mở miệng, không thể hoàn toàn tính toán trên chiến đài, ta cũng sợ Song Long Viện truy cứu, cho nên vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là làm nhẹ trừng trị. Nếu không, đối phương trưởng lão trước tiên, liền sẽ hướng chúng ta muốn giải dược, không phải sao? Mí mắt bất giác run nhẹ nhẹ một chút, Trác Phàm trong lòng càng giận, toàn thân khí thế giống như hồng thủy thao thiên giống như mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn hắc khí ngăn không được địa bàn đầy xanh bò cạp toàn thân, chậm rãi xuyên vào trong thân thể của hắn. Chỉ một thoáng, Lục Hạt bỗng cảm giác chính mình thân thể giống như bị một tấm màu đen la võng trói buộc ăn mòn, cái kia cỗ thẳng vào đáy lòng cảm giác nguy hiểm, để hắn ngăn không được trên ót hiện ra như thác nước mồ hôi. Hắn đã cảm thấy Trác Phàm đối với hắn thật lên sát ý, thì vì một nữ nhân. Không có lại nhìn hắn một cái, Trác Phàm ánh mắt lạnh lùng, giống như địa ngục tử thần giống như, thăm thẳm lên tiếng, giải dược lấy ra,
nếu không ngươi cũng đừng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Chờ một chút, Trác Phàm, hắn đã vừa mới nói, không có giải dược, nữ nhân kia cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Song Long hội còn đang tiến hành, chúng ta chính vào lúc dùng người, cắt không có thể tùy ý chém giết đại tướng A. Dương Sát nhìn đến một mặt khẩn trương, vội vàng thuyết phục. Trác Phàm lại dường như không nghe thấy giống như, nồng đậm hắc khí tiếp tục hướng Lục Hạt bao khỏa, lập tức liền muốn đem hắn hoàn toàn thấm vào tại cái kia trong bóng tối. Đúng lúc này, ba vị cung phụng đều một mặt khẩn trương, lại không dám xuất thủ ngăn cản thời khắc, cái kia Lục Hạt lại cũng không chịu nổi, vội vã hét to lớn tiếng, chờ một chút, ta có giải dược. Nói, Lục Hạt trong tay ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một bình sứ nhỏ tới. Mà Dương Sát bọn người lại là không khỏi sửng sốt, sau đó một mặt tức giận nhìn về phía Lục Hạt, trong lòng thầm mắng. Người nhà có giải dược sớm lấy ra không liền không sao, hại chúng ta trong lòng một trận lo lắng. Đụng, vẫn không có liếc hắn một cái, Trác Phàm hơi vung tay đem hắn quất bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, đã là nhìn không được lại phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, cùng hai cái răng, mà cái kia bình sứ nhỏ cũng rời tay bay ra, bị Trác Phàm thuận tay tiếp vào. Lạnh lùng nhìn Dương Sát bọn họ liếc một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Phàm là phóng độc người, vô luận chính mình loại độc chất nào vật, đều sẽ có giải cứu chi đạo. Nếu là khiến người vong mạng độc môn kịch độc, có lẽ còn có thể không có giải dược, nhưng càng là loại này tiểu độc, dùng đến tra tấn người, liền càng hội có giải dược xuất hiện. Cho nên, về sau ta hành sự lúc, các ngươi tốt nhất thiếu ở một bên nhúng tay, hừ. Ách, bất giác trì trệ, Dương Sát bọn người không khỏi có chút xấu hổ, sau đó hung tợn trừng mắt về phía cái kia Lục Hạt, tức giận phun ra một hơi tới. Tiểu tử này còn thật có thể trang bức, có giải dược còn trang không có, ngay cả chúng ta đều lừa gạt. Không tiếp tục xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm cầm lấy giải dược, thẳng đi ra ngoài, thế nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại không khỏi khẽ giật mình, dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu kỳ dị. Đã lâu không gặp, Trác Phàm. Hơi nhếch khóe môi lên, cửa tiểu viện đứng đấy một đạo quen thuộc bóng người, lại chính là Tạ Thiên Thương không thể nghi ngờ. Bên cạnh hắn còn có hai nữ, chính là Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi. Nhìn lấy mọi người sau lưng cái kia bị Trác Phàm đánh cho miệng đầy là máu Lục Hạt chậm rãi bò lên, lại xem xét Trác Phàm cái kia âm trầm sắc mặt, hai nữ trong mắt bất giác đều có chút kinh dị, các nàng chưa từng thấy qua Trác Phàm tức giận như thế bộ dáng. Thế nhưng là Tạ Thiên Thương cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, khẽ cười một tiếng nói, từ lần trước bách ra tranh minh phía trên, Ngưng Nhi lần kia về sau, thì chưa thấy qua người thất thố như vậy bộ dáng, xem ra Sở Lâu chủ thế công, cũng không phải là không có một chút hiệu quả a. Ha ha ha. Tạ Thiên Thương, làm sao ngươi tới, cũng là Thiên Vũ đại biểu. Đó cũng không phải, lúc trước trên khán đài, ngươi không thấy được ta ngược lại là đưa ngươi hung hăng càn quấy đều nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ a, một chút không thay đổi. Bất giác cười nhẹ lắc đầu, Tạ Thiên Thương ánh mắt chợt mà trở nên dị thường sắc bén lên, Trác Phàm, lúc trước ta mục tiêu ngươi còn nhớ chứ? Cho nên từ khi ngươi rời đi Thiên Vũ về sau, ta cũng rời đi. Hiện tại ta là Kiếm Thần Tông đệ tử, tại Trung Tam Tông khiêu chiến thi đấu phía trên, ta chờ ngươi. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm kỳ dị liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, âm thầm gật đầu, tiếp lấy hơi vung tay, đem cái kia bình sứ nhỏ ném đi qua, thản nhiên nói, hắn trước đó không cần phải nói, giúp ta một việc. Thân thủ tiếp nhận, Tạ Thiên Thương thật sâu liếc hắn một cái. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ai, điểm ấy cũng như trước kia một dạng, lề mề chậm chạp sự tình, chính mình xưa nay không ra mặt. Tốt a, giải dược này ta giúp người đưa đi tốt. Nói, Tạ Thiên Thương quay người lại, dứt khoát đi ra ngoài, thế nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn liền lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vĩnh Ninh hai người nói, nếu không các ngươi cùng ta cùng đi chứ, các ngươi chắc là còn chưa thấy qua Sở Lâu chủ, lần này gặp một lần, biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng a, ha ha ha. Giống như có thâm ý, khẽ cười một tiếng, Tạ Thiên Thương cất bước vẫn đi, Vĩnh Ninh hai nữ nao, liếc nhìn nhau, nhìn xem Trác Phàm, lại nhìn xem cách đó không xa cái kia bị giáo huấn đến máu me đầy mặt Lục Hạt liếc một chút, bất chợt tới đến trong mắt ngưng tụ, âm thầm gật gật đầu, liền vội gấp theo sau. Đúng là từ đầu đến cuối, không cùng Trác Phàm chào hỏi một tiếng. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, cũng là một cái lắc mình,
không thấy tăm hơi. Rốt cục, tất cả mọi người rời đi, lúc trước nơi này ngưng trọng không khí, mới dần dần tan rã ra. Dương Sát bọn người bất giác thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi vào Lục Hạt trước người, liếc xéo hướng hắn, chỗ thủng mắng, người ngốc a, nữ nhân kia cùng Trác Phàm quan hệ thế nào, người nhà cũng không phải không biết, người lại dám hướng nàng ra tay. Vừa mới Trác Phàm không có đem người giết chết, hừ hừ, quả thực cũng là nhặt về một đầu nhỏ mệnh. Thế nhưng là, ta cho là bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hai người bọn họ không đều nói, song phương gặp phải, sẽ không lại lưu thủ sao? Hung hăng khẽ cắn môi, Lục Hạt một mặt không phục. Bất đắc dĩ thở dài, Khuê Lang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rằng giặc lên tiếng, ai, hai người miệng phía trên nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng lại chỗ nào tốt như vậy đoạn đâu. Trên đời này, nam nhân gặp phải nữ nhân, hai người trong tim liền rốt cuộc không nhất trí. Bọn họ nói là lẫn nhau không nương tay, nhưng kết quả là lại có ai không có lưu thủ. Nữ oa kia xem ở Trác quản gia trên mặt, không có đâm ngươi một kiếm, Trác quản gia bởi vì nữ oa kia, cũng đánh ngươi một trầu. Cái này kêu là, tim không đồng nhất, tóm lại, ngươi là đụng trên họng súng. Mẹ hắn, cái này tính toán có ý tứ gì, hai người bọn họ tim không đồng nhất, vì sao không may là ta. Không khỏi giận dữ, Lục Hạt lúc này mắng to lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Dương Sát nói, cung phụng, ta thế nhưng là theo lời ngài, đối những cái kia qua sông đoạn cầu hỗn đản, quyết không lưu tình a. Đừng đừng đừng, sự kiện này ngươi nhưng là tuyệt đối đừng hướng trên người của ta kéo. Ta để ngươi không lưu tình là đối với người khác, cũng không có nói để ngươi đối nữ oa kia cũng không lưu tình a. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, ngươi đem Trác Phàm mặt mũi thả đến nơi đâu. Vội vã khoát khoát tay. Dương Sát vội vàng ve sầu thoát xác, theo sự kiện này quất ra thân thể đến, miễn cho bị liên lụy, sau đó giáo huấn, ngươi nha. Trác Phàm nói không sai, hắn nhịn ngươi thật lâu, dọc theo con đường này đều không sao cả cho hắn mặt mũi. Hắn sự tình hắn có thể không quan tâm, nhưng sự kiện này ngươi thật là chạm đến hắn nghịch lân. Chẳng lẽ ngươi thì không thấy được, lúc trước hắn là làm sao đối Viêm Ma? Đúng vậy a, trên một điểm này, ngươi nhưng là thật là đáng đời bị đánh. Huynh đệ ta là người từng trải, nhìn đến lớn nhất thông thấu. Cái này chuyện nam nữ, ngoại nhân tốt nhất khác tham dự, nếu không cũng là ngươi loại kết cục này. Dương Sát vừa mới giáo huấn xong, Khuê Lang lại lấy qua người tới thân phận đem hắn giáo huấn một lần, làm cho hắn cảm thấy một bụng lửa giận, rất biệt khuất. Lão tử tham gia cái gì, vô duyên vô cớ, bị đánh một trận còn trong bên ngoài không phải người. Như thế nào đi nữa, cái kia Trác Phàm cũng không thể vì một ngoại nhân. Đối tông môn của mình người nổi sát tâm a, hắn cái này vẫn phối làm lĩnh đội sao? Thế nhưng là, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến mọi người cái kia phảng phất tại nói, người nhà bị đánh thương đương hợp lý ánh mắt lúc, Lục Hạt trong lòng nhất thời một cơn tức giận từ từ phát lên, nghiến răng nghiến lợi, cảm giác khó chịu. Hắn nãi nãi, Trác Phàm, người cho lão tử chờ lấy, lão tử tâm lý khẩu này oán khí, sẽ không như thế vô duyên vô cớ nuốt xuống. Hung hăng khẽ cắn môi, Lục Hạt trong mắt đã tràn đầy âm độc chi sắc, đồng thời nhìn về phía bốn phía chúng người ánh mắt, cũng là phủ đầy âm lãnh. Trong lòng hắn, nơi này tất cả mọi người, đã toàn bộ lấy Trác Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, không hỏi thị phi đúng sai, thậm chí ngay cả tông môn lợi ích đều có thể không so đo, cái này khiến hắn tâm lý 10 phần không thăng bằng. Mà phần này oán độc, cũng một cách tự nhiên chôn xuống sau này làm loạn hạt giống. Khuynh Thành, người thế nào? Một gian hẹp bên trong căn phòng nhỏ, giờ này khắc này chật ních người, Thủy Nhược Hoa một mặt lo lắng nhìn lấy chính trên giường khoanh chân vận công Sở Khuynh Thành, tràn đầy vội vàng chi sắc. Bọn người người, cũng là đầy mặt lo âu nhìn lấy nàng, từng đôi quyền đầu đều chăm chú nắm lại tới. Cuồn cuộn xanh biếc khí thể ở trên người nàng chạy trốn, làm cho cả người nàng đều tại không chỗ ở run rẩy, trên mặt bộc lộ đều là vẻ thống khổ. Hung hăng cắn răng, Tuyên Thiếu Vũ sắc mặt nặng nề. Mắng to lên tiếng, những thứ này người trong ma đạo cũng thật sự là bỉ ổi ngoan độc, vậy mà thua đối chiến, còn ra tay nặng như thế. Đúng đấy, cũng không biết Khuynh Thành tỷ có thể bị nguy hiểm hay không. Nhiều như vậy liệu thương đan và giải độc đan đều ăn, vẫn như cũ không có có tác dụng gì. Đan Nhi mắt hạnh trợn lên, cũng là ngăn không được tức giận uống ra. Bọn người người nghe đến, ào ào lo lắng gật đầu. Chỉ có cái kia Vân trưởng lão, chậm rãi khoát khoát tay. Đạm mạc lên tiếng, không có gì đáng ngại, mọi người không cần cuống cuồng. Lúc trước lão phu đã vì Khuynh Thành xem qua,
hẳn không phải là chí mạng kịch độc, dù sao nơi này là Song Long Viện, há lại cho Khác Ngân Hàng giết người. Chỉ là mấy ngày nay, Khuynh Thành chỉ sợ sẽ không rất dễ chịu. Hừ, đám kia ma đạo kẻ xấu, vậy mà để Khuynh Thành sư muội thống khổ như vậy, ta Tuyên Thiếu Vũ sẽ không bỏ qua bọn họ. Trong mắt ngưng tụ, Tuyên Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn người người nghe đến, ào ào phẫn nộ gật đầu. Đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là bỗng dưng từ ngoài phòng vang lên, truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai, công tử, trưởng lão, Kiếm Thần Tông đệ tử Tạ Thiên Thương cầu kiến. Trung Tam Tông đứng đầu, nghi đầu bất giác vẩy một cái, hai người đều là hơi nghi hoặc một chút liếc nhau, trong lòng không hiểu, Trung Tam Tông người sao lại đột nhiên bái phỏng chúng ta Huyền Thiên Tông đâu. Thế nhưng là bọn họ trong lòng nghi hoặc, một mực thống khổ dẫy dụa Sở Khuynh Thành, lại là chậm rãi mở ra hai con ngươi, giống như sớm có sở liệu giống như, khóe miệng xẹt qua một tia vui vẻ đường cong, thăm thẳm lên tiếng, để hắn vào đi, hắn là ta Thiên Vũ bản cũ, chắc là đến xem ta. Lại là bản cũ. Trong lòng bất giác nhảy một cái, Tuyên Thiếu Vũ sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống, tâm đạo cái kia không phải lại một cái không đứng đắn người theo đuổi đến cửa a, sau đó lạnh lùng nói, Khuynh Thành sư muội bây giờ chúng độc tại thân, không có rảnh gặp khách, đem hắn đuổi đi tốt. Chờ một chút, công tử chậm đã. Thế mà lời vừa nói ra, Sở Khuynh Thành không có nói chuyện, Vân trưởng lão đã là vội vã khoát khoát tay, khuyên nhủ, như người này chỉ là Khuynh Thành bạn cũ, hiện tại Khuynh Thành gặp khách không tiện, xác thực có thể tùy ý đánh ra. Nhưng phía sau hắn, lại là Trung Tam Tông đứng đầu Kiếm Thần Tông, cái này thể diện chúng ta không thể bác bỏ nha, vẫn là mời tiến đến đi. Trên mặt tràn đầy không cao hứng, nhưng là thấy Vân trưởng lão nói như thế, Tuyên Thiếu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ là tâm lý còn có chút lật đến hoảng. Đón lấy, Tạ Thiên Thương mang theo Vĩnh Ninh cùng Vân Sương hai nữ, liền tại Huyền Thiên Tông đệ tử chỉ huy dưới, cùng nhau đi tới nơi này. Trước hướng cái kia Vân trưởng lão chào về sau, tiếp lấy thả mắt nhìn đi, lại chính gặp Sở Khuynh Thành cái kia phủ đầy mồ hôi, lại một tờ trắng xám hai gò má. Chậm rãi ôm một cái quyền, Tạ Thiên Thương một mặt nghiêm túc nói, Sở lâu chủ, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ? Cái này không nói nhảm a, ta tỷ tỷ hiện tại cái này bộ dáng, có thể tốt sao? Không khỏi trợn mắt một cái, Sở Khuynh Thành không có nói chuyện, một bên Đan Nhi đã là từ chối cho ý kiến bĩu môi nói. Nghe được lời này, mọi người bất giác đều là không còn gì để nói, người ta bất quá tùy tiện một câu lời khách sáo, người còn coi là thật. Sở Khuynh Thành cũng là vỗ vỗ bả vai nàng, bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Thương cũng là mỉm cười cười một tiếng, lại khẽ khom người nói, xin lỗi, là tại hạ ngu dốt, để chư vị chê cười. Sở lâu chủ, tại hạ lúc trước gặp Sở lâu chủ trúng độc, chỗ lấy lúc này đặc biệt dâng lên một bình tông môn bí chế giải độc đan, nhìn có thể giải Sở lâu chủ nhất thời đau đớn. Nói, Tạ Thiên Dương trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất ra một cái bình sứ nhỏ tới. Ánh mắt bất giác sáng lên, Sở Khuynh Thành tựa hồ sớm có chủ ý, cười nhẹ gật gật đầu, cái kia thì nhiều đa tạ công tử hảo ý. Chỗ nào, tất cả mọi người là đồng hương bạn cũ, không cần phải khách khí. Chậm rãi khoát khoát tay, Tạ Thiên Thương khẽ cười một tiếng, đưa lên. Thủy Nhược Hoa vội vàng tiếp nhận, ngược lại đưa cho như cũ đau đến thân thể run rẩy Sở Khuynh Thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tạ công tử, Khuynh Thành nàng trước đó đã phục qua không ít đan dược, đều không có gì khởi sắc, chẳng lẽ ngài bình này đan nhất định sẽ có hiệu quả. Không chút nghĩ ngợi cười một tiếng, Tạ Thiên Thương bình tĩnh lên tiếng. Sở Khuynh Thành nhìn thấy, cũng là cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau nói, ta cũng tin tưởng, người bình này đan, nhất định hữu hiệu. Nói, liền trực tiếp mở ra nắp bình, hơi ngửa đầu ăn vào. Sau đó, nàng liền lại tiếp tục khoanh chân luyện hóa, yên tĩnh tính tọa. Mọi người chung quanh, thì là vẫn như cũ một mặt khẩn trương nhìn lấy nàng. Thế nhưng là một phút sau, thần kỳ sự tình phát sinh, Sở Khuynh Thành toàn thân co rút run rẩy, đúng là ngột dừng lại, trên mặt khí sắc cũng dần dần hồng nhuận, cái kia cỗ chạy trốn tại nàng toàn thân, làm cho nàng một mực thống khổ không chịu nổi xanh biếc khí thể, cũng là chậm rãi biến mất, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. A, à, Tạ công tử, người đan dược này coi là thật linh cực kỳ, thế mà thật đem độc giải. Đan Nhi nhìn thấy, bất giác ánh mắt sáng lên, lúc này mừng rỡ kêu lên. Tạ Thiên Thương cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tuyên Thiếu Vũ cùng Vân trưởng lão, cũng là một mặt kinh dị nhìn lấy hắn, thầm khen cái này Trung Tam Tông quả nhiên lợi hại.
không biết cái này là loại nào độc tố, thế mà cũng có thể hoàn toàn mở ra, chẳng lẽ đây là vạn năng giải dược sao? Thế nhưng là rất nhanh, Sở Khuynh Thành liền để lộ đáp án này. Phun ra một hơi thật dài, Sở Khuynh Thành chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Tạ Thiên Thương cười nói, ha ha ha. Hắn vẫn là như cũ a, làm việc tốt xưa nay không ra mặt. Há, ngươi đã biết. Đương nhiên, có thể có như thế đối chứng giải dược, cũng chỉ có hạ độc người trong tay có đi. Không khỏi nhạt cười một tiếng, Sở Khuynh Thành thở sâu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nghe đến mấy câu này, mọi người tại chỗ lúc này nổi lên nghi ngờ, một mặt không hiểu, Thủy Nhược Hoa càng là nhịn không được hỏi, Khuynh Thành, ngươi nói giải dược này là hạ độc người cho, đây chẳng phải là nói đây là Ma Sách Tông cái kia lục hạt. Không tệ, cái này chính là tới từ chỗ của hắn. Bất quá, hắn hẳn không phải là chủ động giao ra. Hơi hơi gật gật đầu, Sở Khuynh Thành dường như biết hết thảy, ngược lại nhìn về phía Tạ Thiên Thương chỗ đó. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tạ Thiên Thương đạm mạc gật gật đầu, bật cười nói, Sở Lâu Chủ, ngươi đều gần thành cái thứ hai hắn. Không tệ, ta đi tìm hắn lúc, hắn ngay tại đánh nằm bẹp tiểu tử kia, ép hắn giao ra giải dược. Chỉ là ngươi biết hắn tính khí, loại này người tốt chuyện tốt hắn là vạn vạn không làm. Đương nhiên, hắn cũng là như thế một bộ tính bướng bỉnh, vĩnh viễn một bộ mặt lạnh. Sớm tại Bách Gia Tranh Minh lúc, ta liền đã quá giải. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Sở Khuynh Thành trong mắt một mảnh giật mình lo lắng, dường như lại nghĩ tới lúc trước chuyện cũ, khóe môi nhếch lên vui vẻ ý cười. Thủy Nhược Hoa chờ nữ gặp, lại là một trận ngạc nhiên, Đan Nhi càng là nhìn không được nói, sư tỷ, ngươi nói cái kia cho ngươi giải dược người, sẽ không phải vẫn là cái kia Trác Phàm a, hắn lúc trước tại hội trường chỗ đó, nhưng là một mực tại mắng ngươi đây, đừng đề cập nhiều vô tình, nhiều lãnh khốc. Vậy thì thế nào? Hắn mắng ta, là bởi vì thương tiếc ta, không muốn ta gặp lại nguy hiểm như vậy. Ta lúc đó nghe hắn nói như vậy, vẫn là rất cao hưng còn lãnh khốc. Ha ha ha, hắn luôn luôn như thế, ta cũng quen thuộc. Bất giác bật cười một tiếng, Sở Khuynh Thành không chút phật lòng, thế nhưng là Thủy Nhược Hoa chờ nữ lại là hoàn toàn ngây người, trong lòng một mảnh sương mù. Hai người kia, đến tột cùng quan hệ thế nào a, làm sao càng ngày càng phức tạp. Tuyên Thiếu Vũ gặp này lại là hận đến nghiến răng, giải dược này lại là người kia cho, sớm biết như thế, liền nên sớm làm ngăn cản tới. Cho dù bốc lên đắc tội Kiếm Thần Tông mạo hiểm, cũng vạn không thể để cho bọn họ lại có liên hệ. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Tạ Thiên Thương khẽ gật đầu, thở dài, Sở Lâu Chủ, năm gần đây ngươi ngược lại là cải biến không ít. Tưởng tượng năm đó, ngài tính tình thế nhưng là cứng rắn cực kỳ. Có khi đem cái kia không sợ trời không sợ đất Trác Phàm đều dọa đến không dám nhìn thẳng ngươi. Còn có việc này, Nhi đầu bất giác vẩy một cái, Đan Nhi một mặt bát quái nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cũng là bị Sở Khuynh Thành thân thủ đạn một chút đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, sâu khoét liếc một chút, liền lại thu về. Bật cười lắc đầu, Sở Khuynh Thành thở dài, vốn là ta là nhất định muốn cho hắn cho ta cái bản giao, nhưng là từ khi nhìn thấy hắn vì Ngưng Nhi làm ra sự tình, ta liền biết. Nam nhân này có chính hắn đường muốn đi, ta cái kia buông tay. Ngưng Nhi. Đột nhiên, một tiếng kinh nghi vang lên, Sở Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn qua, lại dường như mới phát hiện đồng dạng, chỉ Vĩnh Ninh hai nữ nói các ngươi cũng biết Ngưng Nhi sự tình. Như vậy thì không phải Kiếm Thần Tông đệ tử. Vội ho một tiếng, Tạ Thiên Thương không khỏi khẽ cười nói, còn không có giới thiệu, vị này là Thiên Vũ Vĩnh Ninh công chúa, vị này là Thiên Vũ Thánh Nữ, Vân Sương. Hai người đều xem như Sở Lâu Chủ chủ yếu đối thủ cạnh tranh, Sở Lâu Chủ, ngài làm lưu tâm một chút a. Lời vừa nói ra, Vĩnh Ninh hai nữ lúc này đại quính, Sở Khuynh Thành lại là thờ ơ nhìn Tạ Thiên Thương liếc một chút, trêu đùa, nghĩ không ra năm đó đường đường võ si, hiện tại cũng biết nói chuyện cười. Đón lấy, nàng liền lại sâu sắc nhìn về phía Vân Sương nói, ngươi chính là Sương Nhi. Ta nghe mẫu đơn Lâu Chủ cho ta truyền tin nói. Trác Phàm hắn trước mặt tất cả mọi người, nói là muốn ngươi. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên băng thanh ngọc khiết, cùng năm đó Ngưng Nhi rất giống a. Không không không, ngài khác nghe các nàng nói bậy. Vội vã khoát khoát tay, Sương Nhi bất giác cực kỳ lúng túng, gương mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh lại có chút thất lạc, sâu xa nói, lúc đó ta bất quá chỉ là trong tay hắn một quân cờ, về sau liền không có gì. Cái gì, quân cờ? Không khỏi giật mình. Thủy Nhược Hoa chờ nữ liếc nhìn nhau, đều là trong mắt ngưng tụ, trên mặt có chút nộ khí.
thế mà đem một cô nương tốt làm quân cờ dùng, cái này Trác Phàm quả nhiên thay lòng đổi dạ. Tuyên Thiếu Vũ càng là nhân cơ hội nói, mọi người nghe đến a, mà đầu kia bị ổi vô sỉ, sẽ chỉ dụ dỗ hồn nhiên thiếu nữ. Khuynh Thành, người muốn thấy rõ hắn bộ mặt thật sự, không thể lại thụ hắn mê hoặc. Hắn trước hết để cho người đem ngươi đả thương, lại phái tiểu tử này đưa tới giải dược, rõ ràng cũng là vờ tha để bắt, người muốn đánh bóng hai mắt a. Hắn tính tình, ta so ngươi biết được nhiều. Bất giác cười lạnh, Sở Khuynh Thành khinh thường bĩu môi, lại nói, hắn nếu yêu thích, ta làm hắn quân cờ lại như thế nào? Sợ chỉ sợ hắn đem ta vĩnh viễn dứt bỏ, liền làm chỉ quân cờ đều làm không được. Thân thể nhịn không được lắc một cái, chúng nữ toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Khuynh Thành, đầy mặt kinh hãi. Ngày bình thường luôn luôn cao ngạo băng nữ, lúc này thế mà nguyện ý làm người khác một quân cờ, vĩnh viễn phụ thuộc tại bên cạnh người kia, đây là cái kia không dính khói lửa trần gian băng mỹ nhân sao? Mọi người trong lòng không hiểu, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, Tuyên Thiếu Vũ càng là cắn chặt hàm răng, đều sắp tức giận thổ huyết. Chỉ có Vân trưởng lão, một mực bất đắc dĩ dao động cái đầu, trong lòng thầm than. Tiểu nha đầu này, thật sự là bị ma đạo cuồng đồ mê hoặc đến không nhẹ a. Khuynh Thành, người mau tỉnh lại, người bị cái kia ma đạo kẻ xấu mê tâm trí sao? Thủy Nhược Hoa ngốc một lát, vội vã đong đưa Sở Khuynh Thành thân thể, hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành lại là bật cười lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến, sư tỷ, ta là bị hắn mê tâm trí, nhưng đó là ta tự nguyện. Nói bậy, bị mê tâm trí nào có tự nguyện đạo lý? Thủy Nhược Hoa không tin, vẫn như cũ quật cường chừng lấy nàng. Không có cách nào, Sở Khuynh Thành không còn đi xem nàng, ngược lại nhìn về phía Sương Nhi hai nữ, phất phất tay, đưa các nàng chiêu đến bên người. Trong lòng siết chặt, Sương Nhi hai người có chút chần chờ, dù sao tình này địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, cái này Sở Khuynh Thành sẽ không phải đối với các nàng làm chuyện gì đi. Thế nhưng là nhìn đến Sở Khuynh Thành đó cùng thiện khuôn mặt, giống như thiên nữ hạ phàm, không có một tia ác ý, hai nữ lẫn nhau nhìn một chút, liền không tự chủ được đi qua. Đưa các nàng kéo đến bên người, Sở Khuynh Thành không khỏi nhạt cười một tiếng, ta biết các ngươi đều nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn, cái kia đã như vậy, nhất định phải giải hắn, riêng là giải Ngưng Nhi sự tình. Ngưng Nhi sự tình, ta nghe người Lạc gia nói qua, sau cùng Trác Phàm đem nàng cứu sống về sau, nàng lại quên hắn, hắn liền để cho nàng đi. Sở Khuynh Thành lời còn chưa dứt, Vĩnh Ninh đã là nhấc tay giành nói. Bất giác bật cười một tiếng, Sở Khuynh Thành hơi hơi gật gật đầu, người xác thực biết một số, nhưng là người tuyệt đối không biết, lúc đó hắn là như thế nào kinh lịch sự kiện này. Khi đó, ta cũng rất mạnh cứng rắn, ép hắn tán thành ta trong lòng hắn vị trí. Như thế như vậy, Sở Khuynh Thành thăm thẳm tự thuật lên cái kia đoạn chuyện cũ, theo bảy nhà chi tranh, Trác Phàm một đường lãnh khốc, đến Ngưng Nhi bỏ mình, Trác Phàm điên, dùng hết tánh mạng, lại đến một đêm đầu bạc, vì đến người ấy tiểu tụy. Chỗ có từng điểm, rõ mồn một trước mắt, trừ chính mình cùng Trác Phàm vì thế phân biệt đi vào Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông sự tình bên ngoài, hắn hết thảy Sở Khuynh Thành tất cả đều tường tận tự thuật đi ra. Dường như nói mình cố sự, lại dường như nói Trác Phàm sự tình, nhưng là khóe miệng một mực treo nhớ lại giật mình lo lắng. Thì vào lúc đó, ta biết nam nhân này tâm lý cũng không phải là vô tình, chỉ là đang một mực áp lực chính mình mà thôi. Hắn muốn đi đường, nhất định là vô tình con đường, như vậy ta vì sao muốn trở thành hắn chướng ngại đâu. Sau đó ta rời đi, không muốn để cho hắn tại đối mặt ta lúc, một lần nữa rơi vào như Ngưng Nhi khi đó đồng dạng thống khổ. Tóm lại, hắn nếu yêu thích, ta liền thỏa mãn. Khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nụ cười, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn Thủy Nhược Hoa liếc một chút, đáng mừng là, hắn tâm lý còn có ta tồn tại. Chỗ lấy lần trước sư tỷ trở về nói, hắn từng muốn hỏi thăm ngươi qua ta, ta liền vừa lòng thỏa ý. Không khỏi hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tại chỗ tất cả nữ tử tất cả đều sửng sốt, người nào cũng chưa từng nghĩ qua, giống Trác Phàm lãnh khốc như vậy ma đạo tu giả, vậy mà cũng từng trải qua như thế long đong đường tình. Tại trên con đường kia, đối mặt thức tỉnh Ngưng Nhi, hắn không có tiếp tục chấp nhất nắm giữ, mà chính là vì đối phương lựa chọn tốt nhất một con đường, buông tay. Đồng dạng, Sở Khuynh Thành vào lúc đó cũng vì đối phương lựa chọn tốt nhất đường, buông tay. Bỗng dưng, mọi người đúng là đột nhiên cảm thấy, hai người này tuy nhiên đường khác biệt, nhất chính nhất tà, nhưng tác phong làm việc lại là như thế giống nhau. Hai người bọn họ, bất luận chính đạo ma đạo, mới thật sự là không có sai biệt,
hồng nhan chi kỷ. Trong lúc nhất thời, chúng nữ tâm đều nhanh hóa, đều hận không thể bây giờ lập tức tác hợp hai người cùng một chỗ tốt. Vân Sương cùng Vĩnh Ninh cũng là có chút xấu hổ cúi thấp đầu, so với Sở Khuynh Thành khéo hiểu lòng người, bọn họ đối Trác Phàm giải thực sự quá ít quá ít. Đã như vậy, các nàng lại có tư cách gì, một mực quấn lấy hắn đâu? Tuyên Thiếu Vũ nhìn lấy đây hết thảy, lại sớm đã đem hàm răng đều nhanh cắn nát. Hai người này nhớ lại thực sự quá sâu sắc, muốn để Sở Khuynh Thành hoàn toàn quên tiểu tử kia, quả thực thì là không thể nào. Như thế tới nói, hắn còn có cái gì cơ hội có thể nói? Thì ra là thế, khó trách Sở Lâu chủ hiện tại đối tiểu tử kia không cường thế đến đâu, nguyên lai đã là toàn thân tâm giao phó hắn. Không khỏi thở dài một tiếng, Tạ Thiên Thương sâu xa nói, bất quá xem ra, hiện tại hắn vẫn như cũ rất xoắn suýt ha. Đến tột cùng là mình ma đạo trọng yếu, vẫn là phần này thâm tình càng nặng, cái này cuối cùng lại là hắn một cái khúc mắc. Nhưng bất luận như thế nào, ta hy vọng hắn có thể mau chóng mở ra, trở nên càng mạnh. Nói như vậy, ta cũng có thể đi theo cái này mục tiêu, một mực đuổi tiếp, thẳng đến vĩnh viễn. Mi đầu bất giác lắc một cái, chúng nữ cùng nhau nhìn về phía hắn, ánh mắt đều có chút quái dị. Mẹ nó, các ngươi có cơ tình đi. Thân thể không khỏi run một cái, Tạ Thiên Thương nhìn về phía chúng nữ này quỷ dị ánh mắt, một trận rất là kỳ lạ. Làm sao, ta vừa mới nói sai lời gì à? Cùng một thời gian, Huyền Thiên Tông đặt chân cái tiểu viện tử kia bên ngoài, một cái nơi hẻo lánh bên trong, đứng đấy một đạo cao ngạo bóng người, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Từ khi Tạ Thiên Thương ba người đi vào về sau, đã qua hơn ba canh giờ, hắn cứ như vậy vẫn đứng. Chỉ muốn tại bọn họ sau khi ra ngoài, trước tiên hiểu được, Sở Khuynh Thành hiện tại tình huống. Hưu! Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, một mảnh hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Phát ra một tiếng già nua mà thanh âm quen thuộc, đồng thời, còn kèm theo nồng đậm tử khí đánh tới, ha ha ha. Không yên lòng nữ oa kia a. Bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm đột nhiên quay người nhìn qua, lại chính gặp một cái mũi đỏ tử lão già, chính là một mặt vui cười mà nhìn xem hắn, lại chính là Đan Thanh Sinh không thể nghi ngờ. Tiền bối, người tại sao lại xuất hiện? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm kỳ dị nói. Thản nhiên cười. Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến, hắc hắc hắc. Lão Phu đã sớm nói, chỉnh phiến đại lục, Lão Phu muốn đi nơi nào đều không người ngăn được Lão Tử. Làm sao, tại sao lưng ngươi tản bộ một vòng, ngươi còn có ý kiến? Ách, không dám, ngài tùy tiện tản bộ, gương mặt bất giác lắc một cái, Trác Phàm bồi cười một tiếng nói. Thật sâu nhìn lấy hắn, Đan Thanh Sinh không khỏi thật dài duỗi người một cái, cười ta nói, hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Tiểu tử, đã muốn tiểu cô nương kia, trực tiếp đi lên cướp tới chính là, xoắn suýt cái gì đâu. Tiền bối, chớ có nói đùa, ngài chắc là rõ ràng, cái này. Ta không có tư cách, mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai gật đầu, Đan Thanh Sinh sâu tưởng rằng, há, cũng đúng, tiểu tử ngươi quá hoa tâm, vốn là có hai nha đầu. Hiện tại lại muốn một cái, xác thực không có tư cách gì lại muốn. Nếu không, người để trên thế giới này độc thân cẩu nghĩ như thế nào? Tiền bối, chớ có nói đùa, người biết ta ý nghĩ. Gương mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn cái kia lão già liếc một chút, thở dài lên tiếng, ai, ta chính là ma đạo, đi là vô tình con đường, há có thể động tình. Nếu là thật sự động, không chỉ là chính ta, cũng sẽ hại nàng, làm gì? Mà lại trước kia, thì đã từng có một cái sống sờ sờ ví dụ phát sinh qua. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh trong lòng không sai, gật gật đầu, sau đó lại có chút kỳ quái nói, vậy ngươi còn ở nơi này đâm lấy làm gì, vô tình con đường, nên chém tình tuyệt nghĩa, ngươi bây giờ còn nhìn chằm chằm vào con gái người ta gian phòng nhìn, không phải hại người hại mình sao? Tiền bối nói là, chỉ là có chút chuyện phát sinh, coi là thật khó có thể dứt bỏ. Bất giác thở dài một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ta Trác Phàm từ trước tới giờ không nợ nhân tình, chỉ vì có ít người tình, một khi thiếu, đời này đều rất khó trả hết nợ. Mi đầu bất giác nhếch lên, Đan Thanh Sinh cười đùa lại gần, hắc hắc hắc. Có cố sự a, ta thích, giảng tới nghe một chút, ta giúp ngươi tham mưu một chút, có lẽ thì ấn mở ngươi. Ừm, cũng tốt, có thể được tiền bối đề điểm, cũng coi là ta phúc phận. Suy nghĩ một chút. Trác Phàm bất giác thở dài một hơi, nhìn về phía Đan Thanh Sinh,
sau đó liền đem lần kia bảy nhà tranh hùng, bách gia tranh minh chi chiến, tường tường tế tế nói ra. Nguyên bản cứu Ngưng Nhi là ta chuyện, cùng với nàng bắn đại bác cũng không tới quan hệ, kết quả nàng lại vì Ngưng Nhi, bị ép đi vào Huyền Thiên Tông, còn không biết sau lưng đáp ứng cái gì điều kiện hà khắc. Ai, phần tình nghĩa này, ta chẳng biết lúc nào mới có thể trả hết nợ a. Nếu là còn không rõ, đoán chừng ta cả đời này hiểu ý thần bất an. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt do dự. Đan Thanh Sinh nghe, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, thở dài, ai, thật sự là hiếm thấy nữ tử a, vì cứu ngươi người tình, cam nguyện mình bị khốn, khó trách ngươi nhìn nàng bị cái kia Lục Hạt đánh lén đả thương, sẽ trực tiếp đối với mình người động thủ. Phần tình nghĩa này thực sự quá lớn, trừ lấy thân báo đáp bên ngoài, lão phu nhìn ngươi không có gì khác nhưng là báo đáp đi. Uy, tiền bối, ta là ma đạo a. Ta biết, vô tình chi đạo, đoạn tình tuyệt nghĩa a. Đan Thanh Sinh chuyện đương nhiên gật gật đầu, nhưng là rất nhanh, lại sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, tiểu tử, lão phu mặc dù không là ma đạo tu giả, cũng không tìm hiểu tới ma đạo. Nhưng đại đạo thông thiên, trăm sông đổ về một biển, bên trong đạo lý lão phu vẫn là minh bạch. Đã là vô tình chi đạo, ngươi chưa từng có tình, tại sao vô tình? Chưa từng có, tại sao không? Thì giống chúng ta chính đạo nhân sĩ, truy cầu là thiên địa chính khí. Nhưng là không có tà, tại sao chính? Ngươi không hiểu như thế nào tà, làm sao biết như thế nào chính? Một cái đạo lý, giống cái kia thiên địa chính nghĩa tông, mỗi ngày hô hào thiên địa có chính khí. Nhưng đến tột cùng như thế nào chính khí, bọn họ lại có mấy người minh bạch. Chỉ là làm chút cùng ma đạo làm đúng sự tình, liền coi chính mình chính nghĩa, hạn hẹp thế hệ. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, tựa hồ có chút minh ngộ, nhưng lại không lắm giải. Dường như trong lòng mình còn có một tầng mê vụ, bao phủ trong lòng, thật lâu không đi. Đúng, tiểu tử. Đón lấy, Đan Thanh Sinh rồi nói tiếp, bên cạnh ngươi nha đầu nhiều như vậy, duy chỉ có đối nha đầu này cảm tình thật có chút đặc thù, lão phu cho là ngươi đối nàng là nghiêm túc. Bất quá vừa mới nghe ngươi cố sự, lão phu lại hơi nghi hoặc một chút. Người đối nhà đầu này, đến tột cùng là ái náy, vẫn là thật động tình đâu. Mi đầu bất giác run run, Trác Phàm một mặt do dự chi sắc, lại là bất đắc dĩ lắc đầu ta. Ta, cũng không rõ lắm. Ha ha ha, một cái chim non. Không khỏi mỉm cười lấy lắc đầu, Đan Thanh Sinh sâu xa nói, như vậy lão phu dạy ngươi cái biện pháp, hiện tại nhắm mắt lại, hồi tưởng chính mình tâm tình lớn nhất bình tĩnh ấm áp hạnh phúc thời khắc là nơi nào. Chiếu vào hắn nói như thế, Trác Phàm chậm rãi nhắm hai mắt, thở sâu, trầm tĩnh lại, nhớ lại quá khứ, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Tại đủ loại trí nhớ sông dài bên trong, cũng chỉ có hai loại phù hiện ở trong đầu hắn. Ta lớn nhất bình tĩnh lúc đợi, có hai lần, một lần là tại Vạn Thú Sơn Mạch, cùng Ngưng Nhi cùng với Tạ Thiên Dương. Ha ha ha, vậy chúc các ngươi ba cái hạnh phúc, bất giác bật cười một tiếng. Đan Thanh Sinh cười nhẹ lắc đầu, cái kia hẳn là ngươi chân quý nhất hữu tình, không phải cái kia, nào có ba người hạnh phúc đạo lý, bên cạnh luôn có cái bóng đèn, ha ha ha. Còn có một lần, là tại một cái trong phòng hư. Mấy người, Đan Thanh Sinh vội vàng nói. Hai cái, nam nữ, nữ, nàng là ai? Đan Thanh Sinh hét lớn một tiếng, thẳng vào Trác Phàm đáy lòng. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Trác Phàm hít thật sâu. Sắc mặt dần dần nặng nề xuống tới. Cười đùa nhìn lấy hắn, Đan Thanh Sinh sâu xa nói, chính là nàng, tâm của ngươi chứa đựng còn có phải hay không nha đầu này, chỉ có ngươi tâm lý minh bạch, ha ha ha. Cười to một tiếng, Đan Thanh Sinh quay người lại biến mất bóng người, chỉ để lại Trác Phàm một người kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, thở dài không thôi. Hắn, đến tột cùng nên như thế nào hành sự? Ba ngày, liên tiếp ba ngày. Trác Phàm đều muốn chính mình nhốt tại bên trong căn phòng nhỏ, vểnh lên cái chân bắt chéo, nằm ở nơi đó, không ra một bước. Từ ngày đó nhìn đến Tạ Thiên Thương ba người đi ra, hỏi rõ tình huống, biết được cái kia giải dược không ngại, Sở Khuynh Thành đã khôi phục về sau, hắn về tới đây, đã là như thế. Cho dù hôm nay là Trung Tam Tông thi đấu thời gian, hắn cũng lười đi quan sát địch tình, chỉ có Dương Sát mang theo một đám đệ tử đi quan sát. Mi đầu thật sâu nhíu lại, Trác Phàm trong lòng do dự, trong đầu hồi tưởng đến Đan Thanh Sinh nói tới, ngăn không được thở dài lên tiếng. Chưa từng hữu tình, tại sao vô tình, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ hắn tại đầu này vô tình đại đạo phía trên đi được quá lâu,
đã thành thói quen một thân một mình, không có chút nào ràng buộc thời gian. Nhưng là lão thiên lại mở cho hắn cái đại trò đùa, một trận trọng sinh, để hắn không thể không nhiều rất nhiều ràng buộc. Hắn đã lại không cách nào trở lại trước kia, đơn thuần ma đạo kiếp sống. Cuối cùng là thượng thiên đối với hắn trêu cợt, vẫn là cho hắn thiết kế thêm khảo nghiệm. Có lẽ vẫn là năm đó Vân Huyền Cơ nói đúng, đây là hắn một cái lại đi ma đạo cơ hội. Chỉ là con đường này hắn quá lạ lắm, đã không biết nên như thế nào đi đi. So sánh với nhau, còn là trước kia điều đơn thuần ma đạo lại càng dễ đi chút, nhưng là cái kia con đường, lại không cách nào đem hắn đẩy hướng cứu cực đại đạo. Ai, lão tử đến tột cùng nên làm cái gì? Ma đạo từ xưa coi trọng vô tình, hữu tình từ sẽ phải chịu liên lụy. Nhưng là chưa từng hữu tình, tại sao vô tình, đây cũng quá mâu thuẫn. Nếu là cầm tình cảm làm đạp vào ma đạo thí luyện, cái kia phần tình cảm này còn thuần túy à, có thể xưng là từng có qua tình sao? Chỉ là sử dụng mà thôi. Thế nhưng là, nếu thật động tình, lại có thể vô duyên vô cớ chặt đứt. Nếu là một chút thì chặt đứt, cái kia còn có thể gọi động chân tình sao? Ta dựa vào, nếu là đem cái này làm một đầu thí luyện lời nói, quả thực không có một con đường là chính xác đường A. Nhìn không được vỗ trán một cái, Trác Phàm trong lòng phiền muộn không ngừng, do dự lấy không biết nên kiên trì chính mình đường, vẫn là theo chính mình tâm ý, nước chảy bèo trôi, thuận tự nhiên. Nếu là như thế, hắn còn có thể lại trở lại chính mình ma đạo phía trên à, chỉ sợ càng chạy càng xa. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Trác Phàm không biết nên như thế nào làm việc, chỉnh một chút ba ngày đều là một bộ tiến thoái lưỡng nan bộ dáng, cái này tại hắn trước kia lại là chưa từng đụng phải. Chỉ vì hắn trước kia đường, thật tương đương đơn thuần. Không tốt, Trác Phàm, lại một nhóm hắc mã xuất hiện. Tại khiêu chiến thượng tam tông trước, chúng ta chỉ sợ liền trung tam tông cái này chướng ngại đều không qua được a. Đột nhiên, một tiếng quát kêu kêu to vang vọng tại cả viện bên trong. Trác Phàm nghe xong, liền biết lại là cái kia Dương Sát Bàn Tử, sau đó bất đắc dĩ trợn mắt một cái, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, cũng không để ý tới hắn, xoay người tử, tiếp tục chính mình suy tư. Đụng! Thế mà, hắn muốn thanh tịnh, cái kia Dương Sát nhưng lại chỗ nào làm cho hắn toại nguyện. Dưới một tiếng vang thật lớn, đã là phá cửa mà vào, cuống cuồng bận bịu hoảng đi vào trước người hắn, đong đưa hắn thân thể nói, tiểu tử thúi. Cái này đều mặt trời lặn hoàng hôn, ngươi làm sao còn ngủ ở đây cảm giác? Chờ ngươi chết, có là cơ hội ngủ, hiện tại chúng ta thế nhưng là gặp phải phiền phức lớn. Có gì to tát, không phải liền là ngày mai đánh trung tam tông A, không ngại. Không ngại cái rắm. Nhìn đến Trác Phàm một bộ không yên lòng bộ dáng, Dương Sát liền không khỏi mắng to một tiếng, vội vàng nói, tiểu tử thúi, ngươi hôm nay là không có đi xem cái kia trung tam tông thi đấu, ngươi biết kết quả như thế nào sao? Không có hứng thú. Ngươi, trong lòng bất giác trì trệ, Dương Sát tức giận đến ra mặt run run, khóe miệng giật một cái, cố đè xuống trong lòng nộ khí, tận lực bình tĩnh nói, ngươi là không biết, mới nhẹ nhàng như vậy tự tại. Ngươi nếu là nhìn cái kia trung tam tông thi đấu, nhất định so ta gương mặt này còn muốn ngưng nặng hơn nhiều. Cái kia trung tam tông đứng đầu, kiếm thần tông quả thực muốn nghịch thiên. 10 tên ra sân đệ tử, toàn mẹ hắn là hóa hư cao thủ. Bao quát lần trước người cái kia bạn cũ, cũng là vừa đột phá hóa hư cảnh cao thủ. Còn người hướng lên liếc liếc, Trác Phàm tỉ mỉ nhớ lại, thật lâu, mới đạm mạc gật đầu, a. Đúng vậy a, lần trước không có nhìn kỹ, hiện tại nhớ tới, theo khí thế của hắn phía trên, thật là tiến vào hóa hư cảnh. Hắn trước kia vốn chính là một cái võ si, võ đạo kỳ tài, nhưng có thể nhanh như vậy tiến vào hóa hư cảnh, cũng thực sự đại xuất ta sở liệu. Xem ra trung tam tông tài nguyên tu luyện xác thực rất đủ, thật đáng mừng. Thật đáng mừng em gái ngươi a, ngươi còn có tâm tư vì ngươi cái kia bạn cũ chúc mừng. Hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta lớn nhất đại uy hiếp. Bất đắc dĩ vừa đỡ cái chán, Dương Sát nhìn đến Trác Phàm bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng, thì có loại muốn đem hắn băm xúc động, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, đại ca, ngươi là chúng ta lĩnh đội a, tích cực một chút có được hay không? Hiện tại cái kia kiếm thần tông đội hình, đã không thấp hơn thượng tam tông. Ngươi biết lần này trung tam tông thi đấu kết quả sao? Vô luận cá nhân chiến, vẫn là đoàn chiến, kiếm thần tông toàn thắng, ma hồn tông cùng thiên hành tông không có thắng một chàng a. Chố mắt nhìn, Trác Phàm cuối cùng là có chút kỳ dị nhìn về phía hắn, nghiêu như vậy. Cũng là nghiêu như vậy. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Dương Sát mặt sắc mặt ngưng trọng,
thở dài lên tiếng, trước kia kiếm thần tông cho dù là trung tam tông đứng đầu, thực lực cũng là so mặt khác hai tông cao thêm một bậc mà thôi, tuyệt không có khả năng như thế nghiền ép đối phương. Có thể nói, cho dù là thượng tam tông đối lên trung tam tông, tuy có ưu thế tuyệt đối, cũng không có khả năng một phần không ném địa toàn thắng A, thế nhưng là lần này. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Dương Sát trong mắt đều là thần sắc lo lắng, riêng là cái kia nhu tình kiếm ôn đào, hôm nay hắn xuất thủ, tùy tiện giạt rào, rất hiển nhiên không có xuất toàn lực. Toàn bộ kiếm thần tông cũng thâm tàng bất lộ, mà lại về sau, hắn trả hướng chúng ta nơi này nhìn xem, lộ ra khiêu khích nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không sợ chúng ta, hoặc là nói căn bản không sợ ngươi, nhất định chuẩn bị hậu thủ đối phó ngươi, đây mới là ta lo lắng nhất ha. Há, thì ra là thế, vậy thật là muốn để tâm một chút. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cũng là một mặt nghiêm túc, trịnh trọng sự tình nói, như vậy ta chỉ có sử xuất ta bất bại pháp tắc, cam đoan thua không? Ánh mắt bất giác sáng lên, Dương Sát một mặt sâu xa nói, há, ngươi còn có bất bại pháp tắc, nói ra nghe một chút. Chúng ta không cùng hắn đánh, không đánh liền sẽ không thua. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nếu không chúng ta thì đâm tới trung tam tông tốt, thượng tam tông cũng đừng nghĩ. Gương mặt nhịn không được co lại, Dương Sát nhất thời một cơn lửa giận thì theo hai mắt bên trong phun ra, cũng chịu không nổi nữa, mắng to lên tiếng nói, Trác Phàm, đây chính là ngươi bất bại pháp tắc. Ta nhổ vào, ban đầu là ai nói muốn tìm thượng tam tông, ngươi lời nói hùng hồn đây. Kết quả hiện tại gặp phải một cái kiếm thần tông cản đường thì lùi bước, tính toán cái quái gì? Ha! Thật dài ngáp một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Hắn còn có càng phiền lòng sự tình chờ lấy giải quyết đây, nào có công phu để ý tới những thứ này. Đến mức tông môn lợi ích, hắn càng là bất kể nhiều như vậy, có thể mang các ngươi lên tới trung tam tông, hắn đã đạt đến mục đích, thực hiện cùng Tà Vô Nguyệt hiệp nghị. Còn muốn phía trên thượng tam tông, ha ha. Các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Nhìn thấy Trác Phàm như thế buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, Dương Sát nhất thời không còn gì để nói, trong lòng ai thán. Người này thật đúng là tùy hứng, toàn bằng tâm tình làm việc. Tâm tình tốt lúc, vênh váo tự đắc, có thể một đường cho ngươi chọc thủng trời. Tâm tình không tốt lúc, nhất thời liền mặc kệ, thật là khiến người ta phát điên, lại không thể làm gì a. Trác quản gia. Dương Sát cung phụng, Thiên Hành Tông người đi cầu gặp. Đột nhiên, một tiếng đập cửa lên, Khuê Lang chẳng biết lúc nào đi tới nơi này, nhìn lấy Dương Sát bộ kia mặt đỏ cổ thô cùng Trác Phàm một mảnh lười biếng bộ dáng, liền biết bọn họ lại ầm ĩ lên, không dám lỗ mãng, chỉ có thể gõ gõ cửa, khom người nói. Nhướng mày, Dương Sát nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong lòng hồ nghi, chúng ta tới nơi này nhiều ngày như vậy, song phương cũng không đánh qua cái gì đối mặt. Hôm nay cái này Thiên Hành Tông người làm sao lại đến? Tiểu tử, sự kiện này không xong, mình sau đó lại nói, ta đi ra trước xem một chút. Hung hăng gõ một chút Trác Phàm bả vai, Dương Sát nhẹ hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thờ ơ bĩu môi, thế nhưng là ngay tại Khuê Lang không dám đánh nhiễu, cũng phải cẩn thận cho hắn đóng cửa lại lúc rời đi, Trác Phàm lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời đem hắn gọi trở về, chờ một chút. Khuê Lang, ngươi tiến đến, ta có việc hỏi ngươi. Ách, Trác quản gia có gì phân phó, nói thẳng chính là. Khuê Lang vội vàng đi vào, khom người cúi đầu nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm trần chờ một trận, bất chợt tới sắc mặt nghiêm một chút, mở miệng yếu ớt nói, Khuê Lang, ngươi cùng ngươi vị kia dùng tình chắc là rất sâu a, nếu không mà nói, ngươi không thể là vì nàng bốc lên tử tội bỏ quyền. Ai, đa tình tự cổ không dư hận. Được được, ta không có để ngươi đọc thơ phát cảm khái. Khuê Lang nghe đến Trác Phàm tra hỏi, vừa mới ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài lên tiếng, liền bị hắn vội vã đánh gãy, trịnh trọng nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi biết rõ ma đạo là vô tình chi đạo, vì sao sẽ còn cùng ngươi vị kia? Mi đầu lắc một cái, Khuê Lang thật sâu nhìn lấy hắn, tiếp lấy chính là bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, Trác quản gia, ta biết tông môn có quy định, không thể động tình. Nhưng là cảm tình vật này, một khi đến, tựa như giang hà vỡ đê, đã phát ra là không thể ngăn cản, cản đều ngăn không được. Ta là người từng trải, cho nên mới càng minh bạch bên trong tư vị, khổ điềm, đủ kiểu cảm thụ quanh quẩn trong lòng. Ta chỉ có thể nói, ta chưa bao giờ hối hận, cho dù là bị đánh nhập tạp dịch phòng khi đó, cũng là như vậy.
ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta không phải nói tông quy, ta chỉ nói là, mà đạo chính là vô tình chi đạo, dính chuyện này chứ, liền rất khó đi tiếp nữa. Ngươi lúc đó, tại sao lại nghĩa vô phản cố chồng vào đi? Mê mang liếc hắn một cái, Khuê Lang một mặt kỳ quái, chắc quản gia, ta mặc dù là ma đạo đệ tử, nhưng còn thật chưa nghĩ tới ma đạo là cái gì. Chỉ là theo chân người chung quanh, làm theo chính là, còn có tông quy không thể phá, chỉ thế thôi. Lúc đó ta cùng với nàng sự tình, còn thật không có nghĩ nhiều như vậy, nhiều lắm là cũng là lo lắng sự kiện này bại lộ, hồi tông hội bị phạt đi. Bất giác ngốc một lát, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, xem như không sai. Đối với Khuê Lang dạng này chỉ là như người thường đồng dạng tu tập, tại ma đạo môn hạp, còn chưa bao giờ chân chính bước vào người mà nói, căn bản sẽ không cân nhắc ngày sau đạp vào đại đạo sự tình, ngược lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cười chính mình cũng là có chút điểm ngẩn người ra, hỏi tiểu tử này làm gì, hắn cũng không biết như thế nào đạo, như thế nào ma, chỉ là bảo sao hay vậy thôi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Trác Phàm ngược lại có chút hâm mộ hắn, có thể không tim không phổi lựa chọn, không cần nhiều như vậy lo lắng. Tốt, ngươi ra ngoài đi, nhường ta lại yên tĩnh. Phất phất tay, Trác Phàm đánh ra hắn rời đi. Hơi hơi gật gật đầu, Khuê Lang lại khom người cúi đầu, liền đi ra phía ngoài, nhưng là đi chưa được mấy bước, lại chần chờ một chút, quay người nhìn về phía Trác Phàm, do dự nói Trác quản gia, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Đối với cái này ma đạo lĩnh hội, ta tự nhiên so ra kém ngài cùng Viên lão. Nhưng là có một chút, ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái kia chính là lúc trước ta tu luyện lúc, tuyển ma đạo, mà không phải chính đạo, cũng là không muốn bị chính đạo quy củ nhiều như vậy trói buộc. Nhưng là hiện tại ngài, không biết nghĩ như thế nào, bất quá ta cảm thấy ngài là đem chính ngươi trói buộc chặt, cái này cần gì phải đâu. Ta là người từng trải, cảm tình chuyện này a. Thật không cần nghĩ quá nhiều. Ách, người bây giờ làm sao như thế có trí tuệ? Thân thể bất giác khẽ giật mình, Trác Phàm hình như có minh ngộ, thật sâu nhìn lấy hắn, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngượng ngùng gãi đầu một cái, Khuê Lang từ chối cho ý kiến, ta cái nào so ra mà vượt Trác quản gia trí tuệ, chỉ bất quá. Ta là người từng trải đâu, ha ha ha. Mà đạo dự tính ban đầu vốn là tùy ý làm bậy, không nhận ước thúc. Nhưng là vì truy cầu ma đạo, ngược lại bị trói lại. Cái này, thật là mâu thuẫn a. Nhìn lấy Khuê Lang dần dần đi xa bóng người, Trác Phàm bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đúng là cũ vấn đề không có giải quyết, trong lòng sinh ra một cái mới phiền não. Đáng chết Nhâm Thông, lại dám xem thường lão tử, nói lão tử không xứng cùng hắn nói, quả thực buồn cười. Thế mà, Trác Phàm chính nhíu chặt lông mày, khổ sở suy nghĩ mà khó lường giải lúc. Một tiếng tràn đầy phàn nàn quát kêu liền lại bỗng dưng truyền đến hắn trong tai. Ngay sau đó, đụng một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lần nữa bị mạnh mẽ đá văng ra, Dương Sát tức giận đi tới, nhìn về phía Trác Phàm, nhất chỉ bên ngoài, bất đắc dĩ nói, Trác Phàm, Thiên Hành Tông người muốn gặp ngươi, nhanh ra ngoài đi. Bọn họ gặp ta, làm gì? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ, người đường đường một cái dẫn đội cung phụng. Chẳng lẽ theo ngươi nói còn không được sao? Ai nói không phải a? Đám này chó chết, mắt chó coi thường người khác, hừ. Dương Sát cũng là một mặt buồn bực bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, bất quá bọn hắn chỉ tên gặp ngươi, vậy ngươi thì đi gặp một chút đi. Dù sao cũng là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông đứng đầu, không tốt bác bỏ thể diện. Không khỏi trợn mắt một cái, Trác Phàm than nhẹ một tiếng, đứng dậy tiến đến. Dương Sát thì là phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền tới đến phía trước trong sân nhỏ. Ở nơi đó, bốn đạo nhân ảnh chính phiêu hốt đứng đấy, quan sát bốn phía hết thảy, mà quỷ hổ bọn người thì ở một bên trông coi đi cùng. Các ngươi viện này còn thật mẹ hắn đầy đủ nhỏ, bất quá cũng khó trách, hạ tam tông đãi ngộ a, ha ha ha. Bên trong một cái thân mặc lăng la công tử, tay cầm quạt giấy, ngắm nhìn bốn phía, suy cười ra tiếng. Mặt khác hai cái toàn thân áo xanh thanh niên nghe đến. Cũng là từ chối cho ý kiến đùa cười ra tiếng, nhìn về phía quỷ hổ bọn họ phương hướng, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ có một vị lão giả tóc trắng, hai con ngươi hơi đóng, lại là không nói một câu, lạnh lùng nhìn lấy. Quỷ hổ bọn người gặp này, trong lòng tức giận, nhưng có âm sát hai vị cung phụng nhìn lấy, lại là không tiện phát tác. Trác Phàm cùng Dương Sát xa xa đi tới, lại là mi đầu bất giác vẩy một cái,
sâu xa nói, cái này Thiên Hành Tông đến cửa là đến gây sự a, nhìn cái kia một thân phách lối dạng. Ta đây cũng không biết, bất quá chúng ta hai tông hẳn là không cái gì qua kết mới đúng, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cho Trác Phàm nháy mắt, Dương Sát mật ngữ lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, hai người trực tiếp từ tiến lên, rất nhanh tới trước mặt bọn hắn. Mà nhìn thấy Trác quản gia đến, Quỷ Hổ bọn người nhanh chóng vội vàng khom người thi lễ, lui sang một bên, trước đó đến bốn người thì là tất cả đều ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn, riêng là tên lão giả kia, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm hắn không thả. Thật sâu liếc hắn một cái kia thanh niên công tử vừa gõ trong tay quạt giấy, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ngươi chính là lần này Hạ Tam Tông thi đấu cái kia thất hắc mã, Trác Phàm đi. Bổn công tử tại các ngươi đánh với Huyền Thiên Tông một trận lúc, gặp qua ngươi. Bất quá khi đó ngươi chưa xuất thủ, thực lực như thế nào bổn công tử không rõ ràng, nhưng xác thực đầy đủ phách lối a. Biết lão tử phách lối, còn tại lão tử trước mặt trang bức, người nhà đây không phải muốn ăn đòn a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười nói, cũng vậy, không biết chư vị đến đây, vì chuyện gì a, còn muốn đích thân tìm ta mới được. Ha ha ha, cũng không có gì, chỉ là chúng ta nghe nói, ngươi tiểu tử này luôn luôn cố tình làm bậy, ỷ vào mình bị tông môn sủng ái, trưởng lão cung phụng lời nói đoán chừng đều nghe không vào, cho nên muốn ở trước mặt theo ngươi nói một chút. Khóe miệng một phát, cái kia công tử trẻ tuổi lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý. Mí mắt lắc một cái, Trác Phàm cũng là cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch ý đồ đối phương, nguyên lai là đến đánh hắn. Bất quá, chỉ là một cái Trung Tam Tông, xứng sao? Gặp hắn thật lâu không nói lời nào, cái kia thanh niên công tử còn tưởng rằng Trác Phàm bị chính mình khí thế cho trấn trụ, lúc này càng thêm lớn lối, cười to liên tục, ha ha ha. Chớ khẩn trương, bổn công tử không có ác ý, chỉ là hôm nay Trung Tam Tông thi đấu kết quả, các ngươi cũng cần phải rõ ràng, nên làm như thế nào, trong lòng nên có cái đếm mới đúng. Bổn công tử sợ các ngươi nhất thời đắc ý vong hình, đặc biệt đến nhắc nhở một chút. Trong lòng bất giác run lên, Ma Sách Tông mọi người tựa hồ đã minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Chỉ có Trác Phàm không rõ ý, vẫn là một mặt rất là kỳ lạ bộ dáng. Hôm nay Trung Tam Tông thi đấu kết quả, là cái gì, nói nghe một chút. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm đùa cười ra tiếng. Da mặt nhịn không được co lại, cái kia thanh niên công tử sắc mặt trong nháy mắt âm xuống tới, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm nói, biết rõ còn cố hỏi, ngươi là tại bẩn thỉu chúng ta Thiên Hành Tông sao? Hừ, thì coi như chúng ta Thiên Hành Tông lần này song long hội chinh chiến không tốt, luân lạc tới Trung Tam Tông chi mạt, cũng không phải là các ngươi cái này nho nhỏ Hạ Tam Tông có thể sánh được đến. À, nguyên lai là thi đấu lót đấy. Sợ chúng ta vừa ra tay thì đem các ngươi chọn đi xuống, đặc biệt để xin tha a. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm cuối cùng biết bọn họ lần này đến mục đích, bất giác cười to lên, ha ha ha. Tốt một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chi khuyển, bất quá cầu người ngươi đến xuất ra cái thái độ đến, vẫn như cũ giống như trước một dạng dương nanh múa vuốt, nói bừa cắn người linh tinh, không ai có thể nguyện ý để ý tới ngươi a. Lớn mật. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, hai đạo gầm thét lại là cùng nhau lên tiếng, một đạo là xuất từ cái kia thanh niên công tử miệng, một đạo khác lại là đến từ cái kia lão giả tóc trắng trong miệng. Hô! Một đạo khí thế cường hãn đột nhiên hướng Trác Phàm phương hướng tới gần, lão giả kia đã là giận không nhịn nổi, nhất trưởng đánh về phía hắn chán. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là tròng mắt hơi híp, không sợ chút nào, như khỏa cây đinh giống như chết đinh tại nguyên chỗ, liền chờ cái này không biết sống chết lão gia hỏa phía trên đến đưa mạng. Hừ, chỉ là một cái hóa hư ngũ trọng liền muốn giết lão tử, người nhà người giả si ngốc đi. Đụng. Thế nhưng là, ngay tại lão giả kia lập tức liền muốn tới đến Trác Phàm trước mặt lúc, một tiếng vang thật lớn lại là đột nhiên phát ra. Chẳng biết lúc nào, Dương Sát đột nhiên ngăn tại Trác Phàm trước người, cùng lão giả kia đối nhất trưởng. Nhất thời song phương liền đều thối lui năm bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Lão giả kia đầy dẫy nộ khí chừng lấy Dương Sát. Dương Sát lại là vội vã khoát khoát tay, cười làm lành nói, ha ha ha. Tề trưởng lão thứ tội, Trác Phàm hắn hôm nay không có đi quan chiến, không biết quý tông tình huống, đúng là người không biết vô tội, vẫn chưa có mạo phạm quý tông ý tứ, nhìn ngài rộng lòng tha thứ. Hừ, người không biết vô tội, vậy hắn về sau lời nói là có ý gì, ai là chó vẩy đuôi mừng chủ chó.
giận hừ một tiếng, cái kia Tề trưởng lão lãnh đạm nói. Ách cái này, Bất Giác trì trệ, Dương Sát chỉ có thể cười xấu hổ cười, không biết trả lời như thế nào. Trác Phàm lại là một mặt không quan trọng bộ dáng, vẫn như cũ khoan thai nói, vậy các ngươi hôm nay tới là làm gì? Chúng ta hôm nay tới là cảnh cáo các ngươi, khác mẹ hắn không biết tự lượng sức mình, tham gia cái gì khiêu chiến thi đấu, thấy tốt thì lấy đến, miễn cho tự lấy nhục, hừ. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, cái kia thanh niên công tử mắng to lên tiếng. Trác Phàm nghe xong, lại là lần nữa sủi cười rộ lên, cái này không giống nhau a, nếu như các ngươi không e ngại chúng ta, há có thể chạy chỗ này đến tốn nước bọt. Tóm lại, các ngươi là sợ, nhưng là đã sợ, thì cho lão tử làm lo lắng hãi hùng bộ dáng đi ra, đừng ở lão tử trước mặt trang bức, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi, trong mắt Bất Giác một đỏ, cái kia thanh niên công tử tức giận đến toàn thân run rẩy, tiếp lấy cho bên cạnh cái kia hai cái áo xanh thanh niên nháy mắt. Hơi hơi gật gật đầu, cái kia hai cái áo xanh thanh niên chợt một chút, liền cùng nhau hướng Thích Trường Long, Bạch Luyện, Lục Hạt bọn họ cái này ba cái ma sách tông cao thủ mạnh nhất chỗ đó phóng đi. Song đồng Bất Giác ngưng tụ, ba người biết hai người này đều là hóa hư tam trọng cao thủ, cùng chính mình thực lực tương đương, không dám thất lễ, vội vã xuất thủ phản kích. Thế nhưng là đúng lúc này, hai người kia lại là đột nhiên thân thể nhất hư, biến mất tung ảnh, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào trước người bọn họ, nhất trưởng đánh ra. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, ba tiếng nổ phát ra, Thích Trường Long ba người đã là ào ào bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo đỏ tươi. Mà cái kia hai đạo bóng xanh, lại là một cái lắc mình, lại trở lại tại chỗ, dường như theo chưa rời đi qua một dạng. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong lòng cả kinh, thì thào lên tiếng, lại là hợp kích trận thức. Hừ hừ, đó là cái cảnh cáo, nếu như các ngươi còn dám không biết sống chết lên sân khấu, vậy cũng đừng trách bổn công tử không đọc hộ quốc tông môn tình nghĩa, hạ thủ không lưu tình. Cười lạnh, thanh niên kia khoát khoát tay, liền mang theo người trưởng lão kia cùng hai cái áo xanh thanh niên rời đi. Chỉ để lại chậm rãi đứng người lên Thích Trường Long ba người, trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc chăm chú nhìn bọn họ, dần dần đi xa. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc lên tiếng, muốn cho bọn hắn mặt mũi sao? Cho bọn hắn cái dám mặt mũi, chờ đem bọn hắn lôi xuống ngựa, mình cũng là trung tam tông, còn dùng cho bọn hắn mặt mũi. Khinh thường bĩu môi, Dương Sát tức giận hừ lên tiếng, Trác Phàm, ngươi cho ta nhớ kỹ, vừa mới cái kia lớn nhất phách lối tiểu tử, gọi Nhâm Thông, là Thiên Hành Tông Nhậm Tông chủ công tử, chỉ cần không giết chết hắn, thế nào giáo huấn đều được còn người khác. Người xem đó mà làm thôi. Bất quá cái kia hai cái người áo lục, tên là Cụm Núi Rừng Cây, tu tập chính là Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, thân hình phiêu hốt vô định, lại là khó đối phó. Hôm nay Trung Tam Tông thi đấu phía trên, bọn họ kém chút liền có thể theo Kiếm Thần Tông cầm trong tay đến hai phần, đáng tiếc bọn họ đụng phải là Nhu Tình Kiếm Ôn Đào, không phải vậy ấn tổng điểm tính toán, bọn họ còn thật có nhưng là có thể đánh bại Ma Hồn Tông, tiến vào chiếm giữ Trung Tam Tông thứ hai ghế. Dù sao Ma Hồn Tông cũng chỉ là cao hơn bọn họ một phần mà thôi. Cảm tạ Ma Hồn Tông, để tiểu tử này lót đáy, nhìn lão tử không đem hắn đá ra Trung Tam Tông đi, hừ. Cười lạnh, Trác Phàm lộ ra một bộ tà ác nụ cười, ngược lại nhìn về phía bên cạnh mọi người, sâu xa nói, ngày mai phá quán, các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Giống, kêu to một tiếng, mọi người tất cả đều hưng phấn dị thường, luôn không sao không bị gặp đối thủ, một trận đối chiến. Vị này Trác quản gia rốt cục muốn xuất thủ lần nữa. Hừ hừ, Thiên Hành Tông cái kia phách lối tiểu tử, người nhà chết chắc. Một phương diện khác, Nhâm Thông bốn người đi tại trở về trên đường, một trận xuân phong đắc ý, Nhâm Thông càng là ngăn không được kiêu ngạo nói, Tề trưởng lão, xem ra tiểu tử kia cũng không có cái gì không nổi a. Người hướng hắn xuất thủ, hắn liền phản ứng đều phản ứng không kịp, hoàn toàn ngốc ở. Cụm Núi Rừng Cây hai người hướng những đệ tử kia xuất thủ. Hắn cũng chưa kịp cứu trợ, xem ra chúng ta lo lắng là lo ngại, ha ha ha. Nguyên lai, vừa mới bốn người làm việc, một mặt là hướng Ma Sách Tông đưa ra cảnh cáo, một phương diện khác cũng có ý dò xét. Dù sao, bọn họ không có thực sự gặp được Trác Phàm xuất thủ, cũng nên đến giải một chút. Bất quá đáng tiếc, bọn họ lần này thăm dò chẳng những không có thăm dò ra cái nguyên do về sau, còn đem một con hung thú lửa giận cho bốc lên đến. Để hắn chuẩn bị suốt lồng cắn chết bọn họ. Cái này, thật sự là một cái không tìm đường chết sẽ không phải chết bi kịch.
đáng tiếc, bọn họ còn không biết. Thế nhưng là cái kia ngoại giới truyền ngôn, Trác Phàm nhất quyền diệt ngự thú tông các đệ tử, liền trưởng lão đều chết ở trong tay hắn. Hẳn là sẽ không tại đối mặt lão phu nhất trưởng lúc, liền lực phản ứng lượng đều không có đi. Mi đầu thật sâu nhíu lại, cái kia tề trưởng lão trong lòng hồ nghi. Nhâm thông nhìn đến, lại là từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, cười to lên, ha ha ha. Tề trưởng lão chưa có lo ngại, cái kia Trác Phàm chỉ là thần chiếu tam trọng tu vi mà thôi, lại cường năng mạnh đi đến nơi nào. Trên phố lời đồn đại, phần lớn có khoe khoang khoác lác thành phần, bằng không chờ đến các tông đủ đi xem hắn biểu hiện lúc, tiểu tử kia vì sao lại là giả sợ không dám lên. Đoán chừng hắn bất quá phô trương thanh thế thôi, muốn dùng cái này đe dọa trung tam tông đệ tử sớm làm đầu hàng, hắn tốt kiếm cái tiện nghi, đây là tâm lý chiến, kẻ xấu kế sách, không đáng nhắc đến. Đến mức cái kia ngự thú tông trưởng lão cái chết, Song Long Chí Tôn cũng đã công khai biểu thị qua, hắn là làm trái Song Long Viện quy củ, tự mình hướng khách mời động thủ, mới bị Hắc Nghiêm Chí Tôn đưa đánh chết, cùng tiểu tử này có nửa xu quan hệ. Đoán chừng lại là hắn thả ra lời đồn, dùng tới dọa những cái kia nhát gan thế hệ. Muốn ta Nhâm Thông, nhưng là sẽ không dễ dàng phía trên dạng này làm, ha ha ha. Nhâm Thông cười đến rất đắc ý, tề trưởng lão nhìn lấy hắn, suy nghĩ một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu, khen công tử cao gặp, quả nhiên có đạo lý. Ai, xem ra lão phu lão, kém một chút liền bị tiểu tử này mê hồn trận cho triệt để che kín. Đó là đương nhiên, cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, ha ha ha. Bất giác kiêu ngạo mà dương dương đầu, Nhâm Thông vừa nhìn về phía một bên hai cái thanh niên nói, cụm núi rừng cây, ngày mai khiêu chiến thi đấu, bọn họ không mắc mưu không sai tốt, nếu là phía trên lời nói, các ngươi hai cái trước cho ta đem cái kia Trác Phàm xử lý, đoạn bọn họ trụ cột tinh thần, để tại chỗ tất cả mọi người biết cái này nha là lường gạt, sau đó lại đối phó người khác, nghe đến sao? Minh Bạch, công tử, khẽ gật đầu, hai người cùng nhau hẳn là. Thỏa mãn gật gật đầu, Nhâm Thông một mặt ý dâm nụ cười. Rõ ràng ngày sau, tất cả mọi người thì đều sẽ rõ ràng, bọn họ tất cả đều bị tiểu tử này biên soạn thực lực thần thoại cho lừa gạt, mơ mơ màng màng. Mà xem thấu tất cả chân tướng, chỉ có ta, Thiên Hành Tông Nhâm Thông công tử. Cho dù tại trên thực lực không thể trèo lên đỉnh, lão tử cũng muốn tại IQ phía trên trèo lên đỉnh, hắc hắc hắc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chiến trường đối diện bên trong sớm đã là người đông tấp nập, bởi vì là Trung Tam Tông khiêu chiến thi đấu. Thượng Tam Tông người lần nữa tất cả không có ngoại lệ rơi xuống đất đi tới nơi này. Chỉ bất quá lần này, bọn họ phải chú ý là hai người, bên trong một trong, tự nhiên vẫn là truyền thuyết bên trong cái kia thất hắc mã, siêu cường dưới thực lực Tam Tông đại biểu, Ma Sách Tông Trác Phàm. Mà một người khác, thì là bọn họ càng thêm càng chú ý, chẳng những cá nhân thực lực, liền tổng thể tông môn thực lực cũng không thể khinh thường Trung Tam Tông đứng đầu, Nhu Tình Kiếm Ôn Đào chỉ huy kiếm thần tông. Ha ha ha, xem ra mấy ngàn năm qua chưa từng nhất động Thượng Tam Tông địa vị, lần này chung quy là muốn rung động run lên. Bò lên, không phải cái kia Ma Sách Tông, cũng là Kiếm Thần Tông. Chỉ là không biết, ai sẽ rơi xuống đâu. Khán đài lớn nhất đầu trên, Vũ Thanh Thu một trận cười khẽ, nhìn phía dưới đã lục tục ngo ngoe đến đây bóng người, đều cười ra tiếng. Viêm Ma chẳng biết lúc nào, chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, đây còn phải nói a. Muốn nói Thượng Tam Tông người nào có khả năng nhất rơi xuống, cũng chỉ có cái kia Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, ai bảo nó một mực là cuối cùng đâu. Hả, ngươi thì khẳng định như vậy, nó lần này cũng là cuối cùng. Mi đầu bất giác nhếch lên, Vũ Thanh Thu quay đầu nhìn về phía Viêm Ma, cười khẽ một tiếng. Chuyện đương nhiên gật gật đầu, Viêm Ma từ chối cho ý kiến, đó là đương nhiên, mỗi lần đều là như vậy, càng lần này càng là như vậy. Thượng Tam Tông đầu hai tên. Tuyệt đối tại người ta hai tông chiến đấu đi ra, nó không lót đáy người nào đệm. Cát, ai, ta là bất kể cái nào tông lót đáy, thì coi như chúng ta cái này tông lót đáy cũng không quan trọng. Ta chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể nhanh điểm đánh lên đến, đánh với ta một trận, tâm nguyện ta. Trời sinh địch nhân vốn có chi mệnh, không đánh một trận, coi là thật không vững vàng. Buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, Diệp Lân nhìn chằm chằm đài chiến đấu chỗ đó, khoan thai nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Viêm Ma đột nhiên nói, tiểu tử, ta ngược lại là bỗng nhiên muốn theo ngươi giao thủ thử một chút. Ngươi, liếc mắt liếc một cái hắn, Diệp Lân khinh thường bĩu môi, ngươi còn chưa xứng, cút qua một bên đi. Ngươi, bất giác trì trệ, Viêm Ma nhất thời tức giận đến quá sức,
Vũ Thanh Thu nhìn thấy, lại là nhìn không được cười ha hả, thẳng lắc đầu. Hiu! Đúng lúc này, tiếng xé gió lên, Bình Phán trưởng lão bóng người xuất hiện lần nữa tại cái kia trên chiến đài, sau đó hướng hư không ôm quyền khom người nói, cung nghênh hai vị chí tôn buông xuống. Cung nghênh chí tôn, bọn người người nhìn thấy, cũng là vội vàng hướng về cái kia đài cao nhất phía trên khom người bái hạ. Bá một tiếng, Song Long chí tôn bóng người đột nhiên xuất hiện trên đài, đưa tay hư vịt, để mọi người miễn lễ, tiếp lấy chậm rãi ngồi xuống, Hắc Nghiêm chí tôn đạm mạc mở miệng, bắt đầu đi. Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông đệ tử, vào tràng. Được đến chỉ thị, Bình Phán trưởng lão lúc này cao giọng hét lớn. Đón lấy, Kiếm Thần Tông, Ma Hồn Tông cùng Thiên Hành Tông mọi người, liền cùng nhau đi vào giữa sân. Lại sau đó, Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông liên tiếp vào sân, phân chạm hai bên. Nhìn đến Trác Phàm lần nữa đứng ở đội thủ vị trí, cũng không có như lúc trước như thế thối lui đến khu nghỉ ngơi, vây xem mọi người bất giác hai mắt tỏa sáng. Đã là minh bạch, trận này đối chiến hắn muốn xuất thủ. Viêm Ma, Vũ Thanh Thu bọn người càng là một mặt hưng phấn mà nhìn về phía hắn, riêng là Vũ Thanh Thu, hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút, cái này bị hắn quái vật kia sư đệ coi là bình sinh đối thủ lớn nhất tiểu tử, đến tột cùng có như thế nào năng lực đâu. Ôn Đào nhìn về phía đối diện Trác Phàm, bất giác nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra hừng hực chiến ý, đạm mạc lên tiếng, Trác Phàm. Cửu ngưỡng đại danh, lần này rốt cục có thể thấy phong thái. Chỉ là không biết, phải chăng như theo như đồn đại khó như vậy quấn đâu. Đánh chẳng phải sẽ biết, trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi. Ôn Đào bất giác sững sờ, cũng là bật cười gật gật đầu, bình tĩnh nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Hàn Vân Phong chăm chú nhìn Trác Phàm, không nhúc nhích, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói, Trác huynh, kính đã lâu. Tại hạ Ma Hồn Tông đại công tử. Hàn đại thiếu, Hàn Vân Phong còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là thốt ra, thẳng làm cho Ma Hồn Tông cùng Ma Sách Tông đám người bất giác cười trộm không thôi. Bất giác lúng túng ho khan một tiếng, Hàn Vân Phong thản nhiên nói, tại hạ Hàn Vân Phong, bởi vì chúng ta phụ thân so sánh khắc nghiệt, 5 tuổi về sau mới cho ba huynh đệ chúng ta đặt tên, nhìn thực lực định đoạt. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể có tên, còn lại hai người đều là danh hiệu. Cho nên chỉ có ta có danh tự, hai người bọn họ lấy lão nhị lão tam hàng. A, phụ thân các ngươi còn thật đầy đủ vô tình, không hổ là Ma Tông tông chủ. Trác Phàm gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại có một tia nghi hoặc phát lên, đã cái kia tông chủ vô tình đến tận đây, vậy đối với hắn đứa con thứ ba này có hay không tình đâu. Ai, ma đạo thật sự là thâm bất khả trắc a, nhất thời khó có thể lĩnh hội. Hàn Vân Phong thật sâu nhìn lấy hắn, thản nhiên nói. Vốn là lần này Song Long hội, ta là muốn cùng ngươi giao thủ thử một chút. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, biết rõ không thể làm mà làm, là vì không khôn ngoan. Cho nên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ngươi như muốn khiêu chiến, chúng ta Ma Hồn Tông chắc chắn đại mở cửa sau, tuyệt không nên chiến. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn Hàn Vân Phong liếc một chút, khẽ gật đầu. Tiểu tử này ngược lại thật sự là tiến thối có độ, có được giãn được. Như cái làm đại sự người. Đồng dạng là tông chủ công tử, cũng không giống như là người nào đó a. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhìn về phía một bên khác Nhâm Thông chỗ đó, lại chính gặp hắn một mặt khinh miệt quệt miệng, thăm thẳm lên tiếng, đần độn, các ngươi đều bị hắn cho lừa gạt, hắn bất quá phô trương thanh thế mà thôi, các ngươi cũng tin. Cát, cười nhạo lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến sờ mũi một cái, coi như đối với hắn mặc niệm. Mà Song Long chí tôn gặp Trác Phàm ra sân, cũng là khẽ giật mình, sau đó liếc nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu, xem như tán đồng. Vốn là bọn họ cảm thấy Trác Phàm thực lực quá mạnh, khả năng không thích hợp quá sớm xuất chiến. Nhưng là đang nhìn Trung Tam Tông đối chiến về sau, bọn họ mới phát hiện, lần này các tông đệ tử thực lực đều không kém. Trác Phàm như không xuất chiến lời nói, mà Sách Tông đoán chừng căn bản không có tư cách khiêu chiến. Cái này cùng bọn hắn công bình đối chiến nguyên tắc là không hợp. Cho nên, đối khiêu chiến này thi đấu Trác Phàm xuất chiến, bọn họ cũng coi như tán đồng. Ngẩng đầu nhìn lên hướng Song Tôn chỗ đó, gặp bọn họ nhìn mình, khẽ gật đầu, Trác Phàm liền biết Song Tôn đã cho phép, cuối cùng yên lòng. Từ lúc này bắt đầu, cấm lệnh giải trừ. Hạ Tam Tông đối chiến, cá nhân chiến lấy Huyền Thiên Tông thắng được, đoàn chiến lấy Ma Sách Tông thắng được. Căn cứ Song Long hội quy củ. Huyền Thiên Tông chỉ có thể khiêu chiến cá nhân chiến, mà Ma Sách Tông chỉ có thể khiêu chiến đoàn chiến.
Xin hỏi song phương, phải chăng chuẩn bị khiêu chiến Trung Tam Tông? Minh phán trưởng lão Ria mép trong gió run run, nhìn về phía song phương, cao giọng mở miệng. Huyền Thiên Tông vân trưởng lão đầu tiên cúi đầu nói, chúng ta Huyền Thiên Tông luôn luôn lấy Thiên Hành Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, lần này ngẫu nhiên đạt được Hạ Tam Tông cá nhân chiến vị trí đầu não, chỉ hy vọng dùng cái này ít ỏi thân thể giữ vững cửa này, miễn cho còn lại tông môn đường đột Trung Tam Tông các vị. Cho nên chúng ta Huyền Thiên Tông, là tuyệt sẽ không khiêu chiến. Nịnh hót. Hắn lời ấy chưa dứt, mọi người cùng nhau trong bụng buồn nôn, nhịn không được hướng hắn ném đi một cái chớ đại bạch nhãn. Như thế trần trụi mông ngựa người cao tuổi rồi, cũng có thể nói ra, thật không xấu hổ a. À. Cái gì thế Thiên Hành Tông canh cổng, quả thực so chó săn còn chó săn. Thủy Nhược Hoa chờ nữ nghe được lời này, cũng là nhịn không được gương mặt nóng lên, đón mọi người cái kia cười nhạo ánh mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn về phía vân trưởng lão ánh mắt, tràn đầy oán trách chi sắc. Minh Huyền Thiên Tông dù sao cũng là một đại tông môn, há có thể như thế không có mặt mũi, vì người khác chó vẩy đuôi mừng chủ, cùng cái chó sủ giống như. Chỉ có cái kia Nhâm Thông, tựa hồ rất dính chiêu này, hơi hơi gật gật đầu, lộ ra cái trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ. Thế nhưng là Trác Phàm gặp này, lại là thật sâu nhìn cái kia vân trưởng lão liếc một chút, âm thầm gật đầu. Vị này vân trưởng lão, thật là mẹ hắn vô sỉ a, rất có lão tử năm đó phong phạm. Có điều hắn nghĩ như vậy, cũng không có mảy may nghĩa xấu, ngược lại có chút tán thưởng. Theo trận kia nghịch chuyển đại chiến bên trong, Trác Phàm đã nhìn ra vị trưởng lão này không đơn giản, có kiên nhẫn, tính kế sâu. Tại không có nắm chắc tất thắng trước, trang thành một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, chỉ khi nào có xoay người cơ hội, hắn tuyệt đối đệ nhất thời gian nắm chặt. Cho nên, hắn mặc dù bây giờ nói ra như thế thiếu liêm quả hổ thẹn lời nói đến, nhìn như đối Thiên Hành Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là nguy hiểm nhất người hầu. Một khi cái chủ nhân này trấn không được hắn, hắn sẽ trước tiên lật qua, đem nó cho ăn. Đây mới thực sự là, có thể duỗi có thể khuất. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong mắt hơi híp, âm thầm gật đầu. Đón lấy, cái kia bình phán trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía Ma Sách Tông phương hướng. Dương Sát còn chưa mở miệng, Trác Phàm đã là tiến lên trước một bước. Hét lớn lên tiếng, đó còn cần phải nói a, chiến. Nếu là Huyền Thiên Tông hiện tại còn ở vào chỉ có thể khuất phục tầng thứ phía trên, như vậy hiện tại Ma Sách Tông, đã là không còn muốn khuất, là đem đầu phía trên cái này phách lối tông môn, đá xuống hộ quốc Tam Tông đứng đầu ngai vàng thời điểm. Trác Phàm kiên định thanh âm vang vọng tại toàn trường tất cả mọi người trong tai, làm cho mọi người một trận hưng phấn dị thường. Riêng là cái kia các quốc gia đại biểu. Tây Châu Chín Tông danh vị đã mấy ngàn năm không động tới, lần này cuối cùng muốn động một chút. Lấy thấp đánh cao khiêu chiến, đã nhớ không rõ là bao nhiêu năm trước sự tình. Nghĩ không ra lần này, để bọn hắn bắt kịp cái này lịch sử tính một khắc. Kết quả là, tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn phía dưới, trong hai con ngươi tinh quang rạng rỡ. Mà các tông đại biểu tựa hồ từ lâu tính đến chuyện này, lộ ra không sai chi sắc. Chỉ có cái kia Nhâm Thông sắc mặt trầm xuống. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, khẽ cắn môi, lộ ra vẻ phẫn nộ. Nho nhỏ Ma Sách Tông, các ngươi còn thực có can đảm làm ra như thế dĩ hạ phạm thượng sự tình a. Hừ, đã như vậy, cũng đừng trách bổn công tử không khách khí. Quay đầu nhìn cụm núi rừng cây hai người, Nhâm Thông khẽ gật đầu, cho bọn hắn đánh cái ánh mắt. Trên thực tế, bọn họ đối Ma Sách Tông lúc này đội hình, xác thực có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương có 6 cái hóa hư cảnh. Mà phe mình liền lên mình cùng cụm núi rừng cây hai người cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Có thể nói, trừ Nhâm Thông chính mình là hóa hư nhị trọng cao thủ, cụm núi rừng cây 2 cái hóa hư tam trọng cao thủ bên ngoài, còn lại 7 tên đệ tử, thậm chí tại thần chiếu cảnh bên trong cũng không thể xem như cường thủ, cả cái tông môn đệ tử chiến lực, cũng chỉ có 3 người bọn họ có thể đem ra được. Đây cũng chính là vì cái gì, Ma Hồn Tông tuy nhiên chỉ có Hàn Vân Phong cùng Hàn Nhị Thiếu 2 cái hóa hư cường giả. Nhưng như cũ cao hơn bọn họ một đầu nguyên nhân, người ta chỉnh thể thực lực mạnh a. Giờ này khắc này, bọn họ muốn một ván phân thắng thua, bảo trụ chính mình danh vị, cũng chỉ có dựa vào cụm núi rừng cây hợp kích trận thức, đối phó đối phương 6 đại hóa hư cao thủ. Mà đầu tiên điểm thứ nhất, đả kích đối phương sĩ khí, liền muốn theo bắt giặc bắt phương bắt đầu. Kết quả là, cụm núi rừng cây ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, để mắt tới đối diện lĩnh đội, Trác Phàm phương hướng. Nghi đầu bất giác vẩy một cái,
Trác Phàm trong lòng bất giác suy cười ra tiếng, đã là rõ ràng, đối phương mục tiêu thứ nhất đã là trực chỉ chính mình, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán quả nhiên là người không biết không sợ a. Tốt, đã Ma Sách Tông quyết định khiêu chiến, như vậy thì mở ra tu di kết giới, bài trước tiến hành hạ tam tông đoàn chiến đứng đầu Ma Sách Tông, đối trung tam tông đoàn chiến chi mặt thiên hành tông 10 người quyết chiến. Dương mắt quét quét mọi người, bình phán trưởng lão cao giọng hét lớn. Chỉ một thoáng, bá một tiếng, hai đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên rơi xuống trên chiến đài. Thả mắt nhìn đi, lại chính là lúc trước cho bọn hắn mở ra song long viện kết giới cửa lớn cái kia hai tên giữ cửa lão giả. Trong tay cấp tốc kết ấn, hai tên lão giả đụng một tiếng, duỗi ra một tay, hung hăng đối kích cùng một chỗ, ngay sau đó, không gian một trận kịch liệt ba động, uyển nếu là muốn đem một chương rèm kéo ra đồng dạng, vô hình không gian một cơn chấn động, nổi lên nói vệt sóng gợn, hai tên lão giả kia cũng là cánh tay nổi gân xanh, như cùng ở tại kéo ra một đạo cẩn trọng miệng cống giống như, hung hăng hướng ra phía ngoài co rúm. Tạch tạch tạch, nương theo lấy từng đạo nặng nề âm thanh vang lên. Toàn bộ không gian chậm rãi bị xé nứt ra, lộ ra bên trong một phen khác cảnh tượng. Đó là một tòa thanh tú đẹp đẽ sơn cốc, núi cao rừng rậm, thiên địa rộng lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Ở nơi đó chiến lên, đừng nói là 10 người, coi như thiên quân vạn mã chém giết lẫn nhau, cũng vạn vạn không có vấn đề. Quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, cái kia bình phán trưởng lão một trong ngón tay, thản nhiên nói, hai tông đệ tử mời vào bên trong, đến mức như thế nào đối chiến. Chính mình quyết định. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm đầu tiên nhấc chân hướng về phía trước, thế nhưng là còn không đợi hắn đi vào cái kia trong kết giới, một đạo chế nhạo thanh âm lại là bỗng dưng ghé vào lỗ tai hắn nhớ tới. Ha ha ha, thật lớn giới a, không có tiến hành qua đoàn chiến các ngươi, chắc là lần thứ nhất nhìn đến đi. Bất quá, các ngươi cũng đừng muốn thừa dịp khu vực rộng lớn, cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Chúng ta đi vào qua mấy lần, chỗ đó so với các ngươi quen. Khóe miệng hơi hơi một phát, Nhâm Thông nhìn lấy Trác Phàm suy cười ra tiếng. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đây cũng là ta muốn nói với các ngươi, bất quá các ngươi giấu đi cũng không quan hệ, đại không tốn nhiều chút thời gian thôi, mèo vờn chuột trò chơi, ta đã thời gian rất lâu không có chơi qua, ngược lại là thẳng hoài niệm, ha ha ha. Ai là mèo, ai là chuột, đến lúc đó còn không nhất định đâu. Cười lạnh, Nhâm Thông không nhường chút nào. Thế nhưng là nghe đến hắn câu nói này, những cái kia biết rõ Trác Phàm thực lực người, nhìn về phía hắn ánh mắt, lại giống như là nhìn một cái giống như kẻ ngu. Hắn đến tột cùng là nhiều không muốn sống, mới có thể như thế hung hãn không sợ chết a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, không còn đi để ý tới hắn, thẳng đi vào kết giới kia bên trong. Thích Trường Long bọn người, cũng là một mặt tà cười, khinh bỉ liếc hắn một cái, chăm chú đi theo vào. Sau đó, Nhâm Thông cho cụm núi rừng cây đánh cái ánh mắt, hai người liền gật đầu một cái, bỗng nhiên một bước chân, dẫn đầu xông đi vào, trong nháy mắt không có bóng dáng. Đón lấy, hắn mới chậm chậm mang theo còn lại đệ tử, đi vào trong. Rốt cục, tại từng đạo lưu quang lóe qua về sau, hai tông đệ tử toàn đều không thấy tăm hơi, chỉ có cái kia hư huyễn một chương không gian màn hình, triển hiện trong sơn cốc cảnh tượng, để tại chỗ người xem chăm chú chú ý. Bạch. Lưu quang xẹt qua, Trác Phàm bóng người đầu tiên xuất hiện tại núi nhỏ kia trong cốc, ngay sau đó, Ma Sách Tông còn lại đệ tử cũng ào ào xuất hiện, quay đầu nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, một mặt sợ hãi thán phục. Trong sơn cốc này nồng độ linh khí, quả thực so song long viện bên trong còn muốn nồng đậm mấy chục lần a. Ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ làm ít công to. Không nghĩ tới song long viện bên trong, còn cất giấu tốt như vậy địa phương, không hổ là Tây Châu đệ nhất đại tông a. Thế nhưng là Trác Phàm lại là lông mày nhíu lại, có chút kỳ dị nhìn quanh hướng bốn phía. Cái này nồng độ linh khí cũng quá nồng điểm, tuyệt không giống như là bố cái tụ linh trận liền có thể tụ tập lại địa phương. Hình như là có thiên địa tinh thạch phát ra, chẳng lẽ? Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm trong lòng nhất động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Mà đang đối chiến chàng một cái tối tăm trong góc, Đan Thanh Sinh song đồng cũng là chăm chú nhìn cái chỗ kia, tản mát ra thăm thẳm tinh quang. Vù vù. Đột nhiên, lúc đang Ma Sách Tông các đệ tử đối sơn cốc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, lại là hai đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống, lộ ra hai đạo thân ảnh quen thuộc, lại chính là cái kia cụm núi rừng cây hai người. Bất quá, bọn họ vừa rơi xuống đất,
hãy còn chưa đứng vững gót chân, liền đã đạp chân xuống, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Nheo mắt, Trác Phàm cũng không động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có hướng hắn động thủ, mà chính là thẳng tắp xuyên qua hắn, đảo mắt đi vào sau lưng cái kia 6 tên hóa hư cường giả trước người. Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, chữ Sơn Quyết, sắc mặt trầm xuống, cụm núi ồm ồm nói. Vừa dứt lời, nhưng gặp quanh thân hào quang màu vàng đất đại phóng, một cỗ tuyệt cường cương mãnh khí thế, giống như sóng biển ngập trời giống như, bỗng nhiên hướng mọi người phóng đi. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người bất giác kinh hãi, vội vã đồng loạt ra tay, hướng hai người nhất trưởng đánh tới. Đột nhiên ở giữa, 6 đạo hóa hư cao thủ tuyệt cường trưởng lực, cũng như núi đá sụp đổ đồng dạng hướng hai người đánh tới. Thế nhưng là ngay tại lúc này, cái kia rừng cây lại là trong mắt ngưng tụ, thủ hạ tiếp lấy kết ấn, Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, chữ Lâm Quyết. Ông! Một trận màu xanh nhạt quang mang lưu động, tại hai người xung quanh chợt đến ra hiện một tầng hư huyễn bóng xanh, giống như lụa mỏng đồng dạng, gắn vào hai người bên người. Mà cũng ngay tại lúc này, 6 người cường lực trưởng kình vừa tốt đến, lại là bỗng dưng phát sinh một hiện chuyện quỷ dị. Bọn họ lực lượng đánh vào cái kia xanh biếc hư ảnh phía trên, không nhưng cái khó lấy đánh tan, ngược lại tại cái kia hư ảnh từng trận như nước gợn nhúc nhích dưới, nhất thời theo lấy bọn hắn trưởng lực kia hạ xuống đi xuống, đem cái này 6 đạo trưởng lực hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Ngay sau đó, đụng một tiếng, xanh biếc hư ảnh bỗng dưng bắn ngược, cái kia 6 đạo bọn họ phát ra trưởng lực, cũng theo bắn ngược trở về. Cùng một thời gian, cái kia thổ hoàng sắc cương mãnh lực lượng cũng dung nhập bên trong, theo hướng mọi người phóng đi. Trong chốc lát, 7 đạo tuyệt cường lực lượng đánh úp về phía 6 người. 6 người còn chưa kịp phản ứng, đã là oanh một tiếng bị chấn khai hướng tứ phương, nhất thời cũng là 100 mét có hơn. Trong mắt bất giác co rụt lại, 6 người quả thực không thể tin được đây là thật, hai cái hóa hư cảnh tu giả, vậy mà trong nháy mắt đem bọn hắn 6 đại hóa hư cao thủ đánh bay, đây quả thực thật không thể tin. Dù sao, vừa mới nhìn như song phương người tới ta đi, phức tạp dị thường, nhưng cũng bất quá chỉ là giây lát ở giữa sự tình mà thôi. Có thể nói, một chiêu phía dưới, 6 người đủ bại, bên trong còn có 3 người là theo đối phương 2 người cùng một tu vi, cái này để bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có thể lý giải được. Không chỉ có là bọn họ, cho dù là chiến trường đối diện bên trong người xem, thấy tình cảnh này, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hai người này hợp kích trận thức, làm thật lợi hại, vậy mà lấy 2 địch 6. Vẫn như cũ chiếm thượng phong. Cũng chỉ có cùng bọn hắn giao thủ qua Kiếm Thần Tông cùng Ma Hồn Tông mới thật sự hiểu, hai người này liên thủ đáng sợ, tuyệt không phải bình thường hóa hư cao thủ có thể so sánh với. Đừng nói lấy 2 địch 6, cho dù là lấy 2 địch 10, bọn họ cũng hoàn toàn không nói chơi. Có thể nói, cá nhân chiến, bọn họ có lẽ chỉ có thể cầm 4 phần, nhưng ở đoàn chiến bên trong, bọn họ tác dụng nhưng là có thể bị vô hạn phóng đại. Ma Sách Tông hướng Thiên Hành Tông khiêu chiến đoàn chiến, quả nhiên là tiến vào đối phương sân nhà a. Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, hư thực kết hợp, cương nhu hòa hợp, vừa thì như rời núi lấp biển, vạn phu mạc địch, nhu thì lại lấy lâm hải bốc lên, cuồng phong khó phá vỡ. Hai người này liên thủ, làm thật khó dây dưa cực kỳ a. Nhìn chằm chằm bên trong thung lũng kia tràng cảnh, Ôn Đào trong mắt hơi híp, bất giác cười khẽ một tiếng, lúc trước đối chiến hai người này, chúng ta tựa hồ cũng chiến đấu rất lâu, vừa rồi thắng được. Thiên Thương, người cảm thấy người vị kia bạn cũ, phải tốn thời gian dài bao lâu, mới có thể đánh bại bọn họ. Ôn Đào đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tạ Thiên Thương, mi đầu lắc một cái, Tạ Thiên Thương trầm ngâm một chút, lại là chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm người này là cái quái vật, thiên phú dị bẩm, tiến triển thần tốc. Ta đã có mấy năm không thấy hắn, bây giờ hắn thực lực đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, ta cũng không lắm giải. Dài nhất 1 phút đi. Lúc này, lại là khẽ than thở một tiếng vang lên, Ôn Đào sững sờ, hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp Ma Hồn Tông Hàn Vân Phong mí mắt nhỏ nhảy, thì thào lên tiếng. Bất giác bật cười một tiếng, Ôn Đào trêu đùa, lão huynh, rốt cục chịu theo ta chia sẻ tình báo. Cũng không tính được cái gì tình báo, cái này Trác Phàm cùng cụm núi rừng cây 2 người, chúng ta đều tính toán giao thủ qua, tuy nhiên đều thua. Nhưng song phương sâu cạn chúng ta vẫn là biết rõ 1-2. Thật sâu hít một hơi, Hàn Vân Phong thăm thẳm lên tiếng, cụm núi rừng cây, cùng chúng ta lúc giao thủ, tối thiểu dùng ra cửu thành công lực. Thế nhưng Trác Phàm cùng ta nhị đệ tam đệ động thủ,
mỗi lần lại chỉ là tùy ý một chiêu, thấy không rõ sâu cạn. Nếu nói cụm núi rừng cây là mảnh thâm thúy hồ nước, cái kia chắc phàm chính là mênh mông đại hải, thâm bất khả chắc. Chúng ta nhóm này trong các đệ tử, rất khó tưởng tượng, có ai có thể làm hắn toàn lực ứng phó. Há, vậy ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Nếu ta đoán không sai lời nói, cụm núi rừng cây hai người công kích cái kia sáu đại hóa hư cao thủ là giả, thực tế muốn nhằm vào, chính là vị này thâm bất khả chắc lão huynh mới đúng. Nhếch miệng cười một tiếng, Ôn Đào trong mắt rạng rỡ phát sáng, dường như sớm đã xem thấu hết thảy. Quả nhiên, tại sáu người kia bị đánh bay về sau, cụm núi rừng cây cũng không đuổi theo, mà chính là quay người thẳng tắp hướng Trác Phàm bên này vọt tới. Thì ra là thế, vì chuyên tâm đối phó lão tử, không bị quấy rầy, cho nên sớm đem sáu người đẩy lui dọn bãi, ha ha ha. Mắt thấy hai người kia ngược lại hướng lấy phía bên mình vọt tới, trong mắt tràn đầy sát khí, Trác Phàm lại là khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến bĩu môi. Mà đối chiến trên trận vây xem mọi người, lại là một mặt khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt tản ra vẻ hưng phấn. Riêng là Ôn Đào cùng Hàn Vân Phong bọn người, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, cụm núi rừng cây cái này hai huynh đệ cương nhu hòa hợp sơn lâm hư ảnh quyết, Trác Phàm muốn thế nào đối phó. Bá bá bá. Mấy cái vụt sáng mà qua, hai người thân ảnh trong nháy mắt liền lấn đến gần Trác Phàm trước người, ấn quyết trong tay liên kết. Sơn lâm hư ảnh quyết, chữ sơn quyết, nặng như thái sơn, ngưng. Oanh! Cụm núi hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu vàng đất nhất thời hóa thành một cỗ tuyệt cường trùng kích lực hướng Trác Phàm chỗ đó vọt mạnh mà đi, giống như một đầu nổi điên châu đực, muốn đỉnh chết trước mặt đấu ngưu sĩ một dạng. Cái kia cỗ sơn băng địa liệt khí thế, nếu là trực tiếp bị đụng thực, cho dù là hóa hư cao thủ, cũng lúc này liền hội huyết nhục văng tung tóe, phân mảnh. Sơn lâm hư ảnh quyết, chữ lâm quyết, lâm hải lật trời, để lộ. Ong ong ong. Từng trận xanh biếc không gian ba động lóe qua, giống như từng đạo gợn sóng, không ngừng mà tại hai người trước người xẹt qua. Rừng cây trong mắt ngưng tụ, trong tay đánh quyết, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, đi theo cụm núi cùng nhau hướng Trác Phàm phóng đi. Ôn Đào gặp này, bất giác mi đầu lắc một cái, âm thầm gật đầu, hai người này đối phó Trác Phàm, ngược lại là cẩn thận cực kỳ, thế mà so với đối phó sáu người kia, lại đổi một loại phương thức. Đúng vậy a. Đối phó cái kia sáu cái hóa hư cao thủ lúc, cụm núi dùng là cương mãnh chi pháp, phải đem sáu người một hơi đánh bay ra ngoài. Mà rừng cây thì là dùng tụ lực chi pháp, xúc người khác chi lực, để bản thân sử dụng. Vừa mới sáu người sử xuất cái kia sáu trưởng lực toàn bộ bị cái kia xanh biếc âm nhu chi lực tiếp nhận, cũng bắn ngược trở về. Cho nên vừa mới đem sáu người đánh bay, chẳng những là cụm núi cương mãnh chi lực, còn có sáu người bàn tay mình lực. Hơi hơi gật gật đầu. Hàn Vân Phong đạm mạc lên tiếng, nhưng là lần này, bọn họ lại đổi một loại phương thức phối hợp. Cụm núi cương mãnh chi lực càng thêm cương mãnh, dường như thiên diêu địa động. Thế nhưng là rừng cây âm nhu chi lực lại không còn tụ lực bắn ngược, mà chính là một cái để lộ chữ. Nếu là Trác Phàm lấy mạnh đối mạnh, cứng đối cứng lời nói, chính mình lực đạo ngược lại sẽ bị chuyển qua một bên, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bộ này hợp kích trận thức, coi là thật cương nhu hòa hợp, công và thủ gồm nhiều mặt. Khiến người ta không chỗ ra tay a. Khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười nhàn nhạt, Ôn Đào cười nhẹ gật gật đầu, thật là rất phiền phức hợp kích trận thức, bất quá, người biết bọn họ vì sao muốn chuyển đổi phương thức phối hợp sao? Bởi vì sợ, dù sao tụ lực có phong hiểm, Trác Phàm một quyền kia chỉ uy bọn họ mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe đồn. Nếu là cỗ lực lượng kia quá mạnh, rừng cây hoàn toàn không chịu nổi lời nói, cái này tụ lực liền tương đương là muốn chết. Xúc cùng một chỗ lực đạo, một hơi đánh nhập trong cơ thể mình, cái kia tại chỗ chính là thân thể chấn vỡ hạ tràng. Cho nên vì lý do an toàn, hắn vẫn là lựa chọn để lộ lực chi đạo. Hàn Vân Phong sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc lên tiếng. Ôn Đào cũng là sùi cười một tiếng, gật gật đầu, không tệ, dốc hết toàn lực, bọn họ chiêu số lại diệu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng là không thể làm gì. Hiện tại, thì nhìn Trác Phàm một quyền này, đến tột cùng có mấy phần lực đạo. Đang bị rừng cây để lộ lực về sau, còn có thể không làm đến ở cụm núi cái kia rời núi lấp biển khí thế. À, đúng, các ngươi gặp qua Trác Phàm một quyền kia, đến tột cùng như thế nào? Chính ngươi nhìn liền biết. Mí mắt nhìn không được run run, Hàn Vân Phong ba người liếc nhìn nhau, lại là không còn nói. Hẹp hòi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai,
Ôn Đào không khỏi bĩu môi, tiếp lấy tiếp tục hai mắt rạng rỡ tinh quang nhìn chăm chú về phía trong sơn cốc tràng cảnh. Mà giờ này khắc này, cụm núi rừng cây hai người đã lấn đến gần Trác Phàm trước người, cái kia cỗ tuyệt cường thổ hoàng sắc lực lượng, cũng lập tức liền muốn đụng vào hắn trên thân, thế nhưng là, Trác Phàm lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trên đầu không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, thì liền quan sát mọi người cũng không nhịn được bắt đầu vì Trác Phàm cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ cái này thất truyền thuyết bên trong hắc mã, liền muốn dễ dàng như vậy chết tại chỗ sao? Cụm núi rừng cây hai người, thì là trong lòng cười lạnh, ám đạo còn thật bị công tử cho nói chúng, tiểu tử này quả nhiên phô trương thanh thế, không có gì bản lĩnh thật sự. Chúng ta đều đã lấn đến gần trước người hắn như thế khoảng cách, lập tức liền có thể đòi mạng hắn, hắn còn không có bất kỳ cái gì động tác, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn thật không gì hơn cái này mà thôi, hoặc là bị dọa sợ. Hoặc là thì là căn bản phản ứng không kịp, cũng không phải là truyền thuyết bên trong như thế tuyệt thế cao thủ. Nếu không mạnh hơn người, bị lấn đến gần đến như vậy khoảng cách, cũng lại vô lực hồi thiên. Thế mà, ngay tại hai người cười gần, muốn triệt để kết Trác Phàm tánh mạng lúc, ông một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, khiến hai người lông tóc đều muốn dựng thẳng lên sự tình, lại là không có không lý do, đột nhiên phát sinh. Răng rắc rồi. Từng đạo đại địa toái nứt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trác Phàm bốn phía trong vòng trăm thước, toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Cụm núi cái kia thả ra thổ hoàng sắc năng lượng cường đại, còn kém một bước thì đụng vào Trác Phàm trên thân. Thế nhưng là, lại tại cái này làm cho người kinh ngạc bị chấn động, vỡ vụn thành từng mảnh, rốt cuộc không có cơ hội này. Đồng thời, rừng cây bày ra cái kia đạo lục sắc để lộ lực ánh sáng, cũng là tại cái này không thể tưởng tượng bị chấn động. Không ngừng dạn nứt ra từng đạo màu đen đường vân, giống như mạng nhện đồng dạng, mắt thấy là phải hoàn toàn sụp đổ. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, hai người trong lòng kinh hãi, cùng nhau lui lại, nhìn về phía trước cái kia như cũ bình thản ung dung, yên tĩnh bất động Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mà bọn họ cái kia thổ hoàng sắc năng lượng cường đại cùng lồng ánh sáng màu xanh lục, cũng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc vỡ vụn. Thậm chí bọn họ đang chạy ra cái kia 100 mét chấn động phạm vi bên trong trước, bọn họ năng lượng liền đã bị chấn nát thành hư vô, triệt để tiêu tán không thấy, mà lại. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra, chỉ là trong tích tắc công phu, tại bọn họ quanh thân năng lượng bị chấn nát một hơi ở giữa, bọn họ thân thể còn không có triệt để chạy ra cái kia khủng bố lĩnh vực, hai người bọn họ mỗi người một cái tay, đúng là trong nháy mắt chấn vỡ. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia cuồn cuộn dòng máu, không ngừng theo hai người tay gãy chỗ chảy ra, ghi chép cái kia chấn động lĩnh vực đáng sợ. Đó là cái gì? T. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn đến Trác Phàm quanh thân trong phạm vi trăm thước, hết thảy sự vật đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô tràng cảnh, toàn trường tất cả người xem tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, Ôn Đào bọn người càng là tròng mắt co rụt lại, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cho dù là cái kia Song Long Chí Tôn, trong mắt cũng không thấy có chút động dung, còn có một tia mê mang ở bên trong. Đây là vũ khí vẫn là cái gì khác thần thông, quỷ dị như vậy sự tình, quả thực trước đây chưa từng gặp. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, đã là lóe bốn nói vầng sáng màu vàng óng, khóe miệng một phát, thì thào lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối lĩnh vực, hư không chấn. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái. Cụm núi hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Người này đến tột cùng là từ đầu tới, không phải chỉ là lực lượng mạnh a, làm sao còn hội có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Không có để ý bọn họ kinh dị ánh mắt, Trác Phàm hai mắt nhắm lại hợp lại, không minh thần đồng đã là thu lại, khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong, dưới chân nhỏ đạp, liền bỗng nhiên hướng hai người kia phóng đi, chớp mắt tới gần. Sợ hãi cả kinh, hai người muốn chạy trốn, Trác Phàm cái kia tuyệt cường cánh tay phải đã là hóa thành long chảo, hung hăng hướng rừng cây phóng đi, đồng thời phải đồng tử bên trong hai đạo vòng vàng lóe qua, một chiêu phá không, đem muốn tới viện trợ cụm núi ép ra. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, rừng cây tâm lý đã minh bạch, người này đúng như truyền thuyết bên trong đồng dạng, không, hẳn là so truyền thuyết bên trong còn muốn quái vật đáng sợ, không phải bọn họ có thể thù địch. Bất quá hết thảy đã muộn, bọn họ đã chọc cái quái vật này, tự nhiên muốn chiêu đến phản phệ. Rơi vào đường cùng,
rừng cây đành phải lần nữa trong tay đánh quyết, hét lớn lên tiếng, Sơn Lâm hư ảnh quyết, chữ Lâm quyết, để lộ. Ông! Bỗng dưng, lại là một cơn chấn động vang lên, rừng cây quanh thân chợt mà phủ thêm một tầng lưu động ánh sáng xanh, lóe rạng rỡ quang huy. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Tà cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đụng một tiếng, liền chộp vào lục quang kia phía trên. Thế nhưng là, quỷ long trên vuốt lực lượng, lại theo lục quang kia không ngừng lưu động, đang không ngừng trôi qua. Có chút ý tứ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp lấy cái kia long chảo phía trên, chợt dần hiện ra quỷ dị tử lôi. Mà theo từng đạo tử sắc lôi quang nổ vang, nguyên bản có mạnh mẽ long chảo, cũng biến thành dị thường sắc bén lên. Soạt. Một tiếng bạo hưởng phát ra, rừng cây quanh người tầng kia lục quang, đúng là bị Trác Phàm trong nháy mắt xé nát, đồng thời bị xé nát, còn có rừng cây cái kia như tờ giấy giống nhau yếu ớt thân thể. Máu tươi vẩy ra, thịt bay tứ tung, rừng cây toàn bộ thân thể, nhất thời tại Trác Phàm cái kia nhất chảo phía dưới, hóa thành năm khối, bay ra trên không trung. A! À, vây xem mọi người, bất giác giật mình, nhịn không được thét lên ra tiếng, Diệp Lân thì là trong mắt ngưng tụ. Nhìn lấy cái kia tử lôi quang mang, trong mắt tản mát ra vẻ hưng phấn, quả nhiên không sai, đó là. Một người giải quyết, Trác Phàm dưới chân lại đạp, liền lại trong nháy mắt lấn đến gần cái kia cụm núi trước người. Nhìn lấy rừng cây Na Tu Du ở giữa đầu một nơi thân một nẻo bộ dáng, cụm núi sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, muốn co cẳng liền chạy. Thế nhưng là, hắn lại sao có thể chạy qua Trác Phàm? Nhìn thấy Trác Phàm đi vào trước người, không có cách nào. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, liều. Sơn Lâm hư ảnh quyết, chữ Sơn quyết, nặng như Sơn Hà, sụp đổ. Oanh! Cụm núi hét lớn một tiếng, song trưởng mãnh liệt đẩy, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, cái kia thổ hoàng sắc năng lượng cường đại liền điên cuồng hiện lên, giống như mấy chục mấy trăm trượng cao sơn cùng nhau hướng Trác Phàm áp đi giống như. Cái này nếu là đụng thực, người bình thường tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc ép thành thịt nát. Đáng tiếc! Khổ cực là, hắn gặp phải là Trác Phàm. Cùng Trang Thiên Hạ Chí Cường lực lượng trùng thiên kỳ lân chân Trác Phàm so khí lực, đây quả thực là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, tìm thước A. Khóe miệng hơi hơi một phát, lộ ra cái tà dị đường cong, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cánh tay phải hào quang tỏa sáng, nhất quyền đánh ra. Oanh! Đồng dạng là một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, cái kia như bài sơn đảo hải hào quang màu vàng đất. Vừa mới đụng phải Trác Phàm đầu này thần tí, liền như bãi biển phía trên bị thủy triều sói lở xa bảo đồng dạng, ầm vang phá nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó cái kia cỗ sức mạnh cường hãn hóa thành cuồng phong, hô một tiếng đảo qua cụm núi thân thể, hắn thân thể liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh dòng máu, như trời mưa vung vãi ở trên mặt đất, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành bờ sông. Xa xa nhìn qua, cái kia đúng là một chữ, thảm. Chấn kinh. Tại chỗ tất cả mọi người, nhìn lấy đây hết thảy, cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người. Bên trong rất nhiều người lại là lần đầu tiên gặp Trác Phàm xuất thủ, lại là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này truyền thuyết bên trong quái vật, vậy mà mạnh đến như thế không thể tưởng tượng cấp độ. Cụm núi rừng cây hai người tại Trung Tam Tông đối chiến mà biểu hiện, thế nhưng là rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là có tư cách có thể sánh ngang Thượng Tam Tông tinh anh đệ tử tồn tại. Cũng là để Trung Tam Tông bên trong rất nhiều cao thủ rơi vào khổ chiến tồn tại. Nhưng là thì là hai kẻ như vậy, cùng Trác Phàm giao thủ, lại là không ra một hiệp, liền song song thân thể bị diệt, còn bị người ta có nhàn tình nhã trí, dùng bọn họ máu tại trên mặt đất liều cái thảm chữ. Trác Phàm khủng bố như thế thực lực, thật để tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cho dù là những cái kia lúc trước nhìn qua Trác Phàm nhất quyền chi uy người, lúc này cũng không nhịn được lần nữa phân chấn. Dù sao một quyền kia là Trác Phàm vô ý thức phía dưới, lung tung ra nhất quyền, một trận chiến này, mới là hắn thực lực chân chính bày ra. Các loại quỷ dị thủ đoạn vũ kỹ nhiều lần ra, thật để những cái kia quan sát người tán thưởng không thôi, cảm giác mới mẻ. Tiểu tử này, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, biến đến so trước kia càng biến thái. Thiệt thòi ta mấy năm này tu luyện gian khổ không ngừng, nhưng hiện tại xem ra, như đơn đả độc đấu, vẫn là đánh không lại a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tạ Thiên Thương không khỏi cười khổ một tiếng, thở dài. Ôn Đào gặp, lại là ra mặt nhìn không được lắc một cái, một mặt u oán nhìn về phía hắn nói,
Thiên Thương a, ta hỏi thăm một chút, người vị này bạn cũ là ăn cái gì lớn lên, hắn nha thật sự là người sao? Còn có cái kia Hàn Vân Phong, người vừa mới không phải nói hắn đối phó hai tiểu tử này, phải dùng một phút thời gian a, đây là có chuyện gì, một trong nháy mắt thì giải quyết. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất giác bĩu môi, Hàn Vân Phong bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thở dài, ta sớm nói hắn thâm bất khả chắc, lúc trước một quyền kia đoán chừng đều không ra cái gì toàn lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn phòng tuyến cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Giống như vậy quái vật, làm sao có thể tham gia song long hội đây, cái kia còn có để hay không cho người khác sống. Nghe được lời này, Ôn Đào thật sâu liếc hắn một cái, cũng là thâm biểu tán đồng gật đầu, tiếp lấy chính là khóe miệng một xẹp, nhíu chặt lên lông mày đến, trong miệng đều là đắng chát, bà mẹ ngươi chứ gấu à à, vốn là đối phó cái này Ma Sách Tông, ta còn thiết kế rất nhiều mặt án, thẳng có lòng tin. Nhưng hiện tại xem ra, làm sao trong lòng đột nhiên không chắc đâu. Hừ, cái gì gọi là người không biết không sợ, người trước kia gọi nắm chắc à, người vô tri mà thôi. Khinh thường bĩu môi, Hàn Vân Phong cười lạnh thành tiếng. Ôn Đào bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, lại là một mặt phiền muộn thở dài thở ngắn. Thế nhưng là hắn phiền muộn, có người so với hắn càng rất buồn bực. Thiên Hành Tông dẫn đội trưởng lão, vốn là cảm thấy lần này bọn họ tông môn đối lên Ma Sách Tông, vẫn là có mấy phần thắng, nhưng là bây giờ xem ra, thế này sao lại là có phần thắng, quả thực cũng là 100% muốn chết a. Giờ này khắc này, Sơn Cốc kia cũng là quỷ môn quan, mà ở nơi đó trông coi, chuẩn bị đi đến kéo người, cũng là quái vật kia trác phàm không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, cái này tất cả mọi thứ, bọn họ lĩnh đội công tử Nhâm Thông, nhưng là còn cái gì cũng không biết đâu. Không sai, tiến vào kết giới này người, theo thứ tự bị truyền vào bên trong thung lũng kia, Nhâm Thông cũng đã sớm căn dặn cụm núi rừng cây hai người, ngay từ đầu liền đem trác phàm xử lý, cái này mới có hai người vừa hạ xuống chân, liền lập tức hướng Ma Sách Tông mọi người đánh lén sự tình. Nhưng là, hiện tại bọn hắn đều đã đánh xong, vị kia Nhâm đại công tử cùng còn lại đệ tử lại vẫn không có truyền tống tới đó, có thể thấy được vừa mới trận chiến kia, phát sinh là cỡ nào ngắn ngủi, quả thực cũng là trong điện quang hỏa thạch, liền thắng bại đã phân. Mà cái kia Tề trưởng lão lo lắng nhất chính là, bọn họ công tử còn không biết đối phương đáng sợ, đến đó lại trang bức, đây không phải là muốn chết sao. Trong lúc nhất thời, Tề trưởng lão có loại muốn khóc xúc động, trong lòng lo sợ bất an. Xem ra truyền ngôn không nhất định chính là Khuếch Đại Phù Phiếm A, giống lần này, rõ ràng thì rút lại rất nhiều. Tiểu tử này, thế nhưng là so theo như đồn đại còn muốn đáng sợ nhiều lắm A. Xem trên khán đài chỗ cao nhất, Vũ Thanh Thu thật sâu hít một hơi, tiếp lấy lại thở dài lên tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, cái này chắc phàm thật không thể tầm thường so sánh, lấy hai người kia thực lực, cho dù là chúng ta lên Tam Tông bên trong, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể nhẹ nhõm thắng được, nhưng hắn lại. Thôi đi, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, tiểu tử kia tránh thức khởi sướng hung ác đến, người tuyệt sẽ không muốn nhìn đến. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái. Viêm Ma tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước thê thảm đau đớn kinh lịch, bất giác thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, chí ít, hắn hiện tại nhưng là liền thần hồn đều không ra đâu. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Vũ Thanh Thu cả kinh nói, thần hồn. Hắn một cái thần chiếu cảnh, đã ngưng tụ ra thần hồn sao? Nói nhảm, không có thần hồn, hắn dựa vào cái gì cùng hóa hư cảnh cao thủ đấu? Ta cho là hắn có bảo hộ nguyên thần ma bảo, lại dựa vào tuyệt cường thân thể lực lượng. Bằng sáp lá cả thủ thắng. Chí ít cho đến trước mắt, hắn đều là như vậy, nhưng nếu là hắn có thần hồn lời nói. Trong mắt hơi híp, Vũ Thanh Thu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Liếc mắt liếc một cái hắn, Viêm Ma bất đắc dĩ thở dài, đàng hoàng nói cho ngươi a, hắn chẳng những có thần hồn, mà lại cái kia thần hồn tuyệt đối không tầm thường. Há, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Không khỏi sững sờ, Vũ Thanh Thu thật sâu nhìn về phía hắn. Hơi hơi gật gật đầu, nhưng là rất nhanh hắn lại lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, nói như thế nào đây, nói gặp qua chưa, cũng đã gặp, nói chưa thấy qua a, cũng chưa từng thấy qua. Lúc đó hắn chỉ lộ ra một nửa thần hồn, nhưng chính là cái kia một nửa, suýt chút nữa thì mệnh ta. Nếu không phải lúc trước hắn chú ý trong tay muội tử lời nói, đoán chừng ta cái mạng này đã sớm ném. Cái gì, người cùng hắn giao thủ qua, lại cũng không phải hắn địch thủ. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Vũ Thanh Thu cuối cùng lộ ra vẻ kinh dị.
Viêm ma thực lực, hắn rất giỏi, tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng ở toàn bộ Tây Châu, cũng là tuyệt đối mạnh mẽ. Cho dù hắn cái này Tây Châu đệ nhất thiên tài, muốn đánh bại hắn không khó, nhưng muốn giữ lại hắn, lại là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là, chính là như vậy cao thủ, lại là kém chút chết tại tiểu tử kia trong tay, như vậy cái này chắc phàm thực lực, lại đến tột cùng đạt đến một loại như thế nào thông thiên triệt địa cấp độ A. Trong lúc nhất thời, Vũ Thành Thù khuôn mặt, cũng không còn bình tĩnh, ngược lại nhìn về phía một bên Diệp Lân nói, sư đệ, người tuyển đối thủ này, có vẻ như cường hãn cực kỳ cái nào. Đó là đương nhiên, không phải vậy làm sao xứng làm đối thủ của ta. Nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Lân trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, ta đã sớm nói, trừ ta bên ngoài, các ngươi người nào cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Bởi vì, chúng ta mới là số mệnh chi địch, hắc hắc hắc. Thật sâu nhìn lấy người sư đệ này rất lâu, Vũ Thanh Thu trầm ngâm một chút, đạm mạc gật đầu. Một phương diện khác, Trác Phàm tại xử lý hai cái cường địch về sau, trên mặt nhưng như cũ treo một bộ tà tiếu, tại ngó nhìn xung quanh lấy cái gì. Bỗng nhiên, Trác Phàm mí mắt nhất động, dưới chân nhỏ đạp, liền bỗng dưng xông về phía trước, tiếp lấy đưa tay chộp một cái, liền tại một mảnh trong bụi cỏ bắt đến một vệt lục óng ánh quang huy, lại chính là cái kia rừng cây thần hồn. Sau đó, Trác Phàm phải đồng tử một đạo vầng sáng màu vàng óng thoáng hiện, lóe lên một cái liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, đợi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là lại đi tới một gốc đại thụ che trời cành cây bên cạnh, khẽ vươn tay, theo một cái ổ chim non bên trong móc ra một vệt hào quang màu vàng đất. Mà cái này, chính là cái kia cụm núi thần hồn. Lại chợt lách người, Trác Phàm lại trở lại tại chỗ, lại là một mặt tà cười nhìn về phía trong tay hai đoàn quang huy. Đạm mạc lên tiếng, chạy a, các ngươi ngược lại là chạy a. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta không nhìn ra, tại các ngươi thân thể bị hủy một khắc này, ỉ vào đầy trời huyết sắc, trốn vào bụi cỏ tràng cảnh. Bất quá rừng cây cũng coi như, cụm núi ngươi nhà cũng quá không có tiền đồ, tránh chỗ nào không tốt, không phải trốn ở chim cái mông dưới đáy. Ngươi là muốn đời sau làm chim, vẫn là làm gà nha. Nghe thấy lời ấy, nơi xa Ma Sách Tông chúng đệ tử, bất giác tất cả đều tà cười một tiếng, tụ lại tới. Mà cái kia hai đoàn thần hồn, thì là dọa đến run rẩy, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn nãi nãi, với ai đánh không tốt, vừa lên đến thì chọn Trác quản gia ra tay, người đây không phải muốn chết sao? Ha ha ha, Khuê Lang hung hăng vỗ vỗ cái kia hai đoàn thần hồn, suy cười ra tiếng. Bọn người người nghe đến, cũng là cười to liên tục. Cụm núi rừng cây hai người chợt cảm thấy xấu hổ. Trầm ngâm một chút, chợt đến hét to lớn tiếng, các ngươi đã hủy chúng ta thân thể, còn dám giết chúng ta hay sao? Chúng ta thế nhưng là Thiên Hành Tông, Hộ Quốc Tam Tông đứng đầu. Đứng đầu cái rắm, chờ chúng ta đem các ngươi đuổi xuống, chúng ta cũng là Tam Tông đứng đầu, ha ha ha. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm tay cầm hai cái chùm sáng, hung hăng đem bọn nó đụng vào nhau, thẳng đưa chúng nó đâm đến đầu váng mắt hoa, điều cười ra tiếng. Bọn người người nghe. Cũng là nhịn không được cười to liên tục, cười nhạo không thôi. Đúng lúc này, vù vù, lại là mấy đạo quang mang lóe qua, Nhâm Thông chờ người thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Nhìn đến Ma Sách Tông mọi người tất cả đều tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười, Nhâm Thông thật sâu nhìn một chút bọn họ, lại ngắm nhìn bốn phía, lại là đầy bụng hồ nghi, thăm thẳm hỏi, a, cụm núi rừng cây người đâu, các ngươi gặp qua không có. Chẳng lẽ bị truyền đến chỗ khác đi? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nhâm Thông nhất thời ngầm bực. Nguyên bản hắn để hai người kia vừa xuất hiện, liền hướng Trác Phàm ra tay, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị truyền đến không biết địa phương nào đi, lại là lầm thời cơ. Đến mức hai người này sẽ ở trong khoảnh khắc bị Trác Phàm đánh bại sự tình, hắn lại là tuyệt đối nghĩ không ra. Dạng này nói mơ giữa ban ngày, hắn nhưng là sẽ không tin tưởng. Hai người này thế nhưng là để cho cả Trung Tam Tông cao thủ cũng nhức đầu nhân vật, bị người đánh bại, còn mẹ hắn trong nháy mắt đánh bại, cái này sao có thể? Thế nhưng là, tàn khốc sự thật, sẽ luôn để cho hắn thấy rõ chân tướng. Hắn, đến tột cùng gây một cái bao nhiêu không nên trêu chọc tồn tại. Người có phải hay không còn nghĩ đến, bọn họ sau khi hạ xuống trước tiên, hướng ta ra tay đâu? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm một mặt cười nhạo nhìn về phía hắn. Mi đầu khẽ run, Nhâm Thông đầy mặt hồ nghi, không thể tin nhìn lấy Trác Phàm, cái này nha làm sao lại biết. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười,
sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đem cái kia hai đoàn ánh sáng bày ở trước mặt hắn, khoan thai lên tiếng, bởi vì bọn họ đã vừa mới làm qua, bất quá đáng tiếc, thất bại mà thôi, ha ha ha. Nói, Trác Phàm bất chợt tới đến trong mắt ngưng tụ, Tại Nhiệm nghe được cái kia thật không thể tin ánh mắt bên trong, hai tay hung hăng bóp, nhưng nghe hai đạo thê thảm bi thống tiếng vang lên, cái kia hai đoàn ánh sáng đã là bỗng dưng bị tan thành phấn vụn, biến mất không thấy gì nữa. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông vị trí đầu não tử, muốn thay đổi một chút. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Ngay sau đó, phía sau hắn Thích Trường Long bọn người liền mang theo một mặt tà cười, nghênh ngang hướng Nhâm Thông bọn họ chạy đi đâu quá khứ, trong mắt đều là chế nhạo vẻ cười nhạo. Từ giờ trở đi, Thiên Vũ đệ nhất thủ hộ tông môn, muốn cải thiên hoán nhật. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Nhâm Thông bất giác dọa đến quá sợ hãi. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, cái này cụm núi rừng cây hai đại cao thủ, vậy mà trong khoảnh khắc thì rơi xuống trong tay đối phương, còn bị người ta một tay bóp chết, cái này mới bao nhiêu lớn điểm công phu a, ngược lại bại hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, Nhâm Thông nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cuối cùng lộ ra thật sâu sợ hãi. Tuy nhiên hắn không có gặp Trác Phàm xuất thủ lúc bộ dáng, nhưng hắn hiện tại đã minh bạch, truyền ngôn thật không giả a. Gia hỏa này quả thật là cái quái vật, không dễ trêu chọc. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, mà lại hắn giờ này khắc này, cũng không đoái hoài tới chấn kinh, bởi vì Thích Trường Long những người kia vốn cũng không thiện khuôn mặt hướng hắn xem ra, lộ ra càng thêm lạnh lẽo nụ cười. Hiện tại, cho dù Trác Phàm không xuất thủ, người ta đối phương 6 cái hóa hư cao thủ, chính mình phương này trừ chính mình một cái hóa hư cảnh bên ngoài, còn lại 7 cái toàn mẹ hắn là đặt ở thần chiếu cảnh bên trong đều là phổ thông không thể lại phổ thông đệ tử, căn bản chính là muốn bị hoàn ngược tiết tàu a. Bỗng nhiên, Nhâm Thông trên ót đều là chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, chảy ra không ngừng trôi, khóe miệng một xẹp, sắp khóc đi ra. Sau lưng đám đệ tử kia nhóm, cũng là một mặt khổ bức tướng, ào ào xin giúp đỡ nhìn về phía bọn họ vị này đại công tử. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình vị công tử này lúc này cũng là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo a. Một mặt dữ tợn hướng bọn họ tới gần, Thích Trường Long đám người trên mặt đều là tản ra từng đạo tà dị tiếu dung, quyền đầu tại bàn tay mình bên trong xoa bóp, phát ra rát băng vang lên. Nhâm Thông bọn người, thì là nơm nớp lo sợ không ngừng lui lại, quần áo đã sớm bị sau lưng mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mặc cho công tử, hiện tại ngươi biết ai là mèo, ai là chuột đi. Lúc này, Trác Phàm con người đi loanh quanh, đột nhiên tà cười ra tiếng, khinh miệt nói. Mi đầu lắc một cái, Nhâm Thông cắn chặt hàm răng, lại là kìm nén đến cả khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, nói không ra lời. Tiểu tử này, rõ ràng tại nhục nhã chính mình. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm dường như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, cười khẽ một tiếng, không sai, lão tử cũng là tại nhục nhã ngươi, bất quá lão tử xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phần phía trên, cho ngươi một cái cơ hội. Đoàn chiến quy củ, ở chỗ này sau 3 canh giờ, kết giới cửa lớn hội lần nữa mở ra, khi đó mặc kệ thắng bại thế hòa không phân thắng bại, đối chiến đều sẽ kết thúc. Cho nên ngươi không phải nói các ngươi đối với nơi này rất quen thuộc a, vậy liền ngoan ngoãn làm chỉ con chuột nhỏ, tham sống sợ chết trốn đi. Nếu là trong vòng 3 canh giờ bị chúng ta tìm tới, cái kia. Mèo ăn chuột nhưng là chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, ha ha ha. Nghe được lời này, Ma Sách Tông đệ tử bất giác cũng cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ. Rất hiển nhiên, Trác quản gia là muốn hung hăng trêu đùa bọn họ một chút. Nhìn tới, Trác quản gia cùng vị kia Viêm Ma đồng dạng, đều là tính trẻ con chưa phai mờ a. Chiến trường đối diện bên trong vây xem mọi người gặp này, cũng là bất giác mỉm cười cười một tiếng, cảm thán liên tục, quả thật là người trong ma đạo a. Ai, xem ra ma đạo tu giả tính khí đều như thế, đều ưa thích làm sao ngược, làm sao tới a, ha ha ha. Ôn Đào không khỏi khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Vân Phong liếc mắt nhẹ liếc một cái hắn, lại là từ chối cho ý kiến nói, cái này gọi thực lực tuyệt đối bày ra, nếu không, tương xứng hai người giao thủ, đều là toàn lực ứng phó, ai có thể ngược đến ai vậy? Không sai, chỉ có tại thực lực chênh lệch vô cùng đại tình huống dưới, mới có thể xuất hiện như thế hí ngược tràng diện. Có lẽ Trác Phàm tiểu tử này, là muốn nói cho tất cả mọi người, thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, khác tùy tiện chọc bọn hắn đi. Không khỏi thở dài một tiếng, Ôn Đào gật gật đầu.
thật sâu liếc hắn một cái, Hàn Vân Phong trêu đùa, vậy ngươi còn muốn cản hắn đường sao? Đối mặt mạnh như thế tay, bất luận thắng thua, chỉ ít giao thủ một lần, trong lòng cũng không tiếc đi. Trầm ngâm một trận, Ôn Đào thăm thẳm lên tiếng. Trong lòng bất giác run lên, Hàn Vân Phong sắc mặt trì trệ, lại là trầm mặc. Ôn Đào câu nói này, thật xúc động hắn nội tâm. Biết rõ không thể làm mà làm, là vì không khôn ngoan. Đứng tại tông môn góc độ phía trên giảng, cùng không có khả năng thắng đối thủ đọ sức, nhượng bộ lui binh, thực lực, thật là thượng sách. Nhưng là làm một cái tu giả, vốn là nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên. Biết rõ không thể làm mà làm, mới nên bọn họ cái kia làm. Thế nhưng là, tại tông môn đại cục bên trong, hắn lại là quên điểm này, quên một cái tu giả lúc đầu bản tâm. Nếu là ở nơi này e ngại cường đại đối thủ, hắn sau này lại như thế nào lại tại tu luyện trên con đường này đi xuống đâu? Đột nhiên, trong mắt bất giác ngưng tụ, Hàn Vân Phong hai mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm phương hướng, trong mắt tản ra rạng rỡ tinh quang, thở dài lên tiếng, nhìn tới. Ta lần này muốn lỡ lời. Lông mày nhíu lại, Ôn Đào thật sâu liếc hắn một cái, lại là vui vẻ gật đầu, bật cười. Thế này mới đúng a, như cái ma tông đại thiếu bộ dáng. Đếm ngược, 10, 9, 8. Một phương diện khác, Trác Phàm giơ lên cao cao một tay, bắt đầu phiêu hốt đếm lên đếm. Khuê Lang bọn người, thì là một mặt tà cười mà nhìn xem Nhâm Thông bọn họ, chờ lấy bọn họ chạy trối chết bộ dáng. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, vị này Nhậm đại thiếu chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, bị như vậy trêu đùa. Thế nhưng là đối mặt sinh tồn và tôn nghiêm, hai người tuyển nhất thời, Nhâm Thông lại chỉ có thể cắn răng một cái, lựa chọn sinh tồn, xoay người một cái, co cẳng liền chạy. Đằng sau thì là từng trận mọi người chế nhạo tiếng cười to. Về phần hắn đệ tử, gặp đại công tử đều chạy, cái nào còn có cái gì khác ý nghĩ, lúc này cũng theo chạy trối chết. 3, 2, 1. Trác Phàm đếm rất chậm, nhưng cũng rất nhanh liền đếm tới đầu. Vừa mới nói xong, Khuê Lang bọn người nhất thời cười gian lấy cất bước đuổi theo, hưởng thụ lấy như thế trêu đùa đối thủ niềm vui thú. Thế nhưng là, bọn họ vừa mới khởi hành, Trác Phàm nụ cười quỷ quyệt âm thanh lại là lần nữa vang vọng tại bọn họ bên tai, các vị, chậm rãi chơi. Liếc nhìn nhau, mọi người tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, tiếp lấy cười quái dị một tiếng, phạch một cái liền không có bóng người. Trác Phàm cũng là cười nhạt một tiếng, một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, sơn cốc nhỏ này bên trong người toàn đều biến mất không thấy gì nữa, phân tán tại các cái địa phương, bắt đầu mèo vờn chuột trò chơi. Cái kia mở cửa hai cái trưởng lão, thì là khẽ nhắm hai con ngươi, thông qua sơn cốc các nơi thiết trí giám thị trận pháp, không ngừng mà chuyển đổi lấy một khu vực như vậy hình ảnh, tìm kiếm lấy tứ tán các nơi bóng người. Chỉ chốc lát sau, liền có một vị thiên hành tông đệ tử dáng người thu vào trước mắt mọi người, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng chạy trốn. Thế nhưng là còn không đợi hắn chạy mấy bước, lục hạt bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện, cong ngón búng ra, ba một tiếng. Một đạo lục mang liền hung hăng bắn vào chân hắn mắt cá chân bên trong, nhất thời một cỗ lục khí liền từ hắn gót chân bắt đầu, hướng toàn thân hắn lan tràn ra. Khặc khặc khặc, tiểu tử, người chạy a, người chạy càng nhanh hơn, đạo này lục khí nhảy lên đến càng nhanh, chờ nó lúc nào lẻn đến ngũ tạng lục phủ ngươi, ngươi cũng liền hết. Một tiếng cười quái dị, lục hạt một mặt tà dị nhìn về phía người kia. Trong mắt không khỏi co rụt lại, người kia nhất thời trong lòng hoảng hốt. Thân thể trì trệ, không biết nên làm thế nào cho phải, đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu. Lục Hạt thì là ở một bên vui cười mà nhìn xem hắn, một bộ hưởng thụ như thế cố tình làm bậy bộ dáng. A, à, người kia nhìn lấy cái kia đạo lục khí rất nhanh lẻn đến bẹn đùi bộ, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, vung tay lên liền đem chính mình cái chân kia cho chặt, tiếp lấy một cái chân tiếp tục nhảy nhót lấy hướng về phía trước chạy. Lục Hạt gặp này, bất giác suy cười một tiếng. Bấm tay tiếp tục bắn ra, lại là một đạo lục khí liền lại bắn tới hắn một cái chân khác phía trên. Kết quả là, cùng vừa mới một dạng tràng cảnh xuất hiện, một cái chân cùng một cái mạng, tự chọn đi. Mí mắt nhìn không được co lại, người kia mặt mũi tràn đầy đắng chát, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Lục Hạt thì là một bộ khoan thai bộ dáng, nhìn lấy hắn thống khổ như vậy bồi hồi bộ dáng, lộ ra tà dị tiếu dung. Như thế như vậy, không quá nửa cái giờ thời gian. Người kia đúng là đem chính mình tứ chi từng cái chặt đứt, sau cùng tại Lục Hạt tà ác trong tiếng cười lớn, như một đầu loài bò sát giống như, ngọ nguậy hướng về phía trước phủ phục.
thấy tình cảnh này, chiến trường đối diện rất nhiều người xem, đã là bất đắc dĩ dao động cái đầu, thở dài lên tiếng, song Long Chí Tôn cũng là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tẻ nhạt vô vị. Dạng này sự tình, tại một khu vực như vậy các cái địa phương xuất hiện. Cái này đã không phải cái gì đoàn chiến, mà là chân chính ngược sát. Thật không biết cái này Thiên Hành Tông như thế nào đắc tội Ma Sách Tông, lại chiêu đến tàn khốc như vậy trả thù. Nhẹ nhàng xoa bóp trán mình, hai vị chí tôn đã là không tì vết lại nhìn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng là tất cả mọi người, cho dù là bọn họ cũng không có chú ý tới là, trận này ngược sát hành động kẻ đầu tiêu Trác Phàm, lại là cũng không có tham dự vào cái này bên trong tới. Thậm chí tại Ma Sách Tông bắt đầu đuổi bắt Thiên Hành Tông mọi người trong tích tắc, hắn liền hoàn toàn biến mất không thấy, dường như đã không tại trong sơn cốc này giống như. Bạch, một mảnh rừng rậm ở giữa, lóe lên một cái, xuất hiện một đạo cao ngạo bóng người, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Quay đầu hướng bốn phía nhìn xem, Trác Phàm khẽ gật đầu, rất tốt, nơi này hẳn là cái kia giám sát trận pháp điểm mù chỗ. Đón lấy, hắn liền trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất ra một khối óng ánh sáng long lanh tinh thạch đi ra. Lại chính là lúc trước hắn dùng đến bố trận thánh thạch không thể nghi ngờ. Trong tay màu đen khí tức lượn lờ, dần dần bò lên trên cái kia thánh thạch quanh thân, cái kia thánh thạch cũng chậm chậm tiêu tán, biến đến càng ngày càng nhỏ. Trác Phàm chăm chú nhìn cái kia theo thánh thạch phía trên tiêu tán bay ra pha trộn chi khí, nhìn lấy nó lưu động phương hướng, ánh mắt bất giác sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tại cái hướng kia. Nói, hắn liền lại là lóe lên một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Trác Phàm một đường tránh né lấy song long viện giám sát trận pháp, một đường dựa vào thánh thạch chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng đi vào một tòa liên miên bất tuyệt cao sơn trước mặt, mà ở trong đó nồng độ linh khí, so với vừa mới sơn cốc kia, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, cái này cả tòa sơn mạch cũng là một đầu từ linh khí ngưng tụ thương long, tản ra cuồn cuộn sinh sống. Quả là thế, đây chính là Tây Châu Thánh Linh Khoáng. Nghĩ không ra bị bọn họ dùng kết giới hộ ở chỗ này. Xa nhìn đầu này sơn mạch to lớn, Trác Phàm trong lòng run lên, âm thầm gật đầu. Trên thực tế, hắn từ tiến vào nơi này trong tích tắc, liền đã hoài nghi, nơi này khả năng cũng là Tây Châu Thánh Linh Khoáng nơi ở. Bất quá, làm trận pháp đại gia hắn, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra, nơi này các ngõ ngách, đều đã bị song long viện bố trí xuống giám sát trận pháp, muốn tại dưới mí mắt bọn hắn dò xét Thánh Linh Khoáng chỗ. Đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, Trác Phàm lấy Ma Sách Tông ngược sát Thiên Hành Tông vì mánh lưới, làm ra mèo vờn chuột trò xiếc, chỉ là chuyển di tầm mắt mọi người, để cho hắn có thể không cố kỵ gì dò xét nơi này thôi. Bởi vậy hắn mới có thể căn dặn đệ tử trong tông chậm rãi chơi, cấp cho hắn tranh thủ thời gian. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được nơi này, mà hắn lòng nghi ngờ, cũng để cho hắn tự mình mở ra. Nghe cái kia Tà Vô Nguyệt nói, cái này năm châu thánh linh khoáng đều chỉ có thể khai thác góc viền khu vực một bộ phận, đại lượng linh khoáng đều bị một đạo cường lực trận pháp trông coi, nghĩ đến là đến từ thánh vực cao thủ gây nên. Thế nhưng là, trừ tự mình xui xẻo thúc, tự bạo đi vào phàm giai trọng sinh bên ngoài, còn có cái nào cao thủ hội buông xuống loại địa phương này. Mà lại, thánh vực buông xuống phàm giai thông đạo thế nhưng là bị đóng gắt gao, liền thánh giả đều rất khó mở ra, thì càng đừng nói là người khác. Như vậy, đáp án giống như có lẽ đã miêu tả sinh động. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ. Cái này, phải cùng ngũ đại thánh thú có quan hệ đi. Năm đó Côn Bằng để cho mình tìm kiếm dư thánh thú hạ lạc, còn đem tiểu tam tử giữ ở bên người làm con tin, nơi này chắc là có chút manh mối. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi nhìn hai bên một chút, lại là nhất thời mi đầu lắc một cái, bật cười ra tiếng, không hổ là thánh linh khoáng trọng địa. Chỉ là trong phạm vi trăm thước, thì có trọn vẹn mấy chục cái giám sát trận pháp. Mà lại cái này bố trận thủ pháp, cũng xác thực đầy đủ bí ẩn. Bất quá đáng tiếc, các ngươi gặp gỡ lão tử, luận trận pháp bố trí, lão tử nhưng là các ngươi tổ sư gia, hừ hừ. Bất giác nhếch miệng cười cười, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, đã là nổi lên một đạo vầng sáng màu vàng óng, lại giả thuyết, hiện tại các ngươi chắc là bị lục hạt bọn họ biểu diễn hấp dẫn nhãn cầu. Không để ý tới lão tử chỗ này a, hắc hắc hắc. Bạch, một tiếng cười gian, Trác Phàm trong nháy mắt biến mất bóng người, tiếp lấy chính là tại từng đạo lấp lóe phía dưới, hướng cái kia mỏ quảng chỗ sâu tiến lên. Những nơi đi qua, đều là các đại giám khống trận thức góc chết phạm vi.
Hưu. Rốt cục, tại một cái tản ra thăm thẳm bạch quang miệng huyệt động, Trác Phàm một cái lắc mình, tiến vào bên trong, xa xa hướng ngoài động nhìn lại, vậy được trên ngàn trăm giám sát trận thức không có phát ra một tia chấn động, không khỏi thật dài chậm rãi một hơi. Lại hướng bên trong nhìn quanh một phen, Trác Phàm bốn phía nhìn lấy huyệt động này vách tường, chỉ thấy từng viên óng ánh tinh thạch khảm nạm phía trên, tản ra đạm mạc bạch quang, chiếu sáng toàn bộ thông đạo, mà trong sơn động này linh khí, cũng nồng nặc làm cho người giận sôi, bất giác hai mắt tỏa sáng, âm thầm gật đầu. Không sai, nơi này chính là thánh linh khoáng cửa vào, mà những thứ này tinh thạch, cũng là tại cái này trong mỏ quặng ngưng kết thánh thạch. Phàm là thánh linh khoáng, nhất định sinh ở thiên địa phía trên đại trận, mới có thể ngưng kết ra cao như thế nồng độ linh tinh. Cho nên tại cái này thánh khoáng bên trong, trừ thánh ngoài trận, cũng không thích hợp bố trí hắn trận thức, nếu không nhất định sẽ bị thiên địa lực lượng quấy nhiễu. Bởi vậy Trác Phàm ngược lại cũng không lo lắng nơi này hội có cái gì giám sát trận pháp, hoặc là khác phòng ngự trận thức, trừ phi bọn họ thật có bố trí thánh trận năng lực. Bất quá, cái kia tại Phàm giai là tuyệt không có khả năng sự tình. Kết quả là, Trác Phàm lại không có bất kỳ băn khoăn nào, nghênh ngang đi vào bên trong, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Hắn đổ là muốn nhìn, cái này cao thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, bố trí được hạng gì trận pháp, thủ hộ tòa này thánh linh khoáng. Ông! Bỗng nhiên, hắn chả không có hướng bên trong đi đến mấy bước, một tiếng chói tai ngâm khẽ lại là bỗng dưng truyền tới. Mí mắt bất giác nhất động, Trác Phàm thân thể trì trệ, nhất thời dừng lại, mi đầu thật sâu nhăn lại. Chuyện gì xảy ra, bên trong là động tĩnh gì? Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước mấy bước, Trác Phàm một đường tỉ mỉ tập tính quá khứ, trong tai tiếng ngâm khẽ cũng là càng lúc càng lớn, lại là một tại cái kia tận cùng sơn động, ngơ ngẩn. Chỉ thấy giờ này khắc này, một cái dài bảy thước ngắn, khiết như bạch ngọc, thất thải hào quang khoác chiều cao kiếm, đang lẳng lặng phiêu phù ở thông đạo dưới đáy hư không bên trong. Thỉnh thoảng thân kiếm khẽ run, phát ra êm tai ngâm khẽ thanh âm. Mà bốn phía những cái kia thánh thạch, cũng đang không ngừng tản ra cuồn cuộn pha trộn khí tức, hướng về thanh trường kiếm kia hội tụ. Giống như là mới sinh trẻ sơ sinh, đang hút đồng ý lấy cam điểm sữa, thanh trường kiếm kia cũng đang không ngừng hấp thụ lấy những cái kia thánh thạch cung cấp cấp dưỡng, phát ra hài lòng kêu khẽ. Cái đó là, thánh binh. Trong mắt nhìn không được co lại, Trác Phàm bất giác kêu lên sợ hãi, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là thánh vực mạnh nhất lục phẩm thánh binh. Không sai, linh binh 12 phẩm, chí thượng vì thánh binh. Đó là chỉ có siêu thoát phàm giai người, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực chí cường vũ khí. Mà lại, bởi vì cần tăng thêm thánh thạch luyện chế, thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, cho dù là tại thánh vực, đây cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Chí ít, lúc trước Trác Phàm lấy hắn đường đường tám hoàng đứng đầu thành tựu, cũng liền miễn cưỡng có thể luyện chế ra tam phẩm thánh binh thôi, hơn nữa còn chỉ là tồn tại ở lý luận tầng thứ. Không có tự mình thực hành qua. Dù sao, tài liệu này cũng không tốt làm a, vẻn vẹn là thánh thạch, hắn liền không biết nên đi cái kia thánh tộc địa bàn đi hãm hại lừa gạt đến mấy khỏa, còn không đến mức chọc phiền phức. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này tiểu tiểu phàm giai, thế mà làm cho hắn gặp phải, truyền thuyết bên trong mạnh nhất lục phẩm thánh binh, điều này không khỏi làm hắn trái tim nhỏ nhịn không được bịch bịch nhảy không ngừng. Hiện tại hắn thánh thạch phần lớn là, thánh binh còn một kiện không có đây. Bây giờ đã để hắn đụng tới, hắn lại có thể buông tha. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm không có hảo ý cười cười, một cách tự nhiên hướng trường kiếm kia đi đến, ha ha ha. Ta biết thánh binh đều có linh tính, ngươi nhất định có thể nghe hiểu ta lời nói. Ngươi nhìn a, nơi này như thế ẩm ướt tối tăm, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, ngươi ở lại đây không tố a, có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài đùa giỡn một chút. Ông! Một tiếng kêu khẽ, thanh trường kiếm kia tựa hồ đã minh bạch Trác Phàm ý đồ, không khỏi nhẹ rung một chút thân kiếm, phát ra sắc bén ánh sáng. Chờ chút! Mi đầu bất giác nhảy một cái, Trác Phàm nhất thời dọa đến một cái lảo đảo, vội vàng lui lại một bước, khoát tay một cái nói, ta không có ác ý, cũng không muốn đem ngươi chiếm thành của mình. Ta biết, thánh binh cần thánh thạch cấp dưỡng, mới có thể bổ sung năng lượng. Thế nhưng là thánh thạch ta chỗ này cũng rất nhiều a. Ngươi theo ta ra ngoài, chẳng những có thể tự do bay lượn chân trời, kiến thức bên ngoài thế gian phồn hoa, còn có thể ăn ngon uống sướng, dinh dưỡng sung túc, sẽ không bạc đãi ngươi, tốt bao nhiêu. Trác Phàm giống như một cái lừa gạt tiểu cô nương xấu thúc thúc,
lộ ra một trương bỉ ổi vẻ mặt vui cười, sau đó trong tay ánh sáng lấp lóe, xuất ra một khối thánh thạch, đưa lên, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, ngươi tại ta trong giới chỉ, một dạng có thể bổ sung năng lượng. Khác biệt duy nhất là, ngươi còn có thể tùy tiện đi ra hoạt động một chút thân thể, tốt bao nhiêu. Muốn hay không, đến ta trong giới chỉ nhìn xem, nếu như không hài lòng, ngươi tùy thời có thể đi ra, làm thánh binh, ta lại không khóa lại được ngươi. Trác Phàm thử thăm dò đem chính mình lôi linh giới tiến tới, thăm thẳm khuyên nhủ. Trường kiếm kia tựa hồ có chút chần chờ, thân thể run run liền bất động. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm gặp có cửa, bất giác trở nên kích động lên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử lập tức liền sở hữu tối cường thánh binh, thật sự là đời trước thêm đời này, hai đời mộng tưởng a. Xem ra lần này Song Long hội còn thật mẹ hắn không lỗ, coi như không phải vì Tà Vô Nguyệt nhiệm vụ. Không phải vì Côn Bằng ủy thác, hắn nếu sớm biết nơi này có thánh binh cất giấu, hắn cũng đã sớm đến a. Hô! Thế mà, ngay tại Trác Phàm gặp lừa gạt thánh binh đại kế lập tức liền muốn đại công cáo thành lúc, cái kia lôi linh giới phía trên, lại là bỗng dưng giấy lên một nói ngọn lửa màu xanh. Cùng một thời gian, Trác Phàm trên trán cũng là không lý do giấy lên cái kia thanh viêm, từng đạo tử lôi tại trên người xuyên qua, hắn cánh tay phải cũng là đột nhiên phát ra đỏ thẫm ánh sáng. Đây là có chuyện gì? Không khỏi giật mình, Trác Phàm lúc này sửng sốt, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Soạt, một đạo lạnh lẽo sát ý nhất thời phát lên, quét ngang hướng chỉnh sơn động. Trác Phàm trong lòng cả kinh, bất khả tư nghị nhìn về phía đối diện thanh trường kiếm kia, cả người trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này phát sinh cái gì, vừa mới còn êm đẹp, làm sao đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt, thanh kiếm này lại xuất hiện như thế đại địch ý. Thế nhưng là hắn đã không kịp suy nghĩ bên trong nguyên do, bởi vì thanh trường kiếm kia đã là không chút lưu tình hướng hắn xuất thủ. Hưu, một đạo hàn mang lóe qua, hiện ra sát ý kiếm khí nhất thời theo trên thân kiếm kia bắn ra, hung hăng hướng Trác Phàm bên này đánh tới, chớp mắt tới gần. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm đến không kịp trốn tránh, vội vàng nâng lên cánh tay phải chặn lại. Phốc, làm cho người chấn kinh sự tình nhất thời phát sinh. Trác Phàm cái kia không gì địch nổi kỳ lân tí, vậy mà dưới một kiếm này, không có chút nào trở ngại bị hoàn toàn xuyên thủng. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn máu tươi chảy ra không ngừng chảy xuống đến, Trác Phàm dĩ nhiên đã là bỗng dưng ngốc tại chỗ. Cái này, làm sao có thể? Chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, vậy mà có thể đem thánh thú thân thể xuyên thủng, thanh này lục phẩm thánh binh đến tột cùng là thần thánh phương nào luyện chế a, như thế cường hãn. Siêu. Thế mà hắn đã là không kịp lại suy nghĩ đi xuống, thanh trường kiếm kia thân thể hơi hơi lắc một cái, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm nơi này vọt tới, sắc bén kiếm phong phát ra lóa mắt quang huy. Trong lòng bất giác hoảng hốt, Trác Phàm đây chính là qua nhiều năm như vậy, lần đầu bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Thanh kiếm này liền kiếm khí đều như thế nhiều bức, thánh thú thân thể đều khó mà ngăn cản, lúc này cả thanh kiếm vọt tới, còn không lúc này đem hắn chặt thành thịt vụn, ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm nhất thời hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại thanh trường kiếm kia đi vào trước mặt trong nháy mắt, lại là chợt linh quang nhất thiểm, mới nhớ tới, lão tử đánh không lại, có thể tránh a. Sau đó hắn phải đồng tử bên trong một đạo ánh sáng màu vàng lấp lóe, Trác Phàm nhất thời biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào ngoài trăm thước, thật dài phun ra một luồng lương khí. Mà thanh trường kiếm kia ở trong nháy mắt này công phu, tựa hồ theo ném người đồng dạng, tại nguyên chỗ đánh lấy vòng đổi tới đổi lui, phảng phất tại tìm Trác Phàm tung tích, lại là làm sao cũng tìm không thấy. Chờ Trác Phàm lại hiện ra thân hình, mới lại tìm đến tha phương vị, trong nháy mắt tập cận trước người. Trong lòng không dám khinh thường, lại không dám chạy ra ngoài động, bị Song Long viện những cái kia giám sát trận pháp phát hiện, cho nên Trác Phàm chỉ có thể ở cái này nhỏ hẹp trong đường hầm càng không ngừng chuyển đổi vị trí. Né tránh trường kiếm kia truy tung. Bất quá, cái này thủy chung không phải một cái kế hoạch lâu dài, dù sao thời gian lâu dài, hắn nguyên lực hao phí quá lớn, nhất định lại khó di động mảy may. Thế nhưng là thanh trường kiếm này, tại thánh linh khoáng bên trong, vĩnh viễn đang bổ sung năng lượng, lại là không có mảy may hao tổn. Kể từ đó, dần ra, Trác Phàm tình cảnh coi là thật bất lợi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, không có thông đạo. Lão tử lại đánh ra một cái thông đạo lại như thế nào? Đến lúc đó theo cái kia không có giám sát trận pháp thông đạo chạy ra,
lúc này liền có thể chạy thoát. Nghĩ như vậy, Trác Phàm Tại lại tránh đi một vòng trường kiếm kia truy kích về sau, phải đồng tử bên trong, cuối cùng xuất hiện hai đạo màu vàng vầng sáng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, phá không cái kia đạo không gian chấn động, nhất thời bắn tới một mặt trên vách tường, lại là bỗng dưng bị bắn ngược trở về. Chỉ là để cả tòa sơn mạch càng không ngừng run run, chỉ thế thôi. Trong mắt bất giác co rụt lại, Trác Phàm nhất thời trong lòng kinh hãi, nơi này chính là thánh linh khoáng, chẳng lẽ lấy phá không chi uy, cũng khó có thể xuyên thấu thánh linh khoáng tầng tầng trở ngại. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tiếp tục kinh ngạc đi xuống, cái kia đạo trưởng kiếm lại là lần nữa bay đến trước mặt hắn. Hỏng bét, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm lúc này mặt hiện thần sắc, trên trán đã tràn đầy mồ hôi chảy ra. Giờ này khắc này, thanh trường kiếm kia đã đi vào trước mặt hắn, cách hắn bất quá chỉ trong gang tấc, hắn không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không thần uy còn chưa tán đi, đã không kịp chuyển đổi thành thay hình đổi vị. Như thế tới nói, hắn căn bản tránh không rơi trường kiếm kia chém giết. Biện pháp duy nhất, cũng là sử dụng hiện tại còn chưa tán đi phá không thần thông, đem trường kiếm kia đánh tan. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Phá không uy lực mạnh hơn, cũng so ra kém kỳ lân tí thần lực. Liền kỳ lân tí đều bị người ta một đạo kiếm khí xuyên qua, cái này phá không uy năng lại làm sao có thể ngăn cản đến thanh trường kiếm kia tấn công đâu. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm rơi vào tuyệt cảnh bên trong, khắp nơi không sinh lộ. Thế nhưng là, nhìn lấy trường kiếm kia ngay tại từng bước tới gần, Trác Phàm trong mắt nhìn không được run run, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng một cái, liều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Coi như biết rõ ngăn không được, cũng muốn thử một chút mới được. Nghĩ như vậy, Trác Phàm phải đồng tử cái kia hai đạo vòng vàng phát ra rạng rỡ kim quang, hét lớn lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Ông, một nói không gian ba động vang lên, Trác Phàm phải đồng tử bên trong bỗng dưng bắn ra một đạo vô hình chấn động sóng, nhất thời cùng cái kia thẳng tắp bay tới trường kiếm va vào nhau. Đinh, phảng phất là kim loại giao kích thanh âm phát ra đồng dạng. Thanh trường kiếm kia đúng là đột nhiên bị một kích này cho phản chấn trở về. Trên không trung chuyển hai vòng, nhất thời cắm vào một mặt tràn đầy thánh thạch trong vách tường. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm bỗng dưng có chút mắt trợn tròn, sau đó nhìn xem chính mình tay phải kỳ lân tí, phía trên còn dính nhuộm cuồn cuộn máu tươi, tiện tay vung lên, ầm vang một tiếng, liền ở bên cạnh trên vách tường đập ra một cái hố to tới. Không sai a, kỳ lân tí so cái kia phá không thần uy mạnh a. Làm sao kỳ lân tí cũng đỡ không nổi thanh này thánh binh, ngược lại bị lão tử một chiêu phá không cho đánh bay, đây là có chuyện gì? Răng rắc, Trác Phàm chính là một mặt không hiểu suy tư, nhưng nghe từng tiếng vách tường vỡ vụn âm thanh vang lên, thanh trường kiếm kia đúng là uốn éo một cái thân kiếm, lại mẹ hắn oai phong lẫm liệt quất ra thân thể, tiếp tục hung hãn dị thường hướng Trác Phàm bên này vọt tới. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, thấy tình cảnh này. Không dám thất lễ, lúc này lại là một chiêu phá không thần uy sử xuất. Đụng, một tiếng vang thật lớn, cùng vừa mới không khác nhau chút nào, thanh trường kiếm kia đúng là lại bị đánh bay ra ngoài, lung lay thân kiếm, dường như bị chấn choáng đồng dạng, tại nguyên chỗ xoay một vòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.